Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 26. Trần Đức không đi. Không chỉ không đi, anh còn trực tiếp đi vòng qua cái tên gọi là đội trưởng này, đi thẳng vào bên trong đan môn. Vẫn là câu nói đó, tốn thất một viên bạch ngọc xích dương đan không thành vấn đề, hôm nay anh phải vào sát hạch. Thằng nhãi, lời của ông nội cậu cũng không nghe sao, ánh mắt đội trưởng Diêm thoáng qua vẻ lạnh lẽo, ông ta đứng chặn trước mặt Trần Đức. Trần Đức cau mày. Ông nội. Ha ha. Bảo anh cút, anh có thể làm như không thế, cũng có thể xem đối phương lẻ con ruồi không muốn tranh cãi. Nhưng, giờ phút này, Trần Đức đã có chút tức giận, nhìn chầm chầm đội trưởng Diêm nói, cho ông 3 giây, quỳ xuống xin lỗi đi. Đội trưởng Diêm cười, ông ta kiêu ngạo như vậy và dám ăn chặn bạch ngọc xích dương đan là đã có suy xét hết rồi. Đầu tiên, trên người tên đứng trước mặt hoàn toàn không có dao động linh khí, thậm chí ông ta còn không cảm nhận được sự tồn tại của kim đan. Thứ hai, người này lại đến từ Lưỡng Nghi Tông một thế lực hạng ba. Nói là hạng ba chứ thực ra ở trong mắt họ cái thế lực rác rưởi ấy căn bản không xứng. Có thể nói, ông ta hoàn toàn có thế bát chẹt được Trần Đức. Cho tôi 3 giây, sao, định đánh nhau hả? Một người ngay cả dao động linh khí cũng không có mà muốn ra tay với ông đây sao? Đúng vậy. Cùng lúc đó, một giây trước Trần Đức vẫn đứng im lại bất ngờ ra tay. Một bàn tay trực tiếp tát thẳng về phía đội. Trưởng Diêm. Tốc độ và sức mạnh của anh khủng bố, kinh khủng cỡ nào. Há là một võ giả thiên tôn cảnh có thể cản được. Thậm chí, đội trưởng Diêm còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát ấy đập tát lên mặt ông ta. Chát. Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, đội trưởng Diêm trực tiếp bị tát bay. Ông ta phun ra cá răng lân máu, miệng cũng bị Trần Đức tát cho sái quai hàm. Đội trưởng Diêm ôm lấy mặt cuộn người trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lúc này, ông ta cũng không dám nổi lên cái suy nghĩ trả thù hay đánh trả. Bởi vì, trong nháy mắt ban nãy, thanh niên trước mặt hoàn toàn có thể lập tức giết chết ông ta. Khi một cái tát trông như rất bình thường kia hạ xuống, kim đan và linh hải trong người ông ta đã bị khóa lại, chẳng thể nào vận chuyển linh khí. Giờ đây, trong lòng đội trưởng Diêm chỉ còn lại nỗi kinh ngạc và sợ hãi. Mồm miệng sạch sẽ chút, biết không, kế tiếp sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Trần Đức đi đến trước mặt ông ta, lấy bạch ngọc xích dương đan từ trong ngực ra, cong ngón tay búng một cái bân vào miệng đội trưởng Diêm. Chẳng mấy chốc, vết thương của ông ta đã dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được khôi phục. Tuy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục được 50-60%. Giờ, tôi có thể đi vào chưa? Trần Đức nhìn ông ta, bình tĩnh hỏi. Có thế, thưa cậu, mời cậu đi theo tôi sẽ dẫn cậu đi. Sắc mặt đội trưởng Diêm tái nhợt, sự kiêu căng và ngạo mạn trước đó đều biến mất sạch sành xanh, tràn ngập vẻ kính cẩn nói. Vân tiêu giới chính là như vậy, anh mạnh thì sẽ nhận được sự tôn kính và nể sợ. Yếu thì chỉ có thể bị bắt nạt. Nơi này là đan môn, cũng là địa bàn của đội trưởng Diêm. Nếu ông ta muốn thì vẫn có thể đối đầu với Trần Đức, nhưng đội trưởng Diêm cung không ngu. Với đủ loại biểu hiện của Trần Đức thì anh rất có thể là một luyện đan sư. Luyện đan sư chân chính thì không phải loại con kiến như ông ta có thể đắc tội. Thưa cậu, mời vào trong, đội trưởng đi ẻm kính cần đi trước dần đường, Trần Đức thong dong theo sát phía sau. Đan môn rất lớn, bên trong có rất nhiều lầu các, đình đài dựa núi gần sông, linh khí đầy trời. Nhìn từ xa, nó giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đội trưởng Diêm dẫn Trần Đức đi vào một đại điện, giữa đại điện đặt một cái lò luyện đan to bự. Xung quanh đại điện có rất nhiều người qua lại, Trần Đức có thể cảm nhận được thuộc tính hỏa ở trên người họ. Có thể chắc rằng rằng những người đó đều là luyện đan sư. Đội trưởng Diêm trực tiếp dẫn Trần Đức lên lầu 3 rồi nói, thưa cậu, nơi này là phòng sát hạch luyện đan sư. Tôi sẽ không đi vào cùng cậu, chúc cậu thi thuận lợi. Được. Trần Đức gật đầu, căn phòng sát hạch này rất lớn, chắc phải 5000-6000 m². Bên trong, có gần 100 người đang luyện đan. Từ hơn 40 đến 200.300 tuổi, tuổi nào cũng có. Còn trẻ như Trần Đức lại chỉ có mình anh. Sau khi Trần Đức đến chỗ sát hạch ghi tên, dưới sự hướng dẫn của một cô gái, anh đi đến trước một cái lò còn trống, anh luyện đan ở đây, sau khi luyện xong đưa đan dược cho giáo viên sát hạch. Người đó sẽ xác định đẳng cấp cho anh. Nơi này có một phần giới thiệu về luyện đan sư, anh tự mình xem đi.
Cô gái kia lạnh nhạt để lại vài câu, sau đó xoay người bỏ đi. Trần Đức cũng không có vội vã đi luyện đan, mà là mở quyển sách trước mặt ra, tìm hiểu một chút về luyện đan sư. Tuy Trần Đức là một luyện đan sư, nhưng đến giờ, anh lại chẳng coi trọng chức nghiệp này mấy, vẫn lấy tu luyện là chính. Luyện đan với anh mà nói rất đơn giản nên Trần Đức cũng không có tìm hiểu kỹ càng. Sau khi đọc xong cuốn sách anh mới biết ngoài. Đan dược có phân chia cấp bậc ra thì luyện đan sư cũng có. Cấp bậc rất đơn giản và trực tiếp. Từ cấp 1 đến cấp 9, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 9. Trong đó, từ cấp 1 đến cấp 3 là sơ cấp, từ cấp 4 đến cấp 6 là trung cấp, từ cấp 7 đến cấp 9 là cao cấp. Luyện đan sư sơ cấp yêu cầu ít nhất phải luyện chế được đan dược hoàng giai cấp thấp, cao nhất là hoàng giai cao cấp. Luyện đan sư trung cấp ít nhất phải luyện được huyền giai và địa giai cấp thấp, cứ thế loại suy tiếp. Đương nhiên, đây cũng không phải là một điều kiện không thể thay đổi. Một số đan dược hoàng giai còn đáng giá và khó luyện chế hơn cả huyền giai, nên mới có giáo viên sát hạch. Họ sẽ dựa theo nhiều mặt để xét cấp bậc cho thí sinh tham gia sát hạch. Trong đan môn, luyện đan sư mạnh nhất là cấp 7, tên Phó Vĩnh Sinh, năm nay 463 tuổi, ông ta là người duy nhất có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thấp trong Bắc Hoang. Cho dù là hoàng thân quốc thích nhìn thấy ông, ta cũng phải nể mặt và nhún nhường ba phần. Luyện đan sư trung cấp thì trong Bắc Hoang cũng chỉ có tổng cộng khoảng 300 người. Luyện đan sư cấp thấp cũng không vượt qua 1.000. Luyện đan sư đúng là gấu trúc, hiếm ghê, Trần Đức có hơi bất ngờ, anh biết luyện đan sư rất hiếm, nhưng không ngờ lại hiếm như thế. Đắt ra quế, ế ra củi. Nếu không phải vì quá hiếm thì sao lại có địa vị cao như vậy được, Linh Lung bỗng mở miệng, dù là ở đại thiên thế giới, luyện đan sư cũng có địa vị cực cao huống chi là ở vân tiêu giới này. Được rồi. Trần Đức trầm ngâm một lát, sau đó đóng sách lại. Anh suy nghĩ mồi hồi rồi bắt đầu luyện đan. Ly hỏa vừa xuất hiện, thoáng chốc nhiệt độ trong một khoảng không gian này lập tức tăng lẽn, tình huống bất ngờ ấy khiến không ít người ghé mắt nhìn. Ngay cả giáo viên sát hạch kia cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Đức, nhưng ông ta cũng chẳng để ý đến anh mấy. Luyện đan cần một thời gian dài, đặc biệt là đan dược luyện chế chưa quen hay đan dược cấp cao, có khi mất phải một tháng hoặc hai tháng. Một ngày yên lặng trôi qua, cuối cùng trước mặt Trần Đức cũng hình thành một viên đan dược. Sau đó, ly hỏa biến mất. Bấy giờ anh mới hài lòng lấy đan dược ra. Đan dược trước mặt trông rất xấu, giống như một hạt đậu đen thui, chẳng những không có mùi thơm ngát của đan dược, mà lại có một mùi khét. Không biết viên đan dược này sẽ xét cho mình cấp mấy, Trần Đức lấy đan dược ra, đi đến trước mặt giáo viên sát hạch. Ông ơi, đây là đan dược tôi luyện, mời ông xem thử. Hứ, ông lão nhận lấy đan dược nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi nhận xét, đan dược phải chú trọng tròn trịa tự nhiên, mùi hương thơm mát xông vào mũi. Còn viên đan dược này của cậu trông rất quái dị, đầy mùi khét, rõ ràng là sản phẩm thất bại. Cậu tên là gì, cho rằng tôi mắt mờ nên định lừa tôi à? Ặc, Trần Đức hơi xấu hổ, ông ơi, viên đan dược đó của tôi tên là Thái Thanh Thần Đan, bản thân nó chính là như vậy. Thái Thanh Thần Đan, ông lão không khỏi liếc nhìn Trần Đức rồi khinh bỉ nói, Thái Thanh Thần Đan chính là đan dược cao cấp, ý cậu là mình có thể luyện ra đan dược địa giai cao cấp. Ha ha, này nhóc con, đừng làm mất thời gian của tôi, đi lẹ đi, một người đàn ông trung niên đứng sau Trần Đức cười cợt nói. Hơn nữa, tuổi này của cậu có thể luyện chế ra đan dược hoàng giai sơ cấp đã giỏi lắm rồi. Còn đan dược địa giai cao cấp, làm ơn đi, khoác lác cũng có giới hạn dùng cái. Nhóc con, đường phải đi từng bước một, đừng luôn làm chút đường ngang ngõ tắt, cậu đi đi, giáo viên sát hạch không kiên nhẫn nói. Lư Minh Nguyệt ông ta là giáo viên sát hạch của đan mòn mà còn không luyện ra được đan dược địa giai cao cấp, huống chi là Thái Thanh Thần Đan thuộc đan dược thiên giai sơ cấp. Tên nhóc trước mặt này dựa vào cái gì luyện? Được. Hơn nữa mới một ngày một đêm mà đã muốn luyện ra đan dược cao cấp cỡ đót năm mơ hả? Nếu mà trâu bò như vậy thì còn đến đan môn tham gia sát hạch gì nữa, dứt khoát đến hoàng cung chữa bệnh cho vua Chu Bình Thiên của vương triều Vô Cương, chẳng phải sẽ muốn gì được đó sao? Ông ơi, hay là ông nhìn lại xem, Trần Đức cười khổ, lẽ nào người này không nhận ra đan dược của anh? Rồi, 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 cậu cứ để đây đi đã, lát nữa tôi sẽ nhìn kỹ lại sau, được không, Lư Minh Nguyệt có lệ. Được, Trần Đức lắc đầu.
anh đã biết giáo viên sát hạch này có mắt mà không biết nhìn hàng. Một khi đã thế, cần gì phải lãng phí thời gian nữa. Anh lập tức thất vọng xoay người rời đi. Còn Thái Thanh Thần Đan thì anh cũng không có lấy đi. Đầu tiên, Thái Thanh Thần Đan chủ yếu là tăng cường hồn lực, dùng để chữa trị cho người bị thương thần hồn, Trần Đức không cần đan dược này. Vả lại, nếu giáo viên sát hạch kia muốn xem thì cứ để ông ta nhìn cho kỹ, đợi ông ta nhận ra, đến lúc đó lại đưa cái danh hiệu thuộc về anh đến cũng được. Đúng là luyện đan đến nổi điên luôn rồi, Lư Minh Nguyệt nhìn bóng lưng rời đi của Trần Đức, chán ngán lắc đầu, thuận tay đặt Thái Thanh Thần Đan sang bén, cũng không định nghiên cứu kỹ càng. Ngoài cửa đan môn, Trần Đức có hơi thất vọng, vốn định đến đan môn để chuẩn bị thêm một thân phận nữa, đến lúc đó cũng có thể khiến cho nhà họ Ưng kiêng kỵ chút. Ai ngờ lại có kết quả như vậy. Đúng là tốn công mà. Trần Đức thở dài, cùng với việc mất thời gian ở đây thì thà đến thành Phụng Thiên chuẩn bị chút trước. Trần Bát Hoang. Anh đang định rời khỏi bổng có một giọng nói truyền đến. Trần Đức quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có một đám người đang vây quanh một nam một nữ đang đi về phía này. Nữ khoảng 1819 tuổi, da như bạch ngọc, dáng người quyến rũ, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Nhìn thì có vẻ hơi ngây thơ và đáng yêu. Nam khoảng 20 tuổi, da hơi ngăm, dáng người cao to, có một đôi mắt như kiếm, cực kỳ sắc bén. Anh Bát Hoang, không ngờ anh lại ở đây, cô gái bước nhanh đi đến bên cạnh Trần Đức. Xoay quanh anh một vòng rồi nói. À, cô là... Trần Đức cũng không biết cô gái trước mặt, khó hiếu hỏi, chúng ta quen nhau à? Lăng Tuyết, anh ta là, cách đó không xa, thanh niên nhìn chằm chằm vào Trần Đức, mặt mày hơi khó chịu nói. Diệp Giao, anh ấy chính là người đàn ông mà Tô Lăng Tuyết tôi ngưỡng mộ trong lòng có nói lúc trước á. Tô Lăng Tuyết tự nhiên ôm lấy cánh tay Trần Đức, khẽ cười, nghịch ngợm chớp mắt nói. Anh ấy họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. Hóa ra, thanh niên tên Diệp Giao, nữ tên Tô Lăng. Tuyết, Trần Đức liếc thanh niên, lại ngó cô gái. Rõ ràng thấy trong mắt Diệp Giao kia y ốc lẻn vẻ căm thù với mình, nếu không đoán sai thì chắc hẳn hắn là người theo đuổi Tô Lăng Tuyết này. Có điều, Trần Đức cũng không định chen chân vô chuyên của hai người, vùng ra khỏi tay cô gái, lùi lại mấy bước giải thích. Tôi không biết cô ta. Ồ, Diệp Giao nghiêm ngẫm liếc Trần Đức một cái. Đánh giá anh từ chẽn xuống dưới rồi nhàn nhạt. Nói. Cũng biết điều đó, nếu đã không quen còn không đi. Xong, hắn vừa nói xong, Tô Lăng Tuyết đang đứng cạnh Trần Đức đã nhỏ giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, nếu anh muốn biết tin tức của chị Thanh Vũ thì ở lại. Ưng Thanh Vũ. Cô gái trước mắt thế mà lại biết tin tức của Ưng Thanh Vũ. Cô ta và Ưng Thanh Vũ có quan hệ gì? Trần Đức im lặng. Một cẩu của Tô Lăng Tuyết trực tiếp khiến anh dừng lại, đứng im tại chỗ. Xin lỗi nhé, tuy tôi không biết cô ta, nhưng tôi cũng không thế đi. Song cậu yên tâm, tôi không phải người trong lòng của cô ta. Hôm nay, tôi và cô ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi, Trần Đức không muốn bị người khác làm bia đỡ đạn nên kiên nhẫn giải thích. Diệp Giao nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn bằng lòng tin tưởng Trần Đức vì quá rành tính Tô Lăng Tuyết, trông như ngây thơ chất phác. Nhưng thực ra lại rất nghịch ngợm, thường xuyên làm một số trò đùa dai. Xác hẳn lần này cũng là cố ý chọc tức hắn. Sau đó, Diệp Giao trực tiếp làm lơ Trần Đức, quay sang nói với Tô Lăng Tuyết, Lăng Tuyết, đừng quậy, chẳng phải đã nói hôm nay sẽ đến xem anh luyện đan sao. Chúng ta đi thôi. Tôi không đi, Tô Lăng Tuyết hết sức nghịch ngợm, một đôi mặt sáng ngời như có thể nói, tôi nói anh ấy là người đàn ông của tôi thì chính là người đàn ông của tôi. Tôi sẽ đi theo anh ấy. Diệp Giao bất đắc dĩ nói, Lăng Tuyết, anh biết em cố ý chọc giận anh, nhưng... Hân liếc Trần Đức một cái rồi nói tiếp, nhưng cũng không cần phải tìm loại vô dụng ấy chọc tức anh, em trông cái dáng vẻ dè dặt nghèo mạt dẹp kia của anh ta kìa, xứng với em sao? Sao anh có thể bị anh ta chọc tức chú? Trần Đức bên cạnh lập tức đanh mặt, Diệp Giao này nịnh Tô Lăng Tuyết thì nịnh đi, có cần hạ thấp anh xuống để nàng mình lên vậy không? Theo đuổi phụ nữ như vậy thì thành công được mới là lạ. Diệp Giao, tôi không thích anh Bát Hoang mới là người đàn ông định mệnh của Tỏi. Tỏi không cho phép anh nói anh ấy là đồ rác rưởi, anh ấy mạnh hơn anh nhiều, hừ hừ, Tô Lăng Tuyết lại đi đến trước mặt Trần Đức, lộ ra vẻ mặt mê mẩn, sùng bái. Thật sao, Lăng Tuyết, em đừng nói giỡn nữa được không? Diệp Giao nghiền ngẫm cười, Trần Đức quả thật hơi kỳ lạ,
nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng thể cảm giác được sự dao động của linh khí trên người anh ta. Nhưng, hắn vẫn có thể nhận ra cảnh giới của Trần Đức. Thiên tôn cánh. Một người như vậy mà Tô Lăng Tuyết lại bảo mạnh hơn mình. Hân có thể không buồn cười sao? Lăng Tuyết, tên đó quả thật là một thân rác rưởi, đồ bỏ thiên tôn cảnh. Tuy rất ngông cuồng, nhưng cũng không giấu được sự thật anh ta là một tên ăn hại. Anh nghĩ, chắc em muốn anh đối đầu với anh ta đúng không? Diệp Dao như biết tổng suy nghĩ của Tô Lăng Tuyết, đặc ý nói thật, anh đúng là có một phút định ra tay với anh ta thật đó, nhưng... Diệp Dao ra vẻ anh cả dậy đời, Lăng Tuyết, em thật sự không cần thiết phái dùng anh ta để chọc tức anh. Anh thối một hơi thôi cũng đủ giết chết anh ta rồi, nhưng anh ta xứng để anh giết sao? Còn nữa, em cũng nên cách người này xa một chút, đừng làm anh ta hạ thấp thân phận cô chủ lớn nhà họ Tô của em. Anh muốn đi thì đi đi, tôi không đi, tôi sẽ ở cùng với anh Bát Hoang. Tô Lăng Tuyết bực bội, cô ta ghét nhất cái vẻ tự cho là đúng và cái cảm giác về sự hơn người đó của Diệp Dao. Nó thật sự khiến cô ta chán ghét. Tiện thể, cô ta còn cố ý gảy xích mích, so với anh Bát Hoang, anh hoàn toàn chẳng là cái đinh gì. Anh Bát Hoang của tôi cực kỳ thần bí và vô địch. Hai, Lăng Tuyết, em đã không tin thì anh sẽ chứng minh cho em xem, được không? Diệp Dao đau đầu, có hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi, xem ra không đuổi tên kia đi thì Tô Lăng Tuyết sẽ không từ bỏ. Sau đó, hắn khó chịu nhìn chằm chằm Trần. Đức, trực tiếp chia mũi dùi về phía anh. Nè, nhóc con, mặc kệ anh và Lăng Tuyết có quan hệ gì, có phải lần đầu gặp hay không thì giờ lập tức cút khỏi đây đi. Tôi thấy anh là phiền. Dường như nói thêm với Trần Đức câu nào nữa thôi thì thân phận của Hân sẽ bị hạ thấp xuống và bị làm nhục vậy. Diệp Dao dừng một chút rồi nói tiếp. Đây không phải đang bàn bạc hay thảo luận, mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Thoáng chốc, Trần Đức vẫn đang đứng cạnh xem trò hay trong mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, cậu ra lệnh cho tôi. Đúng vậy, tôi ra lệnh cho anh đó. Diệp Dao ra vẻ ta đây, tràn ngập cảm giác hơn người. Cậu có vốn liếng gì mà ra lệnh cho tôi, Trần Đức cười, thật sự không biết cái tên trước mặt lấy đâu ra can đảm ấy. Chỉ dựa vào việc tôi là Diệp Dao, bố tôi là luyện đan sư cấp 6, Diệp Lẻ Cuồng. Diệp Dao bực mình nói, anh nói xem tôi có vốn liếng hay không. Ồ, Trần Đức ngầm nghĩ một lát, SLNS như có thấy cái tên ấy trong sổ tay luyện đan sư. Diệp Lễ Cuồng, một trong những luyện đan sư của cổ quốc Vô Cương, là luyện đan sư cấp 6, có địa vị gần bằng Phó Vĩnh Sinh luyện đan sư cấp 7 trong Vương Đô. Quan trọng nhất là năm nay Diệp Lễ Cuồng mới có 68 tuổi. Với số tuổi như thế đã đạt tới luyện đan sư cấp 6 thì đúng là người có tư chất cực kỳ xuất sắc. Ông ta được vua của hoàng tộc Vô Cương phong làm dược tiên. Thấy dáng vẻ suy tư của Trần Đức, trên mặt Diệp Dao lộ ra một nụ cười đắc ý. Quả nhiên, với danh tiếng của bố trong Vương Đô Vô Cương, người không biết đến Diệp Lễ Cuồng đã ít lại càng thêm ít. Chắc là tên nhóc kia cũng đang sợ run rồi nhỉ. Tôi quả thật biết bố cậu, Trần Đức im lặng một lát rồi chậm gì gì nói, nhưng tôi có cái tật xấu, chính là không thích người khác ra lệnh cho mình. Vốn dĩ, tôi không muốn tranh giành phụ nữ với cậu, cũng chẳng có hứng thú với Tô Lăng Tuyết. Nhưng giờ, Trần Đức đi đến bên cạnh Tô Lăng Tuyết, trực tiếp giơ tay ôm cô ta vào lòng. Ừ. Dáng người cũng được đó, eo rất nhỏ. Hân là không có một chút thịt thừa. Là một người đàn ông đã từng làm tình với vô số phụ nữ, Trần Đức cách quần áo cũng có thể cảm giác được dáng người nóng bỏng của Tô Lăng Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lăng Tuyết đỏ bừng, cô ta không ngờ Trần Đức lại động tay động chân thật. Cái tay kia quả thật rất xuồng xã, vậy mà lại bóp lấy mông cô ta, đau đến nổi Tô Lăng Tuyết suýt khóc. Khốn kiếp! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng là y như lời nói của chị Thanh Vũ, anh ta quả lập một tên khốn, một tên lưu manh. Tuy cô ta hơi ức, nhưng lại càng phấn khích. Tô Lăng Tuyết đúng là cố ý như lời Diệp Dao, cô ta muốn Trần Bát Hoang và Diệp Dao đối đầu với nhau. Bởi vì, bất kể là Diệp Dao hay Trần Bát Hoang thì cô ta cũng ghét. Diệp Dao là đối tượng đính hôn do bố mẹ sắp xếp mà chưa hỏi ý cô ta. Còn Trần Bát Hoang lại hại chị Thanh Vũ của cô ta không lúc nào là không phải chịu nỗi đau đớn cùng cực. Cô ta muốn hai người kia căm thù nhau, chó cắn chó. Cùng lúc đó, cũng muốn nhìn xem anh Bát Hoang mà chị Thanh Vũ luôn miệng nhắc đến lợi hại cỡ nào, có đáng để ưng Thanh Vũ phải cược cập tính mạng mình hay không.
Cô ta nhịn đau, giả vờ hạnh phúc ngất ngây, hai má ửng hồng trông cực kỳ động lòng người. Đã thế, Tô Lăng Tuyết còn khẽ cười nháy mắt mấy cái với Diệp Dao. Cùng lúc ấy, Trần Đức cũng nói tiếp, giờ tôi bỗng dưng cảm thấy rất hứng thú với cô ta, muốn cô ta làm người phụ nữ của mình. Cuồng! Thật là ngông cuồng hết sức. Đây quả thật là khiêu khích một cách tráng. Hành động ấy của Trần Đức thoáng chốc khiến cho đám người hầu đi theo Diệp Dao ngấn người. Dám động chân động tay với người phụ nữ mà Diệp Dao nhìn chúng. Ha ha! Đúng là chán sống. Quả nhiên, ngay sau đó, bầu không khí chợt trở nên im lặng, rõ ràng có thể thấy được trong mắt Diệp Dao hiện lên từng sợi tơ máu. Khoảng 10 giây sau, Diệp Dao mới gằn từng chữ nói. Thằng chó chết kia, tao cho mày 3 giây, bỏ cái tay gớm ghiếc, đáng chết của mày ra khỏi người Lăng Tuyết ngay. Ánh mắt Diệp Dao âm trầm tràn ngập tơ máu nhìn trầm trầm Trần Đức như sắp phun lửa. Mí mắt dưới con người đầy âm trầm ấy giật giật trông có vẻ hết sức dữ tợn, cả không gian vì sự tức giận của hắn mà trở nên áp lực và yên tĩnh. Nhưng, Trần Đức lại như không cảm giác thấy, chẳng những không bỏ ra, còn ôm chặt hơn. Ừ, tôi không bỏ đấy thì sao? Trong mật Diệp Dao lộ ra sát khí, lạnh lùng nói với đám người hầu bên cạnh, làm thịt nó, nhớ là phải phanh thây. Vâng, năm tên người hầu bên cạnh hắn cười gằn, lấy ra đủ loại vũ khí rồi bỗng dưng ra tay. Ầm, ầm. Năm người bùng nổ linh khí, người nào người nấy cũng là thông thần tầng 3, tầng 4. Thực lực của họ như vậy lại chỉ là làm vệ sĩ. Năm người xông thẳng về phía Trần Đức, đều thi chiến võ kỹ điên cuồng tấn công anh. Xong, đúng lúc này. Quỳ xuống cho tôi. Trần Đức quát, một luồng sóng âm mạnh mẽ bắn ra, vũ khí trong tay năm người lập tức nổ tung. Ầm. Cùng lúc đó, trong đầu năm người cũng nổ ầm một tiếng như tiếng sấm đánh, thần hồn bị thương, hoàn toàn không còn điều khiển được cơ thể nữa. Bịch, 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 bịch. Đầu gối của họ mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống. Đất. Trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Đức, hai đầu gối lún xuống đất, xương cốt, da thịt, thần kinh đều nát bét. Cả khuôn mặt tràn ngập máu tươi, lạnh lẽo ướt nhẹp. Cảnh tượng ấy khiến Tô Lăng Tuyết nhìn ngây người. Chỉ một tiếng quát đã khiến năm võ giả thông thần cảnh quỳ xuống. Đây, đây, đây còn là người sao? Cô ta có thể nhận ra cánh giới của Trần Đức cùng Lâm cũng không vượt qua thiên tôn tầng 9. Tuy Diệp Dao rất chảnh, nhưng Hân nói cũng không phải không có lý, trong mắt họ, Trần Đức quả thật là một tên ăn hại. Võ giả cảnh giới ấy làm vệ sĩ cho họ thôi cũng không có tư cách nữa là. Cô ta chính là muốn mượn tay Diệp Dao đánh chết đánh tàn Trần Đức đế há giận. Nhưng không ngờ lại có kết quả như này. Diệp Dao sửng sốt, kinh ngạc nhìn năm tên vệ sĩ quỳ dưới đất, mặt mày trưng bệch, tê cả da đầu. Hình ảnh trước mặt cực kỳ quỷ dị. Dù là hắn cũng không thể đánh bại năm người đó một cách dễ dàng, rốt cuộc thì tên kia có lai lịch gì vậy? Hài lòng không, Trần Đức quay đầu nhìn Tô Lăng Tuyết, nhàn nhạt, chẳng có tí cảm xúc nào nói, giờ TSL có thể nói cho tôi biết sao cô lại biết tôi và có quan hệ gì với Thanh Vũ chưa? Anh đi theo tôi, Tô Lăng Tuyết không thèm nhìn Diệp Dao thêm một cái nào nữa, dẫn theo Trần. Đức rời khỏi đan môn. Diệp Dao nhìn hai người rời khỏi mà không dám ngăn cản. Hân hoàn toàn bị thủ đoạn của Trần Đức dọa. Sợ. Diệp Dao dám khẳng định mình tuyệt đối không phải đối thủ của Trần Bát Hoang, tùy tiện ra tay thì chỉ có chết. Cậu Diệp. Lúc này, bên cạnh Diệp Dao bỗng dưng xuất hiện một bóng người, ông ta là chấp pháp giả âm thầm trông giữ đan môn. Ông ta vẫn luôn quan sát chuyện ở đây. Chí là, cũng không có ra tay giúp Diệp Dao. Đan môn là cố hoàng tộc, dù bố Diệp Dao là Diệp Lê Cuồng thì họ cũng sẽ không nhúng tay vào. Thế nên, mãi đến khi kết thúc ông ta mới xuất hiện. Cậu Diệp, năm người kia có cần vào đan môn chữa thương không? Khỏi. Diệp Dao giật mình tỉnh lại từ trong sự chấn động, ánh mắt âm u, đánh thức năm người kia rồi dẫn họ rời đi. Nhưng... hắn sẽ bỏ qua cho Trần Đức sao? Sẽ không. Tô Lăng Tuyết dẫn Trần Đức đi vào trong một khu nhà cao cấp trong thành Đan, nơi này chiếm diện tích mấy ngàn hecta, giữa núi gần sông, trăm hoa đua nở, còn xa hoa hơn biệt thự trên trái đất gấp trăm lần. Lọt vào trong tầm mắt là xếu tráng dương cánh, cầu nhỏ bắc qua sông, linh khí đầy trời làm người ta sảng khoái tinh thần. Mà trong trang viên khổng lồ ấy lại có một kiến trúc như lầu các thời xưa tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tô Lăng Tuyết dần Trần Đức đi vào trong một căn phòng nghị sự cực kỳ kín đáo, rồi mời anh ngồi xuống nói, Trần Bát Hoang, trước khi tôi nói ra thì tôi muốn hỏi anh mấy câu. Hỏi đi, Trần Đức lấy ra một bình rượu, chậm gì gì đổ vào miệng một ngụm. Anh tới thành đan làm gì? Đến đan môn làm sát hạch. Anh là luyện đan sư. Có thể coi là vậy. Trần Đức không biết mình có được tính không, nếu thông qua sát hạch mới là thì trước mắt anh vẫn chưa được coi là luyện đan sư. Được rồi, Tô Lăng Tuyết cũng không để ý chuyện Trần Đức là luyện đan sư vào lòng. Dù sao, ngay cả chính anh ta cũng không dám chắc thì dù có là luyện đan sư cũng chỉ là cấp thấp thôi. Tô Lăng Tuyết rút đi vẻ nghịch ngợm, dí dỏm nói, tôi lại hỏi anh tới Hoàng Thành là để tìm chị Thanh Vũ hả? Đúng vậy, cô ấy đã vì tôi mà bị thương ở Côn Lu Ản Hư, rồi bị nhà họ Ưng dẫn đi. Tôi đến để cứu cô ấy. Xong cũng chuẩn bị tham gia hôn lễ của Ưng Thương người con thứ 14 của nhà họ Ưng để gặp vợ chưa cưới của mình, Âu Dã Tư Linh, thái độ của Trần Đức phản không mặn không nhạt, chẳng kiêu ngạo hay rụt rè. Anh không có vì Tô Lăng Tuyết ở trong một nơi xa hoa hơn cả Lưỡng Nghi Tông mà lộ ra chút sợ sệt định nọt nào. Chẽn thực tế, trong lòng Trần Đức lại khá là khó chịu với Tô Lăng Tuyết. Xinh đẹp đấy thì sao? Anh cũng chẳng phái loại thấy gái xinh là không đi nổi. Nếu không phải Vân chưa biết rõ quan hệ giữa cô ta và Ưng Thanh Vũ thì anh đã sớm ra tay ép hỏi rồi. Hừ, đúng là y như lời chị Thanh Vũ, là một tên trăng hoa, Tô Lăng Tuyết nói. Tên Diệp Giao ban nãy là một bài kiếm tra của tôi với anh, cũng coi như miên cưỡng đậu. Giờ, tôi có thể nói cho anh biết chuyện của chị Thanh Vũ. Tôi họ Tô, tên Tô Lăng Tuyết, bố tôi là luyện đan sư cấp 4, Tô Trung Dương. Tô Lăng Tuyết nói, sau khi chị Thanh Vũ bị dẫn về, tôi đã gặp chị ấy 3 lần. Tuy đầu óc chị ấy đã không còn được tỉnh táo, nhưng mỗi lần gặp tôi đều nhắc tới anh, thậm chí còn dùng linh khí khôi phục lại dáng dấp của anh nên tôi mới nhận ra được anh. Quan hệ của tôi và chị Thanh Vũ giống như là, chị em, mấy người trái đất hay nói là bạn thân. Thanh Vũ thế nào rồi? Giờ cô ấy đang ở đâu? Nói đến Ưng Thanh Vũ, vẻ mặt Trần Đức mới có chút dao động. Tô Lăng Tuyết càng nhìn Trần Đức càng thấy tức, nếu không phải do anh, chị Thanh Vũ của cô ta hoàn toàn không cần phải đụng đến sức mạnh phong ấn. Lại càng không phải gánh chịu những đau đớn, khổ sở từ những tra tấn trong tinh thần, thần hồn. Cô ta thật sự không hiểu, rốt cuộc người này có điếm gì tốt. Qua lời chị Thanh Vũ, Trần Bát Hoang là võ địch. Không ai có thế bằng anh. Nhưng, một kẻ đến từ địa cầu thì có cái gì để được gọi là vô địch? Dù trước đó những thủ đoạn Trần Bát Hoang thực hiện rất quỷ dị, Tô Lăng Tuyết vẫn không biết anh tốt đẹp ở chỗ nào. Hừ, Tô Lăng Tuyết đầy tức giận, vùng bàn tay trắng như phấn về phía Trần Đức, bây giờ tình hình của chị Thanh Vũ rất tệ, đang bị giam ở địa lao nhà họ Ưng, nếu không phải có hôn thê kia của anh thì hôm nay chị Thanh Vũ sẽ chết. Trong nháy mắt, trong ngực Trần Đức lại bốc lên ngọn lửa giận, ý cô là, nhà họ Ưng muốn giết cô ấy hả? Cũng không phải giết. Chỉ là chuyển phong ấn từ người chị ấy sang em gái Ưng Thương, Ưng Khả Nhi. Tô Lăng Tuyết hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại những việc xảy ra sau khi mang Ưng Thanh Vũ trở lại nhà họ Ưng. Chuyện là, trước đó người được cử đi Côn Luân Hư chẳng phải ai khác, chính là Ưng Thương. Ưng Thương, là anh ruột của Ưng Khả Nhi, là anh họ nội của Ưng Thanh Vũ. Ngày đó, lẽ ra Hân chỉ đi để dẫn Ưng Thanh Vũ về, lại vô tình trông thấy Âu Dã Tư Linh. Vừa chạm mặt đã phải lòng cô ta. Bá đạo muốn cưới cỏ ta về. Nhưng, Âu Dã Tư Linh có tính tình ngang bướng, không thích sự bá đạo của hắn, mỗi lần hắn làm hành động gì đó quá đáng thì Âu Dã Tư Linh lại muốn tự sát. Bất đắc dĩ, Ưng Thương buộc lòng phải đổi cách khác, cuối cùng, Hân đã đi đến một giao dịch với Âu Dã Tư Linh. Giao dịch rất đơn giản. Chỉ cần cô ta sẵn sàng gả cho Ưng Thương thì hắn có thể bảo đảm sau khi di rời phong ấn sẽ không giết Ưng Thanh Vũ. Âu Dã Tư Linh đồng ý, nhưng, cô ta không biết Ưng Thương chỉ lừa mình mà thôi, trong cơ thể chị Thanh Vũ là điếu lực bất tử thuần khiết nhất, là sức mạnh bẩm sinh của chị ấy. Trên mặt Tô Lăng Tuyết xuất hiện vẻ căm tức, không muốn khuất phục, một khi di rời đi, chị Thanh Vũ chắc chắn phải chết. Chuyện này, lời Ưng Thương nói là hay được hay sao? Bố mẹ Thanh Vũ đâu, Trần Đức khó hiếu hỏi. Ưng Thương nói thì không tính, nhưng bố Ưng Thương là gia chủ nhà họ Ưng, quan trọng nhất là Ưng Thương rất mạnh, cũng được cưng chiều lắm. Khác hẳn với Ưng Thiên Hạ có tư chất bình thường,
Ưng Thương là thế hệ trẻ nối bật của nhà họ Ưng. Cảnh giới, đã sớm vượt qua thông thần, đạt tới thần tôn tứ trọng. Thần tôn tứ trọng là khái niệm thế nào? Sau khi đạt tới cảnh giới thần tôn, mỗi lần thăng trọng rất khó khăn, còn khó hơn gấp 10 lần từ thông thần lên đến cửu trọng. Có võ giả đến hết đời cũng không thể đột phá được một trọng. Thế nên, thần tôn cửu trọng, một trọng đều được chia nhỏ thành 9 giai. Tổng cộng 81 giai. Chỉ cần một thần tòn nhất giai thôi cũng đủ để thoải mái giết võ giả cảnh giới thông thần cửu trọng đỉnh phong. Đó chính là sự khủng bố của thần tôn. Mỗi một chữ thần, chữ tôn đều thể hiện được khí thế mạnh mẽ của nó. Ưng Thương, đứa con thứ 14 của nhà họ Ưng, năm đó 26 tuổi đã đạt tới cảnh giới. Trừ 1 đến 1, thần tôn 36 giai. Trong cả hoàng thành này, số thanh niên có thế vượt qua hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thần tôn 36 giai đúng là không tệ, nghe nói đến cảnh giới đó, Trần Đức cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, vẫn bình tĩnh. Không tệ hả, chỉ là không tệ thôi ư, Trần Bát Hoang, với cảnh giới của anh, một bàn tay của anh ta là đủ để nghiền nát 100 kẻ như anh rồi đấy. Tô Lăng Tuyết hừ hừ nói, tỏi không biết tại sao vân tiêu giới nhiều anh tài tuấn kiệt như thế mà chị Thanh Vũ không thích, lại cố tình thích anh. Thần tôn 36 giai mạnh lắm hả? Trần Đức từ chối cho ý kiến, anh không quan tâm đến Ưng Thương, chỉ muốn biết tình trạng của Ưng Thanh Vũ, bố mẹ Thanh Vũ mặc cho bọn họ làm sằng làm bậy như thế hả? Bọn họ không muốn, nhưng tình trạng của chị Thanh Vũ ngày càng không ổn, chưa tới 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn hóa thành dã thú nhất tính người, đến lúc đó, chị ấy chắc chắn sẽ phải chết, Tô Lăng Tuyết liếc Trần Đức trắng cả mặt, bất đắc dĩ nói. Anh từ địa cầu đến nên chắc sẽ không hiểu. Được sự tàn nhẫn của vén tiêu giới. Nhất là những gia tộc lớn nhà họ Ưng, tất cả mọi chuyện đều phải đặt gia tộc lên đầu, cha mẹ chị Thanh Vũ hay ông nội chị ấy chỉ là một cây không thể chống vững cả nhà, phản kháng không có tác dụng. Địa lao nhà họ Ưng ở đâu? Có thể dẫn tôi tới đó không? Chân mày Trần Đức nhíu mày. Giờ phút này, sát ý liên tục dội ngược trong lòng anh, Trần Đức uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác để cố gắng giữ bình tĩnh. Anh muốn xông vào địa lao hả? Tỏi khuyên anh nên tiết kiệm sức lực của mình đi, với sức mạnh của anh, vào nơi nhà họ Ưng giam giữ chị Thanh Vũ cũng chỉ tìm đường chết mà thôi. Tô Lăng Tuyết có thể nhìn thấy Ưng Thanh Vũ đều do bố cô ta đang luyện đan cho Ưng Thanh Vũ, mỗi tuần đều sẽ mang đan dược vào, để Ưng Thanh Vũ ổn định thần hồn, không sa đọa quá sớm. Chỉ là, tác dụng của đan dược có hạn, liên tục sử dụng trong một khoảng giới gian ngắn thôi, thuốc sẽ nhanh chóng bị dung nạp, cuối cùng là mất đi hiệu lực. Địa lao được canh gác tầng tầng lớp lớp, đừng nói là anh, dù có là thần vương cũng không thế vào đó mà thần không biết quỷ không hay, một khi bị phát hiện, một võ giả như anh hoàn toàn không thế chắp cánh bay thoát khỏi đó được. Tuy Tô Lăng Tuyết đang mỉm cười, nhưng nói đến chuyện quan trọng thì lại cực kỳ nghiêm túc. Trần Bát Hoang, tôi không trông chờ vào anh để cứu chị Thanh Vũ, dù anh có thể cứu chị ấy ra thì cũng không thế ngần không cho chị ấy mất đi ý thức, chìm vào bóng tối. Tóm lại, anh có thể đến Cố Quốc Vô Cương, có thể đối đầu với Diệp Giao vì chị Thanh Vũ là đã dũng cảm lắm rồi. Anh đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc cứu chị Thanh Vũ nữa, chị ấy từng nhờ tôi, nếu như có trông thấy anh thì nhất định phải bảo anh rời đi. Nói đến đó, hai mắt Tô Lăng Tuyết xuất hiện vẻ mông lung, chị Thanh Vũ rất tốt, là một người thiện lương, lại lớn lẻn cùng cỏ ta, quen biết từ rất nhỏ, cô ta thật sự không nỡ, cũng không muốn chị ấy rời khỏi thế giới này. Nhưng, cô ta cũng hết cách rồi. Có đau khổ, có không nỡ cách mấy cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Đó là sự thật. Bọn định khi nào di rời phong ấn trong người Thanh Vũ, Trần Đức lại uống một ngụm rượu, rượu mạnh trôi xuống cổ họng, giọng hơi khàn khàn. Bầu rượu trong tay anh không lớn, nhưng ít nhất có thể đựng được 10 cân rượu. Anh chỉ nói chuyện với Tô Lăng Tuyết chừng nửa tiếng đồng hồ, bầu rượu cũng đã cạn thấy đáy, chỉ còn một ngụm. Tô Lăng Tuyết ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, đột nhiên giật lấy bầu rượu của Trần Đức, uống hết ngụm cuối cùng. Khụ, khụ. Một ngụm xuống bụng, Tô Lăng Tuyết khụ đến nỗi chảy cả nước mắt, Trần Bát Hoang, tôi cứ tưởng anh đang uống thứ bảo bối gì, thì ra là rượu hả? Ho khan xong cô ta mới lên tiếng, sau cái ngày Ưng Thương với Âu Dã Tư Linh kết hôn, nhà họ Ưng sẽ bắt đầu ra tay với chị Thanh Vũ. Trần Bát Hoang, tối nay anh cứ nghỉ ở đây. Sáng mai tôi sẽ bảo người đưa anh ra khỏi thành. Bậy bạ. Đúng lúc này,
ngoài cửa có một giọng nói nặng nề vang lên, ngay sau đó, một đôi vợ chồng trung niên từ bên ngoài đi vào. Bố, mẹ, sao hai người lại trở về? Người đó chính là Tô Trung Dương, bố Tô Lăng. Tuyết và mẹ An Như Nguyệt. Tất nhiên là anh gọi bác trai, bác gái về rồi, Tô Lăng Tuyết còn chưa dứt lời thì sau lưng đôi vợ chồng trung niên đã xuất hiện một bóng người. Đó chính là Diệp Giao. Ánh mắt hắn đầy ẩm u, khi nhìn về phía Trần Đức lại càng không được tốt lành gì. Anh, Tô Lăng Tuyết khẽ cắn răng, có chút tức giận. Tiểu Tuyết à, bình thường bố dạy dỗ con thế nào, Tô Trung Dương mặc bộ trường bào màu xanh dương đậm, đã bảo con đừng nên giao du với những kẻ không đàng hoàng rồi cơ mà. Sao lại dẫn về tận nhà mình thế này? Tô Trung Dương khẽ hít mũi, thậm chí còn ngửi được mùi rượu trong không khí, đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt. Tiểu Tuyết, con lại đây. Bố. Tô Lăng Tuyết đi thẳng về phía trước, lẽ ra định giải thích vài câu, lại không biết phải nói từ đâu. Thân phận Trần Đức là thứ không thể để lộ. Một khi cho Tô Trung Lương biết quan hệ của anh với Ưng Thanh Vũ và Âu Dã Tư Linh thì chuyện chí tệ hơn mà thôi. Cô ta chỉ có thế hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Giao, nghiến răng, Diệp Giao, anh thật là vô liêm sỉ. Lăng Tuyết, anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi, em cứ gần gũi với những kẻ không ra gì này sẽ làm thấp đi thân phận của em. Diệp Giao cười, chẳng thèm quan tâm, không phải kẻ thấp kém nào cũng có thể đứng bên cạnh em. Tiểu Tuyết, mau qua đây, còn đứng đó làm gì thế? An Như Nguyệt lo lắng vẩy tay với Tô Lăng Tuyết. Tô Lăng Tuyết cảm thấy áy náy, do dự nhìn Trần Đức. Cô cứ qua đó đi, tỏi không sao đâu, Trần Sinh bình tĩnh nói, với thực lực của anh bây giờ, ở trong nhà họ Tô này, anh sẽ không sao. Tuy nhà họ Tô cũng là một gia tộc, nhưng so với 16 gia tộc lớn của Vân Tiêu giới thì vẫn còn thua xa ngàn dặm. Dù Tô Trung Dương là một luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng địa vị của nhà họ Tô cũng chỉ ngang. Ngửa với thế lực tam phẩm hạng năm mà thôi. Bố, mẹ, anh ta tên là Trần Bát Hoang, là bạn con. Tô Lăng Tuyết đi đến trước mặt bố mẹ mình, làm nũng nói cho anh ta ở nhà chúng ta một đẻm thôi được không? Mai con sẽ tiễn anh ta đi. Không được. Tô Trung Dương không hề suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Tiểu Tuyết, năm nay con cũng 19 tuổi rồi, bình thường con tùy hứng thế nào bố cũng không quan tâm, nhưng con thân thiết với người đàn ông khác thì nhất quyết không được. Có lẽ con cũng biết, con với Diệp Giao rất xứng đôi, hai đứa đều là luyện đan sư, nếu có thể đến với nhau thì sẽ rất tốt. Bố, hôn sự của con không cần bố phải bận tâm, con muốn đến với ai là quyền tự do của con. Tô Lăng Tuyết hết sức bất mãn, bố cô ta cái gì cũng tốt, chỉ có một việc là quá gia trưởng, luôn thích sắp đặt tương lai của con gái mình, sắp xếp hôn sự của cô ta, luôn tác hợp cô ta với Diệp Giao. Mét nhìn người của Tô Lăng Tuyết rất cao, sao cô ta có thể xem trọng một Diệp Giao luôn tự cao tự đại, đê tiện vô sỉ như thế được. Con không cần biết. Hôm nay Trần Đức phải ở lại nhà chúng ta. Hồ đồ! Tô Trung Dương hét lớn, con tùy tiện giữ đàn ông trong nhà, chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này người đời sẽ nhìn con thế nào? Con không cần phải nói gì nữa, Như Nguyệt, bà dẫn con bé đi, tôi có việc muốn nói riêng với cậu thanh niên này. Được, An Như Nguyệt kéo Tô Lăng Tuyết. Tiểu Tuyết, chúng ta mau đi thôi, con yên tâm, không sao đâu. Mẹ! Con không đi, Tô Lăng Tuyết vùng vầy. Bốp! Đột nhiên, một cái tát thật mạnh rơi xuống trên mặt Tô Lăng Tuyết, cô ta ngẩn người, hai dòng nước mắt chảy dài, bố đánh con ư. Dẫn nó đi, lại một lần nữa, Tô Trung Dương. Nói, Tiểu Tuyết, mau đi thôi, đừng chọc bố con, hôm nay tâm trạng ông ấy không được tốt, An Như Nguyệt nửa giữ nửa kéo Tô Lăng Tuyết đang ngơ ngác rời đi. Khóe miệng Diệp Giao nhếch lén một nụ cười đắc ý. Hờ hững nhìn mọi thứ diễn ra. Tô Trung Dương tự đóng cửa lại, sau đó mới nhìn về phái Trần Đức, nhăn nhó Trần Bát Hoang đúng chứ? Phải. Trần Đức gật đầu, không kiêu căng cũng chẳng nịnh hót, lại càng không thể nhận ra được chút dao động cảm xúc nào, tên tỏi là Trần Bát Hoang. Quỳ xuống đi, Tô Trung Dương kéo một cái ghế qua, bảo Diệp Giao ngồi xuống rồi nói với Trần Đức. Quỳ xuống trước mặt cậu Diệp, dập đầu ba cái xin lỗi. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyết nữa, cậu có thể sống sót rời khỏi nơi này. Diệp Giao ngồi trên ghế, bắt chéo chân, cao cao. Tại thượng, như thế đã ăn chắc Trần Đức rồi vậy. Bác trai, cháu còn muốn có một bàn tay của cậu ta nữa, chính là bàn tay đã ôm Lăng Tuyết ngày hôm nay. Trần Bát Hoang, cậu có nghe rõ chưa?
tôi không muốn nhà họ Tô có thêm người chết vào hôm nay. Đồng tử Tô Trung Dương sắc bén như kiếm, nhìn Trần Đức với sự tức giận không sao tả nổi. Sự tức giận đó, một phần đến từ việc Trần Bát Hoang tiếp cận con gái ổng ta, mặt khác đến từ sự nhục nhã ở Đan Môn hôm nay. Diệp Giao, đã kế hết những chuyện xảy ra ngoài Đan Môn hôm nay lại cho bố hắn, Diệp Lễ Cuồng. Sau khi Diệp Lễ Cuồng biết được Tìm đã gây chuyện chửi bới ông ta một lúc, đồng thời bắt ông ta phải giải quyết cho xong chuyện trong nhà, nếu không sẽ xóa tên ông ta khỏi Đan Môn. Tuy Tỏ Trung Dương là luyện đan sư bậc 5, chỉ thấp hơn Diệp Lễ Cuồng một bậc. Thế nhưng chỉ một bậc đó thôi, sự chênh lệch của nó, thái độ đối xử cũng đã có khác biệt rất xa. Một khi bị trục xuất khỏi Đan Môn, nhà họ Tô sẽ không còn trốn dung thân nữa. Cũng bởi vì thế, nên ông ta mới sốt ruột, mới đánh Tô Lăng Tuyết. Đối mặt với Tô Trung Dương tràn ngập lửa giận, Trần Đức hoàn toàn không hề sợ hãi, vẫn đối diện và thản nhiên hỏi, ông có chắc là muốn tôi quỳ không? Không phải là tôi muốn cậu quỳ, mà là cậu Diệp muốn cậu quỳ, Tô Trung Dương lạnh nhạt nói, hoàn toàn không để Trần Đức vào mắt. Cậu Diệp bảo cậu quỳ nên là cậu phải quỳ. Đột nhiên, Trần Đức nở nụ cười, Tô Trung Dương, ông nẻn cảm thấy may mắn. May mắn, Tô Trung Dương nhíu mày, ý cậu là gì? Ông nên cảm thấy may mắn, bởi vì Tô Lăng Tuyết là con gái ông, may mắn vì lúc nãy ông đã trả lời đúng. Tô Trung Dương vẫn chưa hiểu rốt cuộc Trần Bát Hoang trước mặt mình đang nói cái gì. Thì đột nhiên, bóng dáng Trần Bát Hoang đã biến mất trước mặt ông ta. Quỷ dị đến như thế. Quỷ dị đến không thể tả được, đột nhiên biến. Mất. Dù ông ta là võ giả thần tôn sáu giai, còn là một luyện đan sư, có được khả năng cảm nhận và thị giác sâu sắc thì trước đó cũng không hề phát hiện ra được. Lại càng không thể bắt giữ được bóng dáng Trần Đức. Chưa đến 1% của một giây, khoảnh khắc cực nhanh, nhanh đến mức Tô Trung Dương hoàn toàn không kịp phản ứng. Trần Đức lấy tay làm đao, mang theo luồng sáng vàng chói lóa chém về phía cánh tay Diệp Giao. Trong chốc lát, tay phải của Diệp Giao, cả cánh tay, bả vai, cùng nhau rơi xuống. Nhanh, nhanh đến lạ. Thế nên sau khi cánh tay của Diệp Giao rơi xuống thì vẻ đắc ý và ánh mặt chờ mong trên mặt hắn vẫn chưa hề biến mất. Máu. Khi Trần Đức lấy tay về, khoảng 3 giây sau nó mới bắt đầu nhỏ giọt xuống. A a a a a a a. Cùng lúc đó, Diệp Giao từ trên ghế ngã nhào xuống, phát ra tiếng kêu gào run cả da đầu, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng toát như màu giấy, lành lạnh. Cánh tay bị chặt đứt của hắn vẫn còn run rẩy, nhúc nhích. Máu tươi, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất. Mùi máu tươi tràn ngập trong bầu không khí. A a a, Diệp Giao đau đến mức run rẩy, sợ hãi run rẩy, nước mắt cũng chảy ra. Cùng lúc đó, Trần Đức mở cửa phòng, lập tức bước ra ngoài, không hề quay đầu lại nói. Tô Trung Dương, tôi không có ý định tiếp cận con gái ông, càng không có ý định qua đêm ở nơi này, tốt nhất ông đừng tới quấy rầy tôi, nếu không, kết cục của ông sẽ thảm hơn Diệp Giao bây giờ gấp 10 lần. Vừa nói xong, bóng dáng Trần Đức đã biến mất. Tô Trung Dương, ông còn nghệt mặt ra đó làm gì, đuổi theo, báo thù cho tôi, nhìn bóng lưng rời đi của Trần Đức, Diệp Giao cố nén cơn đau đớn. Dùng giọng bất chấp tất cả mọi thứ hét lớn với Tô Trung Dương. Mau, không được để nó đi mất. Chỉ là, Tô Trung Dương chỉ đứng đó không hề nhúc nhích. Không phải ông ta không muốn cử động. Ông ta cũng muốn đuổi theo. Nhưng, ông ta hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Khi Trần Bát Hoang vừa mới ra tay, trong miệng ông ta đã bị người ta nhét thứ gì đó. Thứ đó vừa vào miệng lập tức tan ra, chẳng mấy chốc, tứ chi bách hải, kinh mạch của ông ta. Như tảng đá cứng đờ lại. Ông ta chỉ có thể đứng đó, khoảng mấy trăm giây sau thì cảm giác cứng đờ đó mới biến mất. Sau lưng, đã sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh. Nếu lúc nãy Trần Bát Hoang muốn giết ông ta thì chắc chắn ông ta không có nửa cơ hội phản kháng nào. Cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn bỗng nhiên ập đến. Nhưng, Diệp Giao bị cắt đứt một tay. Ông ta hết sức đau đầu, không biết phải giải thích với Diệp Lễ Cuồng thế nào. Gia chủ. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngoài cửa, quỳ một gối xuống, đan môn truyền thư gấp đến, mời gia chủ lập tức đến đó. Hả, chuyện gì? Tô Trung Dương sửng sốt, chẳng lẽ Diệp Lễ Cuồng đã biết được những chuyện xảy ra bên này rồi ư? Không thể nhanh như thế được. Không biết,
nói là môn chủ đan môn, Phó Vĩnh Sinh phát lệnh triệu tập, không chỉ triệu tập mỗi mình gia chủ mà còn gọi hết tất cả những người ở đan môn, hình như là sốt ruột lắm, chắc là liên quan đến việc luyện đan, người đó cung kính nói. Các người nói nhảm cái gì thế, Tô Trung Dương, mau giúp tôi báo thù đi, Diệp Giao mặt đầy oán hận, máu tươi đầy đất cùng với nỗi đau thấu tâm can khiến hắn chìm trong sát ý. Cậu Diệp, không phải tôi không muốn báo thù cho cậu, tôi, không phải là đối thủ của cậu ta, chuyện này, còn phải nhờ vào bố cậu. Tô Trung Dương nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, đan môn đang tìm tôi, đúng lúc bố cậu cũng đến đó, chúng ta cùng đi một chuyến thôi. Tô Trung Dương không muốn nhúng tay vào chuyện của Trần Bát Hoang và Diệp Giao quá nhiều, tuy ông ta hy vọng con gái mình có thể đến với Diệp Giao. Nhưng, suy cho cùng, Diệp Giao Vân không phải là con trai ông ta, người có thể giải quyết được thì ông ta sẽ giúp một chút, gặp phải người không thể trêu vào, mặc kệ sẽ tốt hơn. Huống chi, Diệp Giao gọi thẳng tên Tô Trung Dương khiến ông ta có chút khó chịu, bình thường hắn là một đứa trẻ hiền lành, biết điều như thế, tại sao gặp chuyện lại biến thành thế này. Tô Trung Dương lấy ra một viên đan dược trong người, cho Diệp Giao nuốt xuống, đau đớn đã giảm đi, ông ta lập tức gọi người sắp xếp tọa kỹ, dẫn theo hắn cùng đến đan môn. Trong đại sảnh đan môn, bấy giờ đang có 30 mấy bóng người tụ. Tập, 30 mấy người đó từ 30 tuổi đến 300-400 tuổi, cần gì có đó, không có ngoại lệ, tất cả đều là luyện đan sư. Ngoài ra, họ cũng là những người chấp quản cấp cao của đan môn. Môn chủ, chấp sự, khảo hạch sư. Những người đó chia thành hai bên ngồi xuống, địa vị cao ngồi trên, cao nhất chính là môn chủ đan môn, Phó Vĩnh Sinh 463 tuổi. Cảnh giới ông ta không cao, cũng chỉ lẽn đến thần tôn 26 giai, người hơn 400 tuổi như ông ta, theo lý mà nói thì phải trông rất già. Nhưng dáng vẻ ông ta lại không khác gì một ông lão 60 tuổi, tinh thần tỉnh táo, sắc xuân đầy mặt. Ông ta ngồi ở chủ vị, không nói tiếng nào. Họ là luyện đan sư, hàng năm đều giao tiếp với nhau bằng đan dược, tuy nói không thể giữ mãi tuổi xuân nhưng cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa. Bên trái ông ta chính là Diệp Lễ Cuồng, 60 mấy tuổi, một thân áo bào màu cho, cùng với khí thế có chút ngạo nghễ. Bên phải, cũng là một ông lão tên Lý Ngạn Long, ông ta hơn 200 tuổi nhưng mặt mũi lại. Không già, khuyết điểm duy nhất chính là đùi phải chỉ còn một nửa, bên cạnh là một cây gậy trống. Xuống một chút nữa, chia ra hai bên trái phải có mấy người đang ngồi, là hơn 10 chấp sự và khảo hạch sư. Lư Minh Nguyệt giám sát đợt sát hạch Trần Đức hôm nay cũng ngồi trong đó. Tô Trung Dương và Diệp Giao chạy tới cửa thì hầu hết mọi người đều tập trung đông đủ, Diệp Lễ Cuồng trông thấy Diệp Giao cả người toàn máu là máu thì lập tức bật dậy, biến ba bước thành hai bước đi tới trước mặt hắn. Tiếu Giao, chuyện gì thế này? Bố nhất định phải giải quyết chuyện này cho con, Diệp Giao lập tức khóc lên, tay con, tay của con. Bị kẻ đó chém đứt rồi. Tiếu Giao, ai làm? Nhìn tay của Diệp Giao cùng với cánh tay đã đứt lìa trong tay người hầu bên cạnh Tô Trung Dương, mặt Diệp Lễ Cuồng trông khó coi như xác chết vậy. Con! Diệp Giao đang muốn nói chuyện thì Phó Vĩnh Sinh ngồi trên chủ vị vẫn bình tĩnh từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng, mất kiên nhẫn nói, trọng địa đan môn, người ngoài không được phép tiến vào, có chuyện gì, các người có thể ra ngoài nói. Diệp Lễ Cuồng hơi kinh ngạc, Phó Vĩnh Sinh bị làm sao thế này? Bình thường ổng ta không lạnh. Lùng như thế mà. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Lúc này, Diệp Lễ Cuồng nói với Diệp Giao, Tiểu Giao, con cứ yên tâm, tay con, bố nhất định sẽ nối lại, còn nữa, dù là ai làm, bố nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Sau đó, ông ta quay đầu, nói với người của Tô Trung Dương. Cậu sản sóc cho Diệp Giao cho tốt, ở đây chờ. Tôi. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tô Trung Dương, rồi quay lại vị trí của mình. Tô Trung Dương cũng không ngại. Chuyện xảy ra hôm nay, đành phải để sau hãng nói. Cửa của sảnh nghị sự ầm ầm đóng lại, bên trong phòng họp, trước tiên, Phó Vĩnh Sinh đứng dậy, hờ hững nói. Vội vã gọi mọi người đến đây như thế là vì một chuyện, hôm nay, các người chịu trách nhiệm trực đan môn, chịu trách nhiệm giữ trật tự cùng với các. Khâu sát hạch đúng không? Đúng, là chúng tôi, Diệp Lễ Cuồng nói, ông ta cùng với một phó môn chủ khác thay phiên trực. Hôm nay là ông ta, cùng với 30 luyện đan sư đang ngồi đó. Được. Phó Vĩnh Sinh gật đầu thật mạnh. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người,
ông ta lấy trong túi giữ đồ ra một viên đan dược đen tuyền, không ra hình dạng nhất định, thậm chí còn có mùi tiêu, đặt trong lòng bàn tay. Viên đan dược này là ai trong các người luyện chế ra? Khi nói những lời đó, ánh mắt Phó Vĩnh Sinh thong thả đảo qua từng luyện đan sư có mặt ở đây. Đồng thời, hai tròng mắt của bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào viên đan dược đen tuyền kia, cùng với cánh tay đang khẽ run rẩy của Phó Vĩnh Sinh. Khi đan dược xuất hiện thì ánh mắt Lư Minh Nguyệt chợt lóe lên vẻ sợ hãi. Đó không phải là Thái Thanh Thần Đan mà ông ta đã ném vào thùng rác hôm nay sao? Sao lại nắm trong tay môn chủ thế này? Ông ta hết sức khó hiểu. Môn chủ, đó chỉ là một viên đan dược luyện chế thất bại mà thôi, có vấn đề gì u? Diệp Lệ Cuồng nhìn lướt qua viên đan dược, chẳng hiếu mô tê gì. Tại sao lại vì một viên đan dược vỡ nát này mà gọi bọn họ tới đây, điên rồi chắc? Tôi hỏi, ai là người đã luyện ra viên đan dược này, không quan tâm đến Diệp Lệ Cuồng, Phó Vĩnh Sinh lại hỏi thêm một lần nữa, giọng lớn hơn, mạnh hơn, vẻ mặt cũng càng nghiêm trọng. Trong số những thầy sát hạch, Lư Minh Nguyệt giật mình, bèn đứng dậy, hành lễ rồi lơ đãng nói. Môn chủ, đan dược này không phải do bất kỳ người nào trong đan môn chúng ta luyện chế, luyện đan sư của đan môn sao có thể luyện chế ra thứ đan dược thất bại như thế được. Hình dạng kỳ quái còn chưa tính, lại còn bị luyện cháy, cả độ lửa là thứ cơ bản nhất mà cũng không khống chế được. Lư Minh Nguyệt nói tới đó thì các khảo hạch sư xung quanh và chấp sự cũng cười ha hả. Đúng vậy, ha ha. Môn chủ, loại đan dược này không thế do chúng tôi luyện ra được, môn chủ cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không luyện chế ra loại đan dược thế này để làm mất mặt. Đúng vậy, môn chủ không cần phải lo lắng. Mọi người lời qua tiếng lại. Ai cũng tưởng Phó Vĩnh Sinh tức giận vì đan dược quá tệ. Vẻ mặt Phó Vĩnh Sinh không hề thay đổi, tiếp tục hỏi, Lư Minh Nguyệt, ông biết lai lịch của nó ư? Đúng vậy. Lư Minh Nguyệt cực kỳ quen thuộc với viên đan dược này, thậm chí là cả dáng vẻ của Trần Đức. Dù sao trong số những thí sinh đến sát hạch ở đan môn, chẳng mấy ai chẳng có tài năng gì, lại mạnh miệng như anh. Dừng lại một chút. Lư Minh Nguyệt nói, đan dược này được một thí sinh luyện ra vào một ngày trước, cậu ta hao tốn hết một ngày một đêm mới luyện chế ra được thứ đan dược thất bại như thế, vậy nên tỏi đã ném nó đi. Môn chủ, tại sao đan dược này lại này trong tay ông vậy? Lư Minh Nguyệt nghĩ tới tên thanh niên ngông cuồng kia, chợt lắc đầu, đầy vẻ khinh miệt. Một ngày một đêm, giọng Phó Vĩnh Sinh có vẻ dồn dập, ý ông là viên đan dược này chỉ được luyện trong một ngày một đêm thôi hả? Đúng, đúng vậy. Cảm nhận được hơi thở dồn dập của Phó Vĩnh Sinh, Lư Minh Nguyệt hơi khó hiếu, hỏi. Môn chủ, đan dược này, có vấn đề gì hả? Không chỉ mình Lư Minh Nguyệt khó hiếu. Diệp Lê Cuồng, Lý Ngạn Long, Tô Trung Dương và ba mươi mấy người khác cũng thấy khó hiếu. Tại sao Phó Vĩnh Sinh lại cảm thấy hứng thú với một đan dược rách nát thế này cơ chú? Tại sao lại hỏi thăm về nó nhiều như thế? Người luyện chế nó đâu rồi? Phó Vĩnh Sinh đi tới trước mặt Lư Minh Nguyệt, hỏi, đang ở đâu vậy? Cậu ta đi rồi, đan dược luyện chế thất bại, nên tôi bảo cậu ta đi rồi. Lư Minh Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng nên vẻ mặt dần cho nền nghiêm trọng, thật sự không hiếu hôm nay Phó Vĩnh Sinh lại nổi điên cái gì. Đi rồi hả? Đột nhiên, sắc mặt Phó Vĩnh Sinh chợt thay đổi, từ nghiêm trọng biến thành tức giận, khí thế của kẻ ở tít trên cao chợt bùng nổ. Lư Minh Nguyệt. Ông quỳ xuống cho tôi. Một tiếng hét to, đột ngột vang lên. Như tia sét ầm ầm đánh ngang bẽn tai. Ầm. Lư Minh Nguyệt sợ đến mức sắc mặt trưng bệch, lập tức quỳ xuống. Trên mặt là vẻ khó hiểu, môn chủ. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì thế? Mọi người trong sảnh, cả hai phó môn chủ là Diệp Lệ Cuồng, Lý Ngạn Long đều không hiểu mô tê. Gì? Chuyện gì hả? Ông còn dám hỏi tôi là chuyện gì hả? Một đám các người dám bỏ qua một nhân vật tài năng như thế, một thiên tài đó các người có biết không? Gân xanh Phó Vĩnh Sinh nổi lên, nổi trận lôi đình, quay về chủ vị, đập cái bàn bên cạnh vỡ thành 7-8 mảnh. Lư Minh Nguyệt, ông thân là luyện đan sư, còn là luyện đan sư của đan môn này mà cả nó ông cũng không nhận ra ư. Viên đan dược này chính là đan dược địa giai cao cấp, Thánh Thanh Thần Đan. Giọng Phó Vĩnh Sinh rất cao. Như mũi nhọn vô hình đâm vào màng tai những người đang có mặt ở. Đó. Nhất thời. Đầu mọi người bắt đầu ông. Lư Minh Nguyệt như vừa bị giật điển, sững sờ,
ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Phó Vĩnh Sinh. Thái Thanh Thần Đan. Nó, thật sự là Thái Thanh Thần Đan ư? Nếu người khác nói nó là Thái Thanh Thần Đan, e là mọi người ở đây không ai thèm tin. Dù sao, nó thật sự quá bình thường rồi. Còn bình thường hơn cả loại đan dược bình thường nhất gấp trăm lần. Thậm chí, hình dạng, mùi hương, còn thua xa số đan dược luyện chế thất bại kia. Nhìn qua, ai mà ngờ được nó lại là Thái Thanh Thần Đan. Còn nữa, tuy Thái Thanh Thần Đan là đan dược địa giai nhưng tác dụng chủ yếu của nó là nhắm vào thần hồn. So với đan dược thiên giai cấp thấp thì nó còn quý báu hơn gấp 10 lần. Cả Hoàng Thành Vô Cương này, e là chỉ mình Phó Vĩnh Sinh, nhưng chưa chắc ông ta đắp luyện ra được đan dược như thế. Hừ! Phó Vĩnh Sinh lại hừ lạnh, lửa giận bập bùng, như một con sư tử rít gào. Nếu không phải Thái Thanh Thần Đan có mùi hương quái dị, đúng lúc được tôi phát hiện ra thì nó đã bị ỏng cho là rác ném đi rồi, Lư Minh Nguyệt, ông đáng tội gì? Tôi! Đầu Lư Minh Nguyệt cứ ông lên, quả thật không thể tin nối lời Phó Vĩnh Sinh vừa nói. Thái Thanh Thần Đan! Thái Thanh Thần Đan! Không thế nào, không thế nào! Môn chủ! Nó tuyệt đối không thể là Thái Thanh Thần Đan được, luyện đan sư kia, cậu ta. Cậu ta còn rất trẻ, chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa, chỉ dùng một ngày một đêm, sao có thể luyện ra Thái Thanh Thần Đan được. Lư Minh Nguyệt sợ hãi, dù đến tận lúc này, ông ta vẫn cho rằng Phó Vĩnh Sinh đã đoán sai rồi. Một thanh niên mới 20 mấy tuổi, thủ đoạn luyện đan đã sánh ngang với Phó Vĩnh Sinh, sao lại như thế được? Lư Minh Nguyệt, tôi dùng hơn 2 canh giờ để cân nhắc, ông nghĩ tôi có xác định sai được không? Hai mắt Phó Vĩnh Sinh tóe lửa, ông có biết không, Hoàng Cung đang tìm người có thể chữa được vết thương thần hồn. Thái Thanh Thần Đan này có tác dụng rất lớn với vua của chúng ta, ông lại đế cho một người như thế đi mất. Lư Minh Nguyệt ngã gục xuống đất, lạnh run, không dám nói tiếp. 2 canh giờ. Phó Vĩnh Sinh dùng 2 canh giờ để xem xét, sức mạnh và độ tin cậy là không thể nghi ngờ. Môn chủ. Lúc này, Diệp Lẻ Cuồng đứng dậy, có thể cho tôi mượn đan dược quan sát một chút được không? Hừ, tự ông xem đi. Phó Vĩnh Sinh không thể trưng ra sắc mặt hiền lành, tuần này do Diệp Lẻ Cuồng trực đan môn, lại để cho một cao thủ luyện đan như thế chạy mất, ông ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Diệp Lễ Cuồng nhận lấy đan dược, cùng Lý Ngạn Long quan sát thật tỉ mỉ, cân nhắc, dùng linh. Lực dò xét. Sau khoảng 100 phút, hai người liếc nhìn nhau. Đều nhìn thấy sự khiếp sợ dày đặc trong mặt nhau. Không sai. Đó. Chính là Thái Thanh Thần Đan. Tuy rằng Thái Thanh Thần Đan này cũng không được hoàn hảo lắm. Nhưng, theo lời Lư Minh Nguyệt, thí sinh đó chỉ dùng đúng 1 ngày 1 đêm. Nên biết rằng, dù có là đan dược huyền giai cao cấp của bọn họ cũng phải luyện ít nhất 3 ngày. Mà huyền giai, với địa giai, là khác biệt. Không cần phải nghi ngờ. Chỉ cần cho người đó một thời gian nhất định, luyện ra Thái Thanh Thần Đan hoàn mỹ chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó, bọn họ lại truyền tay viên đan dược cho từng chấp sự và khảo hạch sư, không lâu sau đó, tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Môn chủ, sau khi xác định đan dược này thật sự là Thái Thanh Thần Đan, thì mọi người cũng đã hiểu được tại sao Phó Vĩnh Sinh lại nổi giận. Ngu xuẩn, Diệp Lễ Cuồng mắng Lư Minh Nguyệt một câu, sau đó, họ dè dặt nói với Phó Vĩnh Sinh. Môn chủ cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức điều tra hành tung của cao thủ đó ngay, chắc chắn sẽ dẫn về đây cho ông. Phó Vĩnh Sinh chưa mở miệng thì Diệp Lễ Cuồng đã gọi đội trưởng Diêm, người canh gác hôm qua tới. Lư Minh Nguyệt, ông tự nói cho ông ta biết dáng vẻ của người đó, lão Diêm là người tôi tuyến chọn cẩn thận, chắc chắn sẽ nhớ rõ dáng vẻ cụ thể của người đó. Bấm phó môn chủ, người đó, rất kỳ quái, hầu hết người của Vân Tiểu Giới đều có tóc dài. Nhưng tóc của cậu ta lại rất ngắn, hôm đó trong số những người đến sát hạch thì chỉ có mình cậu ta đế đầu húi cua. Trên thực tế, những đặc điểm khác thì Lư Minh Nguyệt đã quên rồi, bởi vì khi đó ông ta hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn người ta. Điều duy nhất ông ta nhớ rõ, chính là mái tóc húi cua đặc biệt. Tóc húi cua, đội trưởng Diêm nghe thế thì trong đầu lập tức xuất hiện chàng thanh niên hôm qua lấy ra bạch ngọc xích dương đan. Ông ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sau đó, đội trưởng Diêm dùng linh khí làm chất dẫn, huyền hóa ra dáng vẻ của Trần Đức. Sau khi nhìn thấy người đó trẻ tuổi như thế,
mọi người trong sảnh nghị sự đều giật mình hoảng hốt. Nhất là Tỏ Trung Dương. Sắc mặt lập tức trở nên quái lạ. Khiếp sợ, kinh ngạc, hoảng hốt, sợ hãi. Đủ loại vẻ mặt xuất hiện, cực kỳ náo nhiệt. Lúc này, ông ta hỏi, Lư Minh Nguyệt, ông nhìn kỹ xem có phải là cậu ta không? Đúng, là cậu ta. Tuy Lư Minh Nguyệt không nhớ rõ dáng vẻ Trần Đức, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thì vẫn nhận ra được. Môn chủ, phó môn chủ, cậu ta, Thái Thanh Thần Đan, được làm từ tay cậu ta. Cái gì? Ông ta vừa xác nhận xong thì không chỉ mình Tô Trung Dương, mà mọi người có mặt ở đó, cả Phó Vĩnh Sinh cũng cực kỳ hoảng hốt. Trẻ, rất trẻ, 20 mấy tuổi, có thể luyện chế ra đan dược như thế ư. Bọn họ thật sự không thể tin nổi, nhưng, sự thật đã bày ra trước mặt, chuyện quan trọng đến như. Thế, Lư Minh Nguyệt sẽ không nói dối, cũng chẳng dám nói dối. Là cậu ta thật ư. Vẻ mặt Tô Trung Dương hết sức rung động. Hoàn toàn không thể ngồi yên, đứng bật dậy, vẻ kinh hãi phủ kín mặt ông ta. Thế nào, Tô Trung Dương, ông biết cậu ta hả? Diệp Lễ Cuồng nhìn Tô Trung Dương, hỏi. Bởi vì duyên Diệp Giao nên ông ta cực kỳ khó chịu với Tô Trung Dương, nên thậm chí lúc hỏi giọng nói cũng lạnh như băng. Đúng, đúng là tôi có biết, Tỏ Trung Dương bĩu môi, nhìn Diệp Lễ Cuồng thật lâu với sắc mặt hết sức kỳ quái. Mười mấy phút trước thôi. Tô Trung Dương vừa mới tiếp xúc với Trần Bát Hoang. Nhưng chàng thanh niên đó đã để lại cho ông ta một ấn tượng rất sâu, ông ta có thể không nhận ra được chắc. Trung Dương, bây giờ cậu ta đang ở đâu, vừa nghe Tô Trung Dương nói mình quen biết người đó. Phó Vĩnh Sinh lập tức kích động hỏi. Mau, mau liên lạc với cậu ta, gọi cậu ta đến đây. Ặc, vẻ mặt Tô Trung Dương do dự, đột nhiên ông ta quỳ một trần trên đất, sắc mặt u ám. Môn chủ, thật xin lỗi, hắn, bị tôi đuổi đi rồi. Ngu xuẩn, Diệp Lễ Cuồng ngày càng khó chịu, giọng điệu hung ác nói, ông nói gì? Ông lại đuổi một đại sư đan dược đi. Tô Trung Dương, ông thật to gan. Phó môn chủ, Tỏ Trung Môn nhìn thấy dáng vẻ người đó gầm thét đầy tức giận, ông ta cũng không hề vui, vì thế đã nói thẳng. Không phải tôi đuổi hắn đi, là con trai ông đấy, hôm nay là ông bảo tôi đi xử lý chuyện của Diệp Giao. Cũng là hắn chém đứt một tay của con trai ông. Cái gì, vẻ mặt Diệp Lễ Cuồng đông cứng, da mặt khẽ nhúc nhích, ông có ý gì? Nói đơn giản, hôm nay ở cửa đan môn, người kia xảy ra mâu thuẫn với con trai ông, cũng là người ông muốn tôi xử lý, chính là người luyện chế Thái Thanh Thần Đan. Tô Trung Dương biết, chuyện này mà không nói rõ ràng, e rằng ngay lập tức ông ta sẽ bị trục xuất khỏi đan môn. Thản là luyện đan sư. Ông ta rất rõ với tuổi tác và thủ đoạn của Trần Bát Hoang, luyện chế ra được đan dược cấp bậc Thái Thanh Thần Đan, điều này đại diện cho cái gì? Thành tựu trong tương lai của Trần Bát Hoang nhất định đứng trên Phó Vĩnh Sinh, Diệp Lễ Cuồng và tất cả luyện đan sư. Trách nhiệm như vậy ông ta không kham nổi. Đồng thời, ông ta cũng hối hận rồi. Hận không thể tát mình mấy cái bạt tai. Mẹ kiếp! Vậy mà lại đuổi một đại sư đan dược đi. Mấu chốt là cái tên nhãi Trần Bát Hoang kia không chỉ có trình độ luyện đan cực cao, ngay cả thực lực tu võ cũng cao đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Phải biết rằng, đại đa số luyện đan sư vì đi sâu vào nghiên cứu luyện đan, vậy nên sẽ rất yếu về mặt tu võ. Ví dụ như Phó Vĩnh Sinh. Mặc dù là luyện đan sư thất phẩm, địa vị rất cao, nhưng thực lực tu võ thì không bằng một vài cường giả tu võ trong nhà. Người cùng tinh thông luyện đan và tu võ so với lông phượng sừng tê giác thì còn quý giá hơn. Cũng vì ông ta ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, vậy nên đã hoàn toàn đắc tội. Tô Trung Dương rất thất vọng. Ông ta vẫn phải báo cáo chuyện lớn chuyện nhỏ đã xảy ra cho Phó Vĩnh Sinh. Cùng lúc tiếng nói vừa dứt, Phó Vĩnh Sinh ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí chính, khí thế cấp trên tản ra 10 phần, che giấu đi lửa giận dày đặc, ông ta nói. Diệp Lễ Cuồng. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu là do ông, tôi cảnh cáo ông, bất kể là con trai ông hay ông có oán hận thù địch gì với vị đại sư này, ông phải tìm bằng được hắn cho tôi, nhận được tha thứ của hắn. Trong 3 ngày, nếu như không tìm được tung, tích của hắn, ông và cả nhà họ Diệp của ông đều phải chết. Không phải tôi muốn giết ông, mà là Long Đế, ông ta sẽ không bỏ qua cho ông đâu, dù ông có trốn ở chân trời góc bể, Long Đế cũng sẽ đốt thây diệt tộc các người. Lời này Phó Vĩnh Sinh vừa nói ra. Toàn bộ bầu không khí bên trong phòng nghị sự đều trở nên quý dị yên lặng.
Bọn họ có thể cảm nhận được Phó Vĩnh Sinh không hề nói đùa, càng không phải vừa nói vừa cười, đây tuyệt đối là lời nói thật. Không có gì khác, chỉ vì người đứng đầu Hoàng Triều Vô Cương. Chu Long, Long Đế, thần hồn chịu tổn thương nghiêm trọng, những năm gần đây vì vết thương càng ngày nặng và đau đớn, ông ta luôn tìm kiếm lương y khắp nơi. Nhưng, nhìn toàn bộ Bắc Hoang, không một ai có thể chữa khỏi. Mà Thái Thanh Thần Đan đó dù không thể trị khói cho Long Đế, nhưng cũng khiến bệnh ông ta thuyên giảm. Điều mấu chốt hơn là Trần Bát Hoang chỉ dùng vẻn vẹn một ngày một đêm luyện ra Thái Thanh Thần Đan. Nếu như cho anh thêm chút thời gian thì sẽ thế nào? Diệp Lẻ Cuồng sợ hết hồn hết vía, đầu đầy mồ hôi, ông ta quỳ rạp xuống đất, môn chủ, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Phó Vĩnh Sinh hừ lạnh, chẳng buồn nói nhiều với Diệp Lễ Cuồng, ông ta quay lại nói với Tô Trung Dương. Còn ông, Tô Trung Dương, con gái ông quen biết cậu Trần, ông có thể quay về xem có thể biết được một chút tin tức ở chỗ nó hay không. Ngoài ra, nếu con gái ông có thể gả cho cậu Trần, nhà họ Tô cũng sẽ một bước lên tiên. Rõ. Tỏ Trung Dương nghiêm túc gật đầu. Sau nửa giờ, Phó Vĩnh Sinh là người đầu tiên đi ra khỏi đại sảnh nghị sự, nhìn thấy Diệp Giao đứng ngoài cửa cách đó không xa, sắc mặt ông ta cứ xê kỳ u ám. Nhưng, ông ta cũng không nói gì, mà bước thật nhanh về phía Hoàng Cung. Ông ta ra khỏi cửa chưa được bao lâu, một lúc sau đám người Diệp Lễ Cuồng, Tô Trung Dương, Lư Minh Nguyệt lần lượt đi ra. Diệp Giao vào đến đầu tiên, bố, bố ra rồi, con. Chuyện của mày về sau sẽ nói, mặt Diệp Lễ Cuồng nặng nề, ông ta lạnh lẽo đáp, tao còn có việc, mày về trước đi, đừng ở lại đan môn nữa. Bố, con, cút. Đột nhiên, Diệp Lễ Cuồng gào giống, dọa cho Diệp Giao thụt lùi liên tiếp, không dám hé răng một lời, hắn xoay người rời đi. Tiếp đó, Diệp Lễ Cuồng xoay người, cưỡng ép nặn ra nụ cười, cố gắng hòa nhã nhiệt tình nói với Tô Trung Dương, anh Tô, chuyện của cậu Trần. Ông nhất định phải hao tổn tâm trí nhiều hơn rồi, Tiếu Tuyết xác chắn biết một vài chuyện, ông nhất định phải giúp tôi đấy. Nếu như ông có thể tìm thấy cậu Trần, Diệp Lễ Cuồng tỏ nguyện nhường chức phó môn chủ cho ông. Tô Trung Dương cười khổ, ông ta có thể hiểu được tâm tình của Diệp Lễ Cuồng, nhưng có thể tìm thấy Trần Bát Hoang hay không, ông ta đâu có định đoạt được. Lúc trước cũng vì chuyện của Trần Bát Hoang mà ông ta đã tát con gái một cái, con gái ông ta dù biết nhưng sẽ chịu nói cho ông ta sao. Phó môn chú, ông nói quá lời rồi, chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức, không chỉ liên quan đến ông, mà còn liên quan đến chúng tỏi nữa, Tô Trung Dương nói, bây giờ tôi quay về hỏi Tiếu Tuyết. Nhà họ Tô, trong khuê phòng của Tô Lăng Tuyết, mẹ Tô đang an ủi Tô Lăng Tuyết, từ sau khi Tô Trung Dương đi, cô ta đã khóc hơn một giờ. An Như Nguyệt rất đau lòng, bà ta biết vì sao Tô Lăng Tuyết khóc. Suy cho cùng. Từ nhỏ đến lớn Tô Trung Dương luôn coi cô ta như Ngọc Minh Châu trong tay, ngay cả nặng lời cũng không nói qua mấy lần, huống chi là ra tay đánh cô ta. Ai, Tiểu Tuyết, bố con cũng là vì con, An Như Nguyệt ngồi ở mép giường nhìn Tô Lăng Tuyết. Hốc mắt Tô Lăng Tuyết đỏ bừng, thi thoảng nước mắt lại rơi, cô ta không nói lời nào. Vì cô ta, mỗi lần đều nói là vì cô ta. Trên thực tế, bọn họ làm tổn thương cô ta dưới danh nghĩa là tốt cho cô ta. Tô Trung Dương, An Như Nguyệt đã từng hỏi qua cô ta thích ai, thích hạng người như thế nào? Không có, từ trước giờ không có. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Giọng Tô Trung Dương truyền vào, con gái, bố có thể đi vào không? Tỏ Lăng Tuyết không lên tiếng. An Như Nguyệt thở dài, bà ta đứng dậy mở cửa, thấp giọng nói, ông còn tới đây làm gì, Tiểu Tuyết rất đau lòng rồi, mau về đi, tối muộn hắn tới. Không. Chuyện quá gấp, Tô Trung Dương nào có thể chờ được. Ông ta trực tiếp đi vào khuê phòng của Tô Lăng Tuyết, nhìn con gái khóc thút thít cũng đau lòng. Con gái, chuyện hôm nay là bố sai, Tô Trung Dương đi tới trước mặt cô ta, bố không nên đánh con. Bố đi ra ngoài, Tô Lăng Tuyết nằm lẻn giường. Dùng chăn đệm che kín khuôn mặt xinh đẹp, con không muốn nhìn thấy bố. Con gái, 2-3 giờ đồng hồ trôi qua. Dù Tô Trung Dương nói xin lỗi thế nào. Tô Lăng Tuyết cũng không để ý đến mình, lúc này Tô Trung Dương mới ý thức được lần này mình thật sự đã làm tổn thương con gái rồi. Nội tâm vô cùng vỏ cùng áy náy. Trên đời này không có người bố nào không thương con cái, dù là gia đình quyền thế bọn họ cũng như vậy. Huống chi Tô Trung Dương chỉ có một cô con gái là Tô Lăng Tuyết.
ông ta cảm thấy áy náy và cực kỳ hối tiếc. Cuối cùng ông ta nói, con gái, bố không trách con, mấy năm nay là bố sai, cuộc đời của con thích ai làm gì thì do con quyết định, bố không nên nhúng tay vào. Nếu con không muốn nói cậu Trần ở đâu, vậy thì đừng nói, bố không miễn cưỡng con, nhưng bố vẫn phải nói với con một câu. Xin lỗi con, Tiểu Tuyết. Tô Trung Dương rất chân thành, thông qua. Chuyện này, ông ta thực sự ý thức được sai lầm của mình. Ông ta già rồi. Có lẽ ánh mắt nhìn người không bằng con gái mình. Chỉ cần Tô Lăng Tuyết thích, sau này ông ta sẽ dốc hết sức ủng hộ. Tiếp đó, ông ta kéo chăn đệm đắp cho Tô Lăng Tuyết đang giả vờ ngủ, sau đó cùng An Như Nguyệt đi ra ngoài cửa. Hôn lễ nhà họ Ưng, bọn họ vừa mới đi đến cửa, đột nhiên một giọng nói từ phía sau truyền tới. Là Tô Lăng Tuyết. Cơ thể hai người ngừng lại, bọn họ quay đầu. Tỏ Lăng Tuyết không biết lúc nào đã nhìn thẳng, mắt long lanh nước, lông mày giống như biết cười, cô ta đang nhìn bọn họ. Tô Trung Dương, Tiểu Tuyết. Con không chắc chắn anh ấy có đi hay không. Nhưng có thể nơi tiếp theo Trần Bát Hoang sẽ đi chính là vào ngày thành thân của Ưng Thương, đến hôn lễ của hắn ta, đôi môi đỏ mọng của Tô Lăng Tuyết khẽ nhúc nhích, dáng vẻ khóc lóc thật khiến người ta đau lòng, hai người đi đi, con muốn nghỉ ngơi. Tô Trung Dương ngẩn ra, ngay lập tức trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Một là vì Tô Lăng Tuyết nói ra nơi Trần Bát Hoang có khả năng đi nhất. Hai là vì con gái đã tha thứ cho ông ta. Tiểu Tuyết, cảm ơn con. Tô Trung Dương dần An Như Nguyệt lui ra ngoài. Trong khuê phòng, chỉ còn lại Tô Lăng Tuyết. Trần Bát Hoang, không biết nói ra hành tung của anh là tốt hay xấu, nếu như anh thật sự đến nhà họ Ưng, vậy thì có thể giúp được anh. Mặc dù Tô Trung Dương nói với Tô Lăng Tuyết hành tung của Trần Đức rất quan trọng, cũng đảm bảo không phái chuyện xấu, nhưng vì chuyện Thái Thanh Thần Đan này quá mức cơ mật, nên ông ta cũng không nói ra nguyên nhân thật sự. Vì vậy, Tô Lăng Tuyết cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sở dĩ nói cho Tô Trung Dương, một mặt là cô ta tin tưởng bố mình, mặt khác cũng vì bố đã hứa về sau sẽ không can dự đến vấn đề tình cảm của cô ta nữa. Tối nay, Thành Đan đã định trước không yên bình. Luyện đan sư nòng cốt của Thành Đan đang tìm Trần Đức khắp nơi. Đáng tiếc, bọn họ cũng không phát hiện ra bất kỳ tung tích. Gì? Biết được Trần Đức có thể sẽ đi đến nhà họ Ưng, Thành Đan cũng đưa cho mấy binh sĩ hoàn thành bức họa của anh để cùng nhau tìm. Do chuyện này là cơ mật mức độ cao nên thực hiện rất thần bí, không có bất kỳ người ngoài nào biết được. Dù là Diệp Giao cũng không biết bố hắn đang tìm Trần Bát Hoang, lúc này hắn vẫn còn nhớ đến báo thù. Đáng tiếc, sau khi rời khỏi Thành Đan, Trần Bát Hoang giống như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất như vậy, không thể nào tìm được tung tích của anh. Liên tiếp hai ngày, bọn họ cũng không có một chút đầu mối nào. Thời gian Phó Vĩnh Sinh giao cho chỉ còn lại chưa đến một ngày, cuối cùng Đan Môn không dám tìm kiếm trong bí mật nữa, mà bọn họ đã khắc hình dáng của Trần Đức dán đầy trên trăm tòa thành Hoàng Đô để tìm tung tích của anh. Nhưng, vẫn không nói ra nguyên do cụ thể. Chỉ ban ra phần thưởng hậu hĩnh tìm kiếm Trần Bát Hoang. Thành Phụng Thiên. Thành này nằm trên dãy núi Bất Tử của Hoàng Đô, trên dãy núi tổng cộng có 9 thành trì, mà thành Phụng Thiên này là địa bàn gia chủ nhà họ Ưng ban tặng cho Ưng Thương. Thân là đứa con thứ 14 mà nhận được riêng một tòa thành trì, có thể tưởng tượng địa vị của Ưng Thương ở nhà họ Ưng cao đến thế nào. Bên trong thành trì, ngựa xe như nước, cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì hôn lễ của Ưng Thương, thành Phụng Thiên vốn yên tĩnh này đã có hơn 10 triệu võ giả tụ tập. Không một ngoại lệ, tất cả bọn họ đều đến tham gia hôn lễ nhà họ Ưng. Trên đường lớn, hai bóng dáng đang đi dạo phố dưới sự ủng hộ của hơn 10.000 người. Nơi bọn họ đi qua, đường phố liền bị phong cấm, dù là ai cũng chỉ có thể quan sát từ góc độ cực hạn, khá là bá đạo. Hai bóng dáng theo thứ tự là một nam một nữ, cô gái mặc váy trắng, cao quý ưu nhã. Vóc dáng lanh lẹ hoạt bát, thân hình chữ S dưới bộ đồ hiện ra vẻ sexy, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt, giống như tiên trên trời biến ảo xuất thần. Chỉ là ngũ quan của cô ta lại mang một loại ý lạnh đến từ tận xương tủy, khí chất lạnh lùng trời sinh, giống như băng lạnh vạn năm, cho người ta một loại cảm giác từ chối người khác cá ngàn dặm. Âu Dã Tư Linh. Cô ta chính là Âu Dã Tư Linh, nhân vật chính của buổi hôn lễ ngày mai. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, không nhìn ra buồn vui, bước từng bước không có mục đích.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc áo dài màu tím thuần, tóc đen xõa ngang vai, tay cầm quạt xếp, trông cực kỳ tuấn tú. Chỉ là, giữa hai lông mày, có một loại khí tức cao cao tại thượng và ngạo nghễ, khiến người ta không rét mà run. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều tràn đầy vẻ kính nể và sợ hãi. Hắn chính là Ưng Thương. 20 mấy tuổi đã có thực lực thần tôn cấp 36. Tư Linh, em không có gì muốn mua sao? Anh dẫn em đi ra ngoài là muốn để em mua chút đồ hôn lễ cần dùng. Em nhìn em xem, chỉ có dạo phố, vẻ mặt Ưng Thương tràn đầy tươi cười. Trước mặt chính là cửa hàng xa hoa bậc nhất thành Phụng Thiên, hay chúng ta vào xem thử? Không, tôi muốn đi dạo chút. Âu Dã Tư Linh lắc đầu, lời nói lạnh lùng không có chút tình cảm nào, giống như cái máy vậy. Trong mắt Ưng Thương lóe lên chút tia lạnh. Vẫn cứ lạnh lùng. Lớn đến vậy rồi vẫn chưa từng có người phụ nữ nào đối xử lạnh lùng với hắn như thế. Trong quá khứ, nào có người phụ nữ nào nhìn thấy hắn mà không bám lấy. Bây giờ, ha ha, chờ sau khi hôn lễ hoàn thành, để xem ông đầy làm gì em, Ưng Thương lạnh lùng, nhưng ngoài. Mặt vẫn là vẻ ôn hòa quan tâm, nếu đắp như vậy, chúng ta đi dạo một chút, anh đi cùng em. Âu Dã Tư Linh không nói gì thêm, cô ta đi từng bước một. Khoảng vài phút sau, đột nhiên, cô ta dừng bước, trong đôi mắt trong veo lóe lên kinh ngạc, vẻ khiếp sợ đã dày đặc. Cô ta nhìn chằm chằm vào một tờ giấy dán trên tường cách đó không xa. Trên giấy, là một người đàn ông. Người đàn ông đó vừa quen thuộc vừa xa lạ với cô ta, Trần Bát Hoang. Âu Dã Tư Linh thật sự không dám tin vào mắt mình, trong nháy mắt, thậm chí cô ta còn hoài nghi có phải là ảo giác hay không. Nhắm mắt lại mở mắt, bức vẽ kia vẫn treo ở đó. Trên giấy viết ba chữ lớn, Trần Bát Hoang. Ngay lập tức, Âu Dã Tư Linh luôn lạnh lùng kiên cường lúc này hốc mắt hơi ửng đỏ, hơi nước đảo qua lại trong đôi mắt trong veo. Tư Linh, em sao thế? Ưng Thương đã chú ý tới vẻ khác thường của Âu Dã Tư Linh, hắn nhướng mày nhìn theo ánh mắt của cô ta, sau khi thấy bức vẽ, hân hỏi, sao vậy Tư Linh? Em quen hắn à? Nơi sâu thẳm đáy mắt Ưng Thương có một chút ghen tị. Hắn đón Âu Dã Tư Linh từ Côn Luân Hư về lẩu như vậy, nhưng chưa từng thấy qua Âu Dã Tư Linh có bất kỳ làn sóng cảm xúc nào, dù là đối mặt với sinh tử, cô ta cũng rất bình tĩnh, lạnh lùng. Lúc này, nhìn thấy bức họa của người đàn ông, cô ta lại xuất hiện cảm xúc. Cảm xúc cực kỳ phức tạp. Ưng Thương rất ghen tị, lòng háo thắng cũng rất mạnh, vì vậy hắn có chút khó chịu. Không quen. Âu Dã Tư Linh đè nén cơn sóng trong lòng, cô ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo, thản nhiên xoay người rời đi. Cô ta không dám dừng lại quá lâu, lo lắng mình nhìn Trần Đức lâu quá sẽ không chịu được. Nếu như Ưng Thương biết chuyện giữa cô ta và Trần Bát Hoang, Trần Bát Hoang sẽ phải chết. Trải qua một khoảng thời gian, cô ta đã rất hiểu Vân Tiêu giới, nơi đây không giống như Côn Luân Hư, so với võ giả Côn Luân Hư còn không biết cao hơn bao nhiêu tầng. Võ giả đứng đầu Côn Luân Hư ở nơi này cùng lắm cũng chỉ có thể làm người hầu bưng trà rót nước, quét sân giặt quần áo. Cô ta không biết làm sao Trần Bát Hoang đến được đây, nhưng cô ta biết anh tuyệt đối không phải đối thủ của Ưng Thương. 100 hay 1000 Trần Bát Hoang cũng không địch lại với một Ưng Thương. Trần Bát Hoang mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh ở Côn Luân Hư, không phải sao. Cô ta không muốn Trần Đức xảy ra chuyện. Cô ta làm tất cả những điều này không chỉ là vì bảo vệ Ưng Thanh Vũ, đồng thời cũng là vì bảo vệ Côn Luân Hư, bảo vệ Vô Song Môn, bảo vệ vị hôn phu của mình Trần Bát Hoang. Ồ, không quen, vậy thì tốt, ngoài mặt Ưng Thương cười. Nhưng trong lòng lại có chút không tin tưởng, hắn cố tình lẩm bẩm, anh nghĩ thằng nhãi kia nhất định là tội phạm quan trọng nào đó Hoàng Thành đang truy nã, anh lớn đến vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cả Hoàng Thành truy nã hắn, cũng không biết là người ra sao. Lúc nói chuyện, Ưng Thương tỉ mỉ quan sát Âu Dã Tư Linh, phát hiện Âu Dã Tư Linh không có bất kỳ khác thường, giống như tất cả những gì hắn nói đều không liên quan đến mình. Chẳng lẽ là nhìn lầm? Ưng Thương nghi ngờ. Nhưng cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này ở đây nữa. Lúc mới đầu Âu Dã Tư Linh đã không muốn đi dạo phố với Ưng Thương, 7 giờ, sau khi nhìn thấy bức họa của Trần Đức thì càng không có tâm tư đi dạo tiếp được nữa, 10 phút sau, hai người quay về phủ. Nhà họ Ưng, Ưng Thương và Âu Dã Tư Linh tách ra, quay về. Chỗ tu luyện của mình,
nhưng trước cửa lại có một bóng dáng đang nóng lòng chờ đợi. Là Ứng Thiên Hà. Ứng Thiên Hà, sao anh lại ở đây? Nơi này là chỗ cho anh tới à? Ứng Thiên Hà là anh họ của Ứng Thương, nhưng hắn vẫn liên tục gọi tên Húy, cũng không có bao nhiêu tôn kính, ngược lại thì có vài phần khinh bỉ khó chịu. Không có gì khác. Ứng Thiên Hà thân là con nhà họ Ứng, nhưng quả thực quá rác rưởi, thực lực chỉ luôn quanh quẩn ở thông thần cửu trọng. Trong số con cái nhà họ Ứng, trừ Ứng Thanh Vũ tương đối đặc biệt ra thì đến hắn ta cảnh giới thấp nhất, là phế vật xếp hạng chót được công nhận trong thế hệ trẻ nòng cốt nhà họ Ứng. Chỗ tu luyện há cho phép loại rác rưởi này tới đây. Ứng Thương, tôi qua nói với cậu một chuyện, đối với khó chịu của Ứng Thương, Ứng Thiên Hà cũng không có gì ác cảm, ngược lại lóe lên vẻ lấy lòng, nịnh hót. Chuyện gì, nói mau, xong thì cút. Ứng Thương cảm thấy Ứng Thiên Hà như kỳ đà cản mũi, không thèm nhìn thẳng vào hắn ta. Hôm nay cậu có nhìn thấy lệnh tìm người được dán trong thành Phụng Thiên không? Ứng Thiên Hà hỏi. Ứng Thương không đáp. Rất mất kiên nhẫn. Hoàn toàn là dáng vẻ có chuyên thì nói, không có thì cút. Ha ha, Ứng Thiên Hà ngượng ngùng cười một tiếp, chỉ đành tiếp tục nói, tôi quen người trong bức họa kia, hắn tên Trần Bát Hoang, Ứng Thanh Vũ cũng chỉ vì hắn mà tháo gỡ phong ấn trong cơ thể trước thời hạn, Âu Dã Tư Linh là vị hôn thê của hắn. Vậy sao? Sắc mặt Ứng Thương dần trở nên u ám, cay, độc, con đàn bà chết tiệt, hôm nay lại nói không quen biết. Ha ha, hóa ra là người tình cũ. Tôi biết rồi, anh cút đi. Ứng Thương lạnh lùng liếc nhìn Ứng Thiên Hà, từ trên người mò ra một túi đựng đồ, ném cho Ứng Thiên Hà giống như thưởng cho chó. Bên trong túi đựng đồ là 1.000 cân tử linh thạch. Ứng Thiên Hà sung sướng cầm tử linh thạch rồi rời khỏi nơi này. Tiến vào phòng tu luyện, Ứng Thiên Hà đột nhiên nói với không khí cạnh mình, Ứng Sát, ông biết nên làm thế nào rồi đấy. Dạ, thưa cậu. Bên cạnh Ứng Thiên, một người đàn ông trung niên lặng lẽ hiện lên, quỳ xuống trước mặt hắn, tôi sẽ tìm thấy hắn, bóp chết hắn. Nói xong, người đàn ông trung niên biến mất nhẹ nhàng không tiếng động. Ứng Thương thì đóng cửa lởn, bật đầu tu luyện. Còn Trần Bát Hoang, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Thứ nhất, hôn lễ sắp tới rồi, đến lúc đó 120 triệu người tới dự, hôn lễ của Ứng Thương hắn ai dám động chứ? Chỉ dựa vào một con kiến hôi của Côn Luân Hư, dù là vị hôn phu của Âu Dỗ Tư Linh thì sao chứ? Thứ hai, hắn tin tưởng năng lực làm việc của thuộc hạ mình, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột, hoàng thành không tìm được người, thuộc hạ của hắn thân là sát thủ chuyên nghiệp, tất nhiên có thể tìm thấy và giết được cái đó. Một võ giả Côn Luân Hư, hắn thật sự không coi đó là một mối uy hiếp. Tại một huyệt động dã thú bên trong dãy núi Bất Tử, lúc này đang có từng tia sóng quỷ dị, sóng này giống như một luồng gió xoáy vô hình, thu thập và hội tụ khí tức trong chu vi 200-300 mét. Bên trong huyệt động là một thanh niên mặt như đao tước, ánh mắt ác liệt, tóc cắt húi cua. Chính là Trần Đức, người mà Hoàng Thành Vô Cương đang dốc kiệt sức tìm kiếm. Anh ở đây đã 2 ngày. Trong 2 ngày nay, anh vẫn luôn tu luyện, đột phá, trở nên hùng mạnh. Chỉ cách thông thần một khoảng rất nhỏ, Trần Đức phải tốn hơn 20 gốc thiên tài địa bảo của Cấn Sơn mới có thể khiến cho bình cảnh lơi lỏng bớt. Quá khó khăn. Anh cảm thấy bản thân mình đột phá lên thông thần khó khăn hơn người khác đột phá rất nhiều. Không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Khoảnh khắc đó, khí tức của Trần Đức lại bỗng nhiên bay vọt lên trời. Một phần, gấp đôi, gấp 10, gấp 50 lần, 100 lần. Khoảnh khắc anh đột phá, thần thức bên trong thức hải tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như động không đáy điên cuồng hút linh khí xung quanh. Bên cạnh Trần Đức là khoáng 10 đống đá thông linh, tử linh thạch, chúng đã khô cạn chỉ trong nháy mắt, biến thành những tảng đá bình thường. Lấy anh làm tạm điểm, không gian xung quanh với bán kính 800 mét bỗng chốc không còn chút linh khí nào. Không gian ngoài bán kính 800 mét cũng có lượng linh khí rất loãng, còn loãng hơn bình thường gấp 100 lần. Chỉ vì Trần Đức đã tiêu hao một lượng quá lớn, nhu cầu quá cao. Thức hải của anh, thần thức của anh như hố đen không cách nào lấp đầy, điên cuồng hút lấy linh khí. Này nhóc, dồn thêm sức vào, có thể hấp thu bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, bên trong thức hải, Linh Lung trông thấy cảnh tượng đó thì hết sức rung động. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô ta trông thấy có người hấp thu được nhiều linh khí như thế ở cánh giới. Thông thần nhất trọng,
Rốt cuộc Trần Bát Hoang này yêu nghiệt đến mức nào? Khoảng 4-5 canh giờ sau, sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống thì tốc độ cắn nuốt linh khí mới dần chậm lại, hơn một canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng nó cũng dừng hẳn. Thông thần nhất trọng. Bấy giờ, cuối cùng Trần Đức cũng đã đạt tới thông thần nhất trọng. Thực sự đạt được cảnh giới thông thần, Trần Đức mới hiểu ra sự chênh lệch của thông thần và thiên tôn xa đến mức nào. Trước đó, khi anh ở thiên tôn cửu trọng thì đã có thể thoải mái đối chiến với một thông thần đính phong rồi, thậm chí, nếu có thêm cả cửu trọng cực ảnh, anh tin chắc rằng mình có thể ganh đua cao thấp với võ giả thần tôn cửu giai. Bây giờ thì sao? Thực lực của anh so với bản thân anh trước đó phải nói là mạnh hơn gấp trăm lần. Nói cách khác, 100 anh ngày trước cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh bấy giờ. Thảo nào khi mình ở cảnh giới thiên tôn đỉnh phong đánh bại một võ giả thông thần lại khiến bọn họ kinh ngạc đến thế. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào như biển trong người, Trần Đức mới chợt hiểu ra. Trước kia dùng hết sức, cộng thêm cửu trọng cực ảnh mới có thể đánh ra 2-3 triệu sức mạnh long tượng. Nay, e là anh chỉ cần thoải mái vung lên, cũng đã tung ra được sức mạnh hơn thế, nếu dồn hết toàn lực, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt tới 100 triệu sức mạnh long tượng. Đó là khái niệm thế nào? Nếu như anh đánh với ỷ quan Vân Dương, một ngón tay, thôi cũng đủ để nghiền nát ông ta thành bột phấn. Phù, sướng. Cả người Trần Đức nhẹ nhàng khoan khoái, anh vô cùng hài lòng với sự đột phá này, đôi mắt lóe lên tia sáng rực rỡ, ngày mai chính là hôn lễ của Ứng Thương, mình. Nhất định phải dần cô ấy cùng Thanh Vũ rời khỏi nhà họ Ưng. Chẳng những có được sức mạnh siêu phàm. Trong tay Trần Đức còn có những quân bài tẩy, có được số quân bài tẩy đó, dù có đối mặt cá nhà họ Ưng thì anh cũng không hề chùn bước. Đùng! Đột nhiên! Bên ngoài hang động, bầu trời tối đen như mực bỗng nhiên có tiếng sấm sét ầm ầm nổ vang, tia chớp từ trên trời giáng xuống, hang động Trần Đức đang nấp lập tức nổ mạnh, khói bốc cuồn cuộn. Cùng lúc đó, nguy hiểm chợt ập đến, trong làn bụi mù, Trần Đức nhanh chóng né đi như một cơn gió. Khi anh vừa tránh đi thì nơi anh đứng lúc nãy đã xuất hiện. Một thanh đao chợt lóe lên thứ ánh sáng của kim loại đâm tới. Một vết rách vừa dài vừa hẹp màu đen bị xé ra, thanh đao đó đã chia không gian thành hai nửa. Đằng sau thanh đao đó chính là sát thủ đi theo Ưng Thương, Ưng Sát. Cái gì? Ý thức được mình không hề tổn thương được mục tiêu, trên mặt Ưng Sát xuất hiện vẻ kinh ngạc, cùng lúc đó, gã lại trốn vào khe hở không gian, biến mất một lần nữa. Trần Bát Hoang, cậu cũng khá là may mắn đấy, cùng lúc đó, trong lớp bụi mù là giọng nói phát ra từ bốn phương tám hướng. Có thể tránh né được một đao của Ưng Sát này, không giống một người đến từ Côn Luân hư lắm. Thuật ẩn nấp trong không gian ư. Bụi mù đã tan đi, Trần Đức nhìn vào vị trí người đó vừa biến mất, khóe miệng nhếch lên một độ cong mờ ảo, anh đứng đó, vẻ mặt không hề thay đổi, hệt như một bức tượng gỗ được chạm trổ đứng yên đó. Trần Bát Hoang. Có thể thoát được lần thứ nhất, không biết cậu có thể thoát thêm lần thứ hai hay không, giữa hư không, Ưng Sát cười lạnh, giọng nói đầy khát máu. Lời gã phát ra từ bốn phương tám hướng. Nếu muốn lần theo giọng nói, hoàn toàn không thể xác định được gã rốt cuộc đang ở nơi nào. Ha ha, Trần Bát Hoang, cậu chủ bảo tôi đến giết cậu, đúng là dùng dao mấu châu đế giết gà mà. Loại rác rưởi như cậu, có thể chết dưới đao của tôi lè may mắn cả đời của cậu. Đao trong tay tôi từng giết 1983 người, cậu là kẻ thấp hèn nhất trong số đó. Trong không giam, Ưng Sát không vội vã ra tay mà cố tình tạo ra chút động tính, trêu đùa, hù dọa Trần Đức. Khi thì ở phía trước, lúc lại ở phía sau, khi thì bên trái, lúc thì bẽn phải, ba qua bay lại, khiến con người ta không thể đoán được vị trí cố gã. Trần Đức vẫn đứng yên bất động, như một gốc cây già cắm rễ sâu xuống đất, không thể lung lay. Khoảng vài phút sau, đột nhiên, Trần Đức di chuyển. Cái loại thuật ẩn nấp thấp kém này của anh mà cũng dám khoe khoang trước mặt Trần Bát Hoang này ư. Trần Đức hừ lạnh, trước khi ra tay anh không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào, vừa trở tay thì kiếm long ngâm đã đột ngột đánh về phía không gian cách đó 3 mét. Gào! Kiếm long ngâm xuất hiện như rồng xuất thế, tiếng gầm vang vọng cả núi rừng. Sau 1/10.000 giây, mũi kiếm trực tiếp đâm vào không gian. Ngay sau đó, phụt, cùng với thứ âm thanh là lạ, không gian đó bỗng nhiên đỏ bừng lên, ngay sau đó, bóng dáng Ưng Sát ngã nhào từ trong hư không ra ngoài. Trái tim gã đã xuất hiện,
Một lỗ thủng đầy máu. Kiếm long ngâm, trực tiếp xuyên thủng qua tim gã, xuyên thấu. Nhưng, Ưng Sát không chết, vẫn còn sống. Đến cảnh giới của gã, dù tim bị tổn thương thì cũng sẽ không chết. Chỉ là, thật ra một kiếm của Trần Đức không chỉ tổn thương trái tim gã đơn giản như thế, thứ linh khí dày đặc, điên cuồng đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể gã, thổi quét, phá hủy hơn mấy trăm đến cả ngàn dây thần kinh, kinh mạch của gã. Phụt, kiếm long ngâm được rút ra, biến mất. Ưng Sát quỳ dưới mặt đất, vẻ mặt chấn động và hoàn toàn không thể tin nổi. Thuật ẩn nấp của gã có thể nói là cực kỳ bá đạo, một khi gã trốn đi thì dù có là cao thủ như Ưng Thương cũng chưa chắc đã tìm thấy. Trần Bát Hoang đã phát hiện ra gã như thế nào? Tên đó, không phải chỉ là cánh giới thông thần thôi sao? Ưng Sát không thể hiểu nổi. Thuật ẩn nấp của anh quá yếu, như có thể đọc được suy nghĩ của gã, anh không lạnh không nhạt nói, che giấu hơi thở không đủ tốt. So với thuật ẩn thân của Hồng Y, cách ẩn nấp của Ưng Sát có thể nói là quá yếu kém. Một khi Hồng Y ẩn thân, thì cả người và hơi thở đều biến mất hết. Nếu không có đôi mắt thấu thị, Trần Đức tuyệt đối không thể tìm được cô ta. Mà cách ẩn nấp của gã trước mặt anh quả thật rất bình thường. Trần Đức nhắm mắt cũng có thể tìm thấy. Cách ẩn nấp tầm thường này, trốn vào trong không gian, cả anh cũng làm được. Nhưng nếu như dùng cách ẩn nấp này với những cao thủ thật sự thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Mồ hôi lạnh của Ưng Sát rơi từng giọt tí tách, sắc mặt gã tái nhợt. Cậu không thể giết tôi, nếu tỏi chết, cậu chủ sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu, cậu ấy sẽ khiến cậu tan xương nát thịt, sống không bằng chết. Trần Đức kinh ngạc. Anh còn chưa hỏi gì mà sao đối phương lại khai hết lai lịch của mình ra thế. Sát thủ thế này, đây là lần đầu tiên anh gặp được. Bỗng nhiên, anh hỏi. Cậu Ưng nào? Con trai thứ 14 của nhà họ Ưng, cậu Ưng, tôi là một trong những cận vệ của cậu ấy, trong tình huống sống còn, Ưng Sát sợ hãi, phải khai thật thân phận của mình. Ưng Thương. Trần Đức giật mình, sau đó anh chìm vào dòng suy nghĩ. Ưng Thương lại chủ động tìm tới cửa ư. Nói cách khác, Ưng Thương đã biết đến sự tồn tại của anh. Chuyện này, nằm ngoài dự tính của anh. Sao, sợ rồi hả? Ưng Sát tưởng Trần Đức sợ nên cười lạnh. Trần Bát Hoang, cậu Ưng đang tìm cậu ấy báo tôi đến đây để tóm cậu về, tốt nhất cậu nên theo tôi về ngay bây giờ, có lẽ cậu chủ có thể tha cho cậu một mạng. Nếu giết tôi, cậu sẽ... Bù! Ưng Sát còn chưa nói hết lời, luồng gió cực mạnh đã xuất hiện, Trần Đức chém ra một kiếm. Phụt! Cột máu chợt bắn ra. Trong phút chốc, đầu Ưng Sát đã rơi xuống. Rời khỏi cơ thể. Giết anh, thì sao chứ? Ngu ngốc! Trần Đức cất long ngâm đi, từ đầu đến cuối vẫn không chớp mắt lấy một lần. Ngay sau đó, anh lại tiếp tục tu luyện trong núi, củng cố cánh giới, đồng thời liên lạc bàn bạc với Linh Lung về những quân bài tẩy của mình. Ngày mai, anh phải đón cả Thanh Vũ và Âu Dã Tư Linh về. Phải, dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng. Thành Phụng Thiên, hôm nay mọi thứ bỗng chốc trở nên náo nhiệt không sao tả nổi, ồn ào và huyên náo. Ngã tư đường tấp nập người qua lại, ai cũng cưỡi các loại linh thú, tiến vào trong thành. Bốn phương tám hương răng đèn kết hoa, khung cảnh đầy vui vẻ, trước cung điện Ưng Thương, khách khứa nối dài không dứt. Tông chủ Hạo Thiên Tông đến chúc mừng cậu Ưng, tặng một cỏ linh chi 3.000 năm. Cung chủ Thái Dương Cung đến, tặng linh khí, một thanh kiếm băng tâm. Môn chủ Thiên Địa Môn tặng cậu Ưng 10 viên đan dược huyền giai cao cấp. Chúc cậu và vợ sớm sinh quý tử. Hơn trăm người hầu đứng ngoài cửa, liên tục báo tên khách đến, trước cửa, người hầu nhà họ Ưng đang bận rộn mời khách quý vào trong. Ưng Phủ, là phủ đệ lớn nhất thành Phụng Thiên. Ưng Phủ chiếm đảo đó một nửa thành Phụng Thiên, bên trong lại càng mênh mông không sao tả được, quảng trường siêu rộng, dõi mắt không tìm thấy điếm cuối, đủ để chứa hết 500.000 người cùng lúc. Hết tông môn này đến các thế lực và gia tộc khác đến nhà họ Ưng. Chúc mừng cho Ưng Thương. Trong đó, có rất nhiều thế lực nhị phẩm, tam phẩm siêu mạnh. Trong Ưng Phủ, tất cả mọi người đều di chuyến, ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị chờ hôn lễ bắt đầu. Theo nguyên tắc và tập tục của Vân Tiêu giới từ xưa đến nay, những tiết mục góp vui trợ hứng sẽ diễn ra trước khi hôn lễ bắt đầu, vì thế, giữa quảng trường rộng lớn là một đài luận võ hơn mấy triệu mét vuông, phủ kín trận văn, huyền quang sáng lấp lánh.
Nói là đài luận võ nhưng trên thực tế, đó là một mảnh núi rừng hoang sơ được cải tạo, nham thạch khắp nơi. Trước mặt đài luận võ là những chiếc ghế ngồi, người ngồi chính giữa, có vị trí tốt nhất chính là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay, Ưng Thương. Thắt lưng Ưng Thương thẳng tắp, vẻ mặt hết sức thoải mái, ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, bên cạnh hắn chính là một số nhân vật lớn, chẳng hạn như thế lực trung tâm của thế lực nhất phẩm, nhị phẩm, hoặc là đệ tử thân truyền. Đều là một thế hệ trẻ. Nhưng, thực lực của bọn họ cũng không thua kém Ưng Thương là mấy, đều từ thần tôn trở lên. Hai bên trái phải Ưng Thương là hai nhân vật rất lớn, dù là Ưng Thương đối mặt với bọn họ cũng cực kỳ kính sợ, hết sức khách sáo. Bọn họ là hai người khá lớn tuổi. Đến từ Tái Hải, một đảo nhỏ ở nước ngoài, bộ tộc thứ 5 trong 4 gia tộc lớn, bộ tộc Đại Vũ. Dù bọn họ chỉ là người hầu, nhưng thân phận cũng cao hơn những đệ tử thân truyền hay nhàn vật quan trọng của các thế lực nhất phẩm, nhị phẩm rồi. Hai người họ ngồi đó, không nói lời nào, hệt như một vị khách qua đường, thản nhiên thưởng thức trà, chờ đợi, hoàn toàn không tham gia vào cuộc bàn tán xung quanh, càng không có người nào dám chủ động quấy rầy bọn họ. Xa hơn một chút, đó là 30 mấy vợ lớn, vợ bé của Ưng Thương, có thể nói là ai cũng tuyệt sắc, xinh đẹp, ăn mặc rực rỡ. Nhưng so sánh mấy cô gái đó với Âu Dã Tư Linh, có thể nói chỉ là một đống rong chi tục phấn, không có gương mặt xinh đẹp, không có chút khí chất nào, một đám phụ nữ cưới về chỉ để liên hôn, mặt mũi hết sức bình thường. Nhưng, Âu Dã Tư Linh vẫn chưa xuất hiện. Là cô dâu của buổi tiệc này, cô ta phải chờ đến khi hôn lễ bắt đầu mới xuất hiện, bấy giờ vẫn còn. Đang bận chuẩn bị, trang điểm này nọ. Xa hơn nữa chính là một số thế lực tam phẩm. Từ hạng nhất đến hạng 18, trong Bắc Hoang, có tổng cộng hơn 260.000 thế lực tam phẩm, cộng số đệ tử lại thì ít nhất là vài trăm ngàn người, chắc phải có đến mấy trăm ngàn người tham dự hôn lễ này. Quay đầu nhìn lại, đầu người nhiều như biến đang nhấp nhô lên xuống. Cả quảng trường nhà họ Ưng, diện tích đó còn lớn hơn cả một thành phố ở Hoa Hạ, địa cầu. Trong đó, bốn người Trịnh Lâm Phong gần như là những người ở tít dưới chót. Có thể nói đây là lần đầu tiên trông thấy biến người như thế, nên cứ dõi mắt quan sát xung quanh, khiếp sợ không nói nên lời. Với Vân Tiêu Giới mà nói, những người này cũng không phải là gì to tát, tuy hôn lễ của Ưng Thương được tổ chức rất lớn, nhưng cũng chỉ có phần lớn người bậc trung tham gia mà thôi, Trịnh Lâm Phong thấy Đoạn Nguyên như thế thì hiền lành cười nói. Sau này ở Vân Tiêu Giới lâu rồi cậu cũng sẽ thấy được những sự kiện lớn hơn nữa, năm đó khi Long Đế của Cổ Quốc Vô Cương đăng cơ. Hàng tỷ người tập trung về Hoàng Đô, đó mới là sự kiện lớn. Hàng tỷ người, Đoạn Nguyên trợn trừng hai mắt, không dám tưởng tượng, trăm ngàn người tập trung ở đây đã biến nó thành biến người rồi, hàng tỷ võ giả tụ tập lại, đó sẽ là cái biến lớn thế nào nữa, chắc là đại dương rồi nhỉ. Không sai, trước đó tôi từng nói với các cậu rồi, đến Vân Tiêu Giới thì phải nhìn mọi thứ theo góc nhìn của người Vân Tiêu Giới, Trịnh Lâm Phong cười nói. Trưởng lão! Sao lại không thấy tông chủ đâu vậy, Diệp Vô Song hỏi. Hiện tại, Trịnh Lâm Phong không còn là tông chủ nên ba người họ gọi ông ta là trưởng lão. Chắc vẫn còn chưa tới, khi nào cậu ấy đến, sẽ có người dẫn cậu ấy vào đây, Trịnh Lâm Phong nói, chúng ta chờ một lát là được. Diệp Vô Song gật đầu, lâu rồi không gặp Trần Đức, hình như cô ta. Có chút nhớ nhung. Trưởng lão, luận võ lần này, ba người chúng ta có thể làm được không? Lưu Tuấn Hiền hơi lo lắng, tông chủ chưa tới, Trịnh Lâm Phong đã sắp xếp cho ba người bọn họ thành người thay thế cho luận võ. Đúng là ở Lưỡng Nghi Tông thì sức mạnh của họ không tệ, là người đứng đầu trong số những người đứng đầu. Nhưng ở đây, có thể nói là ở tít dưới chót. Nơi này, có rất nhiều những người cùng tuổi bọn họ đã lên tới ổ cảnh giới thông thần, mạnh hơn nữa là thông thần, thất hoặc bát trọng, thông thần đỉnh phong. Lên thêm chút nữa. Thế hệ trẻ của các thế lực nhất phẩm, nhị phẩm đã là thần tôn rồi. Bọn họ đánh thế nào được? Yên tâm, Trịnh Lâm Phong nói, những người thật sự đủ mạnh sẽ không lên đó tỉ thí, người lên đó đều là thông thần, thế hệ trẻ của thế lực nhất phẩm, nhị phẩm có thân phận cao quý, chỉ đứng xem cuộc vui, không ra tay đâu. Nhớ, sau khi lên đài, nếu không đánh lại thì lập tức xuống đài, thua trong tay họ không hề mất mặt, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chưa chắc chúng ta đã thua họ. Với điểm này, Trịnh Lâm Phong rất tự tin, nhất là với Đoạn Nguyên cỏ huyết mạch Lưỡng Nghi. Cùng lúc đó, Tô Lăng Tuyết ngồi ở hàng thứ 5, thứ 6 gì đó cũng đang lo lắng chờ đợi.
cô ta thật sự rất sợ Trần Đức sẽ đến nơi này. Nếu anh dám một mình đến đây thì có khác gì đến chịu chết đâu. Trong biến người, luyện đan sư đến từ Đan Thành cũng đang tìm kiếm bóng dáng Trần Đức. 600-700 ngàn người, đứng trên đài luận võ rộng lớn cũng không hề chật chội một chút nào. Tiếng trống đã dứt. Giây tiếp theo. Không cần bất kỳ kẻ nào ra lệnh, trên núi cao, đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng. Dù là người dẫn chương trình cũng bị đánh rơi xuống khỏi đài trong giây lát, bị thương rất nặng. Giết! Nhất định phải thắng trận đấu, để cậu ưng. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Một vài thế lực một lòng muốn lấy lòng nhà họ ưng, lấy lòng ưng thương, trong khoảng thời gian ngân đã có 2-3 ngàn người chết ngay tại chỗ. Có vài người vừa mới bước lên đã giả vờ thất bại, rời xuống dưới. Chưa đến 3 phút, đã có 200-300 ngàn người bị loại, hơn 100 ngàn người chết. Hay! Đánh đánh! Giết! Tiếng gào thét vang vọng, như đang quay cuồng, rít gào trong biển rộng. Tuy rằng, hôm nay chỉ là một hồn lễ, nhưng chẳng ai nghĩ rằng có người chết là không ổn, chẳng những không có gì bất ổn, mà đó còn là cách sung hí. Người chết càng nhiều càng tốt, càng phấn khích, càng thú vị. Đây là Vân Tiêu giới, nơi mạng người như cỏ rác. Kẻ nào yếu thì đáng chết, đó là chân lý vĩnh hằng. Một số người lẻn sau, vừa lên đã muốn xuống nhưng hoàn toàn không kịp, một số tông môn cấp thấp đã bị liên minh tông môn cấp cao giết chết trong nháy mắt. Trên đài luận võ, số người tan thành hư vô liên tục tăng, máu, thịt, cảnh tướng hết sức máu me, khủng bố. Suy đi tính lại, cảnh tượng sau khi Kình Thiên Tông ra tay với Lưỡng Nghi Tông cũng chẳng có gì đáng kế, tiếng kêu giết trên đài rung trời, điên cuồng gào thét nhưng rồng như hổ, chân trời chìm trong một màu mây đen. Xa xa cách đài luận võ vài cây số, những người ngồi hàng đầu, thế hệ trẻ của các thế lực nhị phẩm, tam phẩm và ưng thương đang cực kỳ hài lòng với trận luận võ trước mặt. Cứ như thế đó không phải là trận chiến sống còn gì, mà chỉ là một bộ phim đang xem, thoải mái nhàn nhã, chẳng hề có cảm giác tội lỗi nào. Thậm chí, bọn họ vẫn còn đang thưởng thức một số. Người có biểu hiện khá tốt. Chém giết lần này quá dữ dội, chúng ta mau xuống đài đi. Sư tỷ cảm thấy thế nào? Lưu Tuấn Hiền sợ hãi trước trận chiến, mặt như vừa được sơn tráng, chẳng có chút màu máu nào. Diệp Vô Song, Đoạn Nguyên cũng không khá hơn chút nào, bọn họ có bao giờ gặp phải chuyện thế này đâu. Trong biến người, ba người họ như mảnh lục bình trôi giạt, nhiều lần cận kề cái chết. Tôi đồng ý, Diệp Vô Song gật đầu. Không sai, chúng ta mau rời đi thôi, hồn Đoạn Nguyên đã lìa khỏi xác, đầu óc chỉ còn một mảnh mơ hồ, dây thần kinh trong đầu sập đứt. Diệp Vô Song và Lưu Tuấn Hiền chưa từng gặp phải tình huống này, anh ta lại càng không gặp. Trước đó, anh ta chưa từng hôn chiến với mấy trăm ngàn người bao giờ, thậm chí là hỗn chiến với mấy ngàn, mấy chục ngàn người cũng chẳng mấy khi thấy. Bây giờ, anh ta chỉ muốn mau chóng rời đi. Ba người cùng nhất trí với nhau, họ vừa chiến vừa lui, lùi ra sát mép đài luận võ. Đi, đi đến sát mép đài, ba người liếc nhìn nhau. Bây giờ, tung người nhảy xuống là sẽ lập tức thoát ra ngoài. Nhưng, khi bọn họ đang muốn thoát ra, thì một luồng sáng đã đột nhiên chặn ngang trước mặt họ, như vách tường vô hình ngăn ba người họ lại. Ba người chúng mày muốn trốn, tao cho phép chưa? Cùng giây đó, một giọng nói lạnh lẽo truyền tới, ba bóng người từ trên trời rơi xuống, chặn trước mặt bọn họ. Lăng Không, nhìn thấy người đến, ba người Đoạn Nguyên kinh hãi. Người tới, chính là Lăng Không. Bên trái bên phải hắn lần lượt là Du Kiệt và Hồng Lõi, hai tên đệ tử nòng cốt của Tiêu Lôi Môn. Cánh giới của hai người đều ở thông thần thất trọng bát trọng, cực kỳ mạnh mẽ. Vẻ mặt ba người Đoạn Nguyên khó coi như chết, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi kinh hoàng. Lúc ở Thánh Khư, Lăng Không muốn giết bọn họ. Lần này Han lại xuất hiện, còn dẫn theo hai tên cường giả thông thần nữa, ba người bọn họ làm sao có thể địch được. Trong ba người đến từ Tiêu Lôi Môn, mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng hai người vẫn do hắn dẫn. Đầu, chỉ vì thiên phú hẳn rất mạnh. Một khoảng thời gian nữa thôi có thể sẽ vượt qua hai người Du Kiệt và Hồng Lôi. Ba con kiến hồi chúng mày, tao không cho phép thì chúng mày không được phép chạy thoát, bắt đầu từ bây giờ chúng mày đi theo tao. Lăng Không quét mắt nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Lăng Không, rốt cuộc mày muốn làm gì? Đoạn Nguyên hỏi. Đương nhiên là muốn chúng mày chết. Lăng Không cũng không hề che giấu dụng ý của mình,
nhưng cứ để chúng mày chết như vậy thì quá lợi cho chúng mày rồi. Bây giờ người quá đông, dù chúng mày chết cũng không ai chú ý đâu. Tao chuẩn bị đưa chúng mày vào danh sách top 100, đến lúc đó sẽ từ từ hành hạ chúng mày. Lăng Không, mày thật vô liêm sỉ, đôi lòng mày thanh tú của Diệp Vô Song nhíu chặt, ngực phập phồng, mang theo một loại phong vị khác. Vậy sao, tao không chỉ vô liêm sỉ, mà còn rất háo sắc, nếu mày chọc vào tao, tao sẽ cưỡng bức mày ngú với tao trước mặt mười mấy triệu người. Mày tin không, Lăng Không giễu cợt nói. Sắc mặt Diệp Vô Song cứng lại, không dám nói nửa câu. Ở nơi này, với sự vô liêm sỉ của Lăng Không, hắn thật sự có thể làm ra được chuyện này. Đột nhiên, có ba người đánh về phía bên này, thực lực ba người rất mạnh, đều là cảnh giới thông thần, bọn họ chọn Lăng Không yếu nhất, ra tay với hắn. Con kiến hôi mà cũng dám đến khiêu khích Tiêu Lôi Môn, Du Kiệt cười ha ha một tiếng, đánh một quyền ra. Ba người, chết, hoàn toàn chết hắn, không một chút dãy giụa. Một quyền nhỏ nhoi dưới sự duy tiêu của võ kỹ, công kích bừa bãi, ba tên cường giả cảnh giới thông thần bị đánh thành thịt nát ngay tại chỗ. Ba người Đoạn Nguyên cực kỳ kinh hãi, một tên. Du Kiệt kinh khủng như vậy, nếu như có thêm một người khác. Da đầu bọn họ tê dại. Thật sự không dám có một cử động nhỏ nào. Nếu chọc giận Lăng Không, ba người bọn họ sẽ chết ngay tại chỗ. Sao hả? Lăng Không cười lạnh nói, chúng mày lựa chọn theo tao hay không theo? Đi, Đoạn Nguyện cắn răng, mặc dù không chịu, nhưng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Kéo dài thêm một chút còn có đường sống quay về, nếu cứ chết như vậy, bọn họ một chút cơ hội cũng chẳng còn. Được, thông minh, Lăng Không lạnh lùng cười ha ha, đương nhiên hẳn biết suy nghĩ của Đoạn Nguyên, nhưng cũng không hề lo lắng chút nào. Ba người Đoạn Nguyên so với con kiến hôi thì còn hơn cả kiến hôi. Dù có cho bọn họ thời gian, bọn họ có thể vượt qua đợt sóng này thế nào? Trên sân đấu võ núi hoang, đấu võ vẫn đang tiếp tục, các loại võ kỹ liên tiếp xuất hiện, không gian hết lần này đến lần khác nổ tung, chấn động từng trận. Liên tục có người chết và bị đào thái, ban đầu có vài tông môn còn hình thành liên minh, khi chỉ còn lại rất ít người, những liên minh này cũng bắt đầu tan rã. Mười mấy phút trôi qua, phần lớn còn sót lại đều là thế lực tam phẩm hạng nhất. Những người này thân là đứng đầu trong thế lực tam phẩm, quá thực rất mạnh, các loại đan dược, trục cuốn, trận văn, võ kỹ liên tiếp xuất hiện. Có lúc, một chiêu võ kỹ có thể đẩy hơn ngàn người ra võ đài, một tấm trục cuốn có thể khiến hơn 10.000 người bị dọa đến mức nhận thua ngay tại chỗ. 6 chảm 7 chảm ngàn người tự mình chiến đấu, cũng không kéo dài được bao lâu. Chưa đến một giờ, trên sân đấu võ vô biên vô tận chí còn lại 100 mấy chục người. Trong đó, nhóm thế lực Tiêu Lôi Môn, Nguyên Dương Cốc, Thông Thiên Tông, Phong Nhãn Cung, tất cả đều là thực lực tam phẩm hạng nhất. Trong đó, người mạnh nhất là Thánh Tử Quản Thiên Túy của Phong Nhãn Cung, hắn đã đến thần tôn bậc 1. Sau đó chính là những cường giả cảnh giới thông thần Du Kiệt và Hồng Lối, cảnh giới thiên tôn cũng không nhiều, chỉ có chừng 10 người. Người yếu nhất đương nhiên là ba người Đoạn Nguyên. Có thể đi vào vòng thứ 2, chỉ có 100 người. Nhưng, lúc này trong sân còn có 113 người. 113 người này ngoại trừ 3 người Đoạn Nguyên, gần như đều là lực lượng tương đương. Cho nên, đầu tiên, ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý đến 3 người Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, ánh mắt ấy sáng rực, sát ý dạo rực. Trước mắt đào thải 3 người bọn họ đơn giản và dễ dàng nhất. 10 người còn lại đào thải ai, về sau hãng nói. Tóm lại, ba người Đoạn Nguyên phải bị đào thải ngay lập tức. Nếu không bọn họ cũng không phục. Trong nháy mắt, bầu không khí trên sân lập tức gươm súng sẵn sàng, hết sức căng thẳng. Đám người Trình Lâm Phong phía dưới nhìn thấy cảnh này thì trở nên cực kỳ lo âu sợ hãi. Đoạn Nguyên bọn họ có thể đi tới bước này, gần như nằm ngoài dự liệu của ông ta. Theo lý thuyết, bọn họ nên bị đào thải từ lâu mới đúng. Ở lại trên sân, không khác nào tìm cái chết. Trình Lâm Phong không ngốc, đương nhiên biết trong đó có biến cố gì đó nếu không thì ba người đã sớm quay về theo dặn dò của ông ta. Mẹ kiếp, kẻ rác rưởi như vậy sao có thể ở lại chứ? Ba tên thiên tôn rác rưởi, e rằng đến từ tam phẩm hạng 18 ấy chứ. Loại rác rưởi này còn không bằng tôi đâu, tôi vừa lên liền bị đánh xuống, làm sao bọn họ ở lại đến tận bây giờ chứ? Thật ngu xuẩn, ở lại đến tận bây giờ có khác nào chờ chết không?
chi bằng cứ từ bỏ rồi nhận thua từ sớm đi. Bọn họ từ đâu đến vậy? Dưới đài, từng tiếng bàn bạc thay nhau vang lên, hết làn sóng này đến làn sóng khác. Ba người Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền hoàn toàn bị biến thành trò cười, thằng hề, tên ngu xuẩn. Trước một ngọn núi gãy trên sân đấu võ, 113 người phân thành hơn 30 nhóm nhỏ, mỗi người là một mặt trận, cảnh giác lẫn nhau. Ánh mắt tất cả mọi người mang theo hàm ý sắc bén, nhìn chằm chằm vào ba người Đoạn Nguyên. Lăng Không, anh cứ canh giữ ba người này là có ý gì? Muốn chiếm dụng số người, bọn chúng liên quan gì đến anh? Cùng lúc đó, một người đứng ra. Hắn ta đến từ Nguyên Dương Cốc, lần trước 5 lần 7 lượt ra tay với ba người Đoạn Nguyên, nhưng đều bị Lăng Không cản lại. Chắc anh biết rõ, ba con kiến này không xứng đáng ở đây. Không có ý gì, Lăng Không thản nhiên nói, ba người bọn chúng phải chết ở trong tay tôi, phiền chư vị chờ chút, bây giờ tôi sẽ làm thịt ba người bọn chúng. Lời này của Lăng Không khiến cho đám người không giải thích nổi. Nếu muốn giết, tại sao đế đến giờ mới giết? Bọn họ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chỉ cần có thể đào thải mấy người đó, chết lúc nào, chết ra sao, bọn họ cũng không để ý. Được, vậy anh ra tay đi, võ giả của Nguyên Dương Cốc nói, tốt nhất đừng giở thủ đoạn bịp bợm gì, nếu không hơn 100 người giết các người, dù các người có mạnh đi chăng nữa cũng không chịu nổi đâu. Yên tâm, khóe miệng Lăng Không nhếch lên. Tiếp đó, hắn đưa mắt nhìn về phía ba người Đoạn Nguyên. Vốn là muốn cho chúng mày bước vào vị trí top 100, có điều. Nhìn dáng vẻ thì gần như không được rồi, nhưng mà không sao, tất cả mọi người bây giờ đều ngừng lại. Sự chú ý của hơn 10 triệu người đang nhằm vào mày, hiệu quả tao mong muốn đã đạt được rồi. Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền đứng im tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt vô cùng vỏ cùng khó coi. Lúc này, 10 triệu người dưới khán đài đang nhìn chằm chằm bọn họ, gần như khóe miệng mỗi người đều mang vẻ đùa cợt, châm chọc và coi khinh. Thân phận ba người bọn họ cuối cùng đã bại lộ hoàn toàn. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Trình Lâm Phong cũng trở thành đối tượng bị đả kích. Tông môn rác rưởi mà cũng dám đứng đến bây giờ. Trình Lâm Phong còn hơn cả kẻ ngốc đúng không? Giết chết ba tên rác rưởi kia. Giết chết ba tên rác rưởi. Giết chết bọn chúng. Giết chết bọn chúng. 10 triệu người hô lớn, giọng điệu như sấm rền vang vọng bốn phương tám hướng. Hận không thể đích thân đi lên giết chết bọn họ nghiền thành thịt nát. Ba người Đoạn Nguyên tay nắm chặt thành quyền, sặc mặt đỏ bừng, từng tia máu trong hốc mắt hiện lên như mạng nhện. Bứt rứt, vô cùng bứt rứt. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy bứt rứt và bất lực như vậy. Ha ha, tao nghĩ là giết ba người chúng mày, liệu Trần Bát Hoang sẽ đến tìm tao chứ? Tao rất mong đợi dáng vẻ hắn nổi giận đến giết tao. Lăng Không cười đầy hài hước, giọng nói không lớn, hắn bước từng bước về phía trước. Rất nhanh, cách ba người rất gần. Không tới nửa mét, liều mạng. Đột nhiên, Đoạn Nguyên gầm lớn một tiếng, hân vận hành công pháp, ra tay trước, một cây phất trần hết về phía trước, cây phất trần đó giống như sống dậy, từng sợi râu ngày càng lớn hơn, cuốn về phía Lăng Không như sóng biến. Hai người Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền cũng ra tay, một người cầm kiếm, một người cầm đao, thi triển ra võ kỹ mạnh nhất mà mình nắm giữ. Kiếm kêu đao run, một luồng sát ý dạo dực đang bao phủ. Ba người cùng ra tay giết về phía Lăng Không. Có thêm mấy con kiến thì ích lợi gì, Lăng Không cười lạnh, linh khí bùng nổ, niết ấn trong tay nâng lẽn một quyền đầy điên cuồng. Bụp bụp bụp, cánh tay Lăng Không phát ra từng tiếng vang. Giống như đậu nố, sức mạnh một long tượng, trăm long tượng, một ngàn long tượng, 10.000 long tượng, 100.000 long tượng. Trong phút chốc, Lăng Không hội tụ ra sức mạnh của 1 triệu long tượng, làn sóng sức mạnh khủng khiếp này đủ để giết chết võ giả thông thần tam trọng tứ trọng bình thường. Thiên phú của hắn quả thực kinh khủng. Giữa một phần chục ngàn cái hít thở. Ầm ầm ầm. Một quyền còn uy lực hơn hỏa tiễn, ma sát đến mức không gian bừng cháy, vỡ vụn, hóa thạch điện quang cùng đụng tới ba người. Bụp. Một đám mây hình nấm bay lên, bụi che khuất bầu trời, trong khói mù, ba người Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền bay rớt ra ngoài. Toàn thản trên dưới đã bị máu tươi nhuộm đỏ, quần áo trên người bị tàn phá, da thịt nứt ra từng đường có thể thấy rõ xương dày đặc lạnh lẽo. Trọng thương. Ba người đã bị trọng thương, rơi vào tình trạng sắp chết. Trên thực tế, ra tay được một nửa,
Lăng Không đã thu tay lại. Hắn không trực tiếp giết chết ba người. Không phải hắn không giết, mà hắn cảm thấy một quyền để bọn họ chết thì quá dễ dàng. Hắn muốn giết từng người một. Muốn cho 10 triệu người nhìn thấy thật rõ ràng ba người chết như thế nào, chết đến mức thảm như vậy sẽ truyền đến tai Trần Bát Hoang. Ba người Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền rơi xuống đất, toàn thân phát run, máu thịt mơ hồ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Sao hả, sợ hãi không? Tuyệt vọng không? Một lần nữa, Lăng Không đi đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, không có chút thương hại nào. Đầu tiên, người hắn muốn giết là Đoạn Nguyên. Bởi vì Đoạn Nguyên giống như hắn, đều đến từ thành Thông Thiên, còn đi gần nhất với Trần Bát Hoang. Phi, Đoạn Nguyên hao hết toàn bộ sức lực, anh ta khạc ra một ngụm máu, vô liêm SL, mày muốn giết thì cứ giết đi. Ồ, Lăng Không dùng một chảo, thanh kiếm bên cạnh Diệp Vô Song bị hắn nắm chặt trong tay, hắn giơ lên thật cao, trực tiếp chém về phía cố Đoạn Nguyên. Chờ chút, cùng giây đó, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng mang đầy vẻ ra lệnh, vang vọng ở bên tai tất cả mọi người. Tinh, đồng thời kiếm trong tay Lăng Không vỡ vụn. Đúng, không phải đứt, mà là vỡ. Chỉ hai chữ thôi, thanh linh khí kia trong nháy mắt vỡ tan tành. Hóa thành bụi màu sáng bạc, phiêu tán theo. Gió. Trên sân đấu võ, Lăng Không nhìn chằm chằm kiếm dài hóa thành phấn vụn. Hoàn toàn sợ hãi. Vỡ vụn thành phấn rồi. Hai chữ khiến cho kiếm trong tay hần hóa thành phấn vụn. Đây là loại vô địch hùng mạnh nào vậy? Ai, tất cả mọi người trên sân đấu võ bao gồm cả Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền bị trọng thương đều nhìn về phía âm thanh truyền đến. Tiếp đó, sắc mặt tất cả mọi người đều khẽ biến đổi. Ưng Thương, người nói không ai khác chính là Ưng Thương chủ nhân của hôn lễ lần này và của thành Phụng Thiên. Cũng là thế hệ trẻ thực lực mạnh nhất trong sân bây giờ. Hắn vẫn ngồi trên ghế của mình, mặc chiếc áo khoác lớn màu đỏ thầm, phong thái nhẹ nhàng, gương mặt mang theo nụ cười tự tin, tóc dài xõa vai, tung bay theo gió. Ánh mắt hân quét qua Lăng Không, thản nhiên nói. Lăng Không phải không, ba người này anh không thể giết. Nói xong, hắn không chờ Lăng Không trả lời, cũng chẳng buồn để ý Lăng Không đồng ý hay không. Ưng Thương ngồi cách vài ngàn mét, hắn vung tay lên. Trên sân đấu võ. Một trận gió lốc nổi lên, ba người Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền giống như lông chim mềm yếu bị thổi rơi từ trên đài cao xuống. Bụp, 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 ba người rơi xuống đất, theo đó là ba tiếng rên rỉ, xương gãy lìa mười mấy hai mấy chiếc, bọn họ rất chật vật, dưới thân toàn lẻ vết máu. Nhưng, cuối cùng vẫn không nguy hiểm tánh mạng. Nếu cậu Ưng nói không thế giết, vậy thì tôi không giết bọn họ, Lăng Không tương đối biết điều. Mặc dù hắn rất muốn tự tay giết chết ba người Đoạn Nguyên, nhưng hắn cũng biết, ở trước mặt Ưng Thương hắn chỉ là thằng em trong thằng em. Chỉ dựa vào thực lực Ưng Thương biểu hiện ra, e rằng một cái tát có thể đập chết Lăng Không, hắn có lý do gì mà từ chối chứ? Ừ, tôi nhớ tên anh rồi, sau khi hôn lễ kết thúc thì tới tìm tôi, Ưng Thương uống hớp trà, giọng nhẹ tênh. Trong nháy mắt, Lăng Không vui mừng, ngay cả Du Kiệt. Hồng Lôi cùng với Quách Ly Long dưới khán đài đang cảnh giác chú ý cũng cực kỳ phấn chấn, một câu nói của Ưng Thương quá thực là vinh hạnh cực lớn. Lăng Không có thể được Ưng Thương chú ý đến, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Điều quan trọng nhất chính là có một câu nói như vậy của hắn, đại hội luận võ lần này ai dám làm? Hẳn bị thương. Đây nhất định là một tấm kim bài miễn tử. Trời ơi, hắn quá may mắn. Hâm mộ quá đi, có thể được cậu Ưng xem trọng. Đúng là đột nhiên gặp được vận may. Ghen tị quá. 10 triệu người bàn luận sôi nổi, một câu nói tùy ý của Ưng Thương đã đủ để thay đổi cuộc đời của Lăng Không. Tất cả mọi người đều cực kỳ hâm mộ, các đệ tử thế lực tam phẩm kia càng ghen tị đến mức gào khóc. Cảm ơn cậu Ưng, Lăng Không kích động, hần khom người 90 độ, tay nắm quyền hành lễ với Ưng Thương, đây quá thực là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó, mặc dù người nhà họ Ưng mời chào hắn, nhưng cũng chỉ là người nhận hắn là ngoại vi nhà họ Ưng, còn bây giờ đã có sự thay đổi về chất. Hắn thế nào cũng không ngờ đến mạng của ba. Con kiến hôi kia lại mang tới ích lợi lớn như vậy. Trong khán đài, Trình Lâm Phong thở phào, nhanh chóng đi về phía trước, ở trước mặt ba tên đệ tử, ông ta liên tục khom người hành lễ. Cảm ơn cậu Ưng đã cứu mạng ba đệ tử của Lưỡng Nghi Tông tôi.
Chỉ là, Ưng Thương hoàn toàn không để ý đến ông ta. Thậm chí sau khi cứu ba người, hắn cũng khinh thường không thèm nhìn bọn họ. Hoàn toàn coi thường. Hoàn toàn coi bốn người Trình Lâm Phong đang cung kính, Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song và Lưu Tuấn Hiền là không khí. Ừ, tiếp tục tỉ thí, Ưng Thương rất bình thản, ánh mắt xuyên qua mấy người Trình Lâm Phong, hướng về phía sân đấu võ. Không có ai hỏi hắn tại sao muốn cứu ba người Đoạn Nguyên. Muốn hỏi cũng không có tư cách, có tư cách. Như hai người tộc Đệ Ngũ và tộc Đại Vũ lại không có hứng thú đi tìm hiểu. Đại chiến trên sân đấu võ lại một lần nữa bắt. Đầu, lăng không cực kỳ chói sáng, mặc dù cảnh giới chỉ có thiên tôn bát trọng, nhưng cũng có sức đánh một trận với người thần thông tam trọng tứ trọng. Dưới sự giúp đỡ của Hồng Lôi và Du Kiệt, bọn họ đã khiến tất cả mọi người nhìn thấy tất cả chiến lực của Tiêu Lôi Môn. Trong thế lực tam phẩm hạng nhất, Tiêu Lôi Môn quá thật cực mạnh, dù là đội ngũ Cố Thánh Tử Quản Thiên Túy đến từ Phong Nhận Cung cũng chỉ mạnh hơn họ một chút. Tiêu Lôi Môn, quả thật hùng mạnh, chiến đấu đến ác liệt. Máu tươi bắn tung tóe, không gian rung chuyển, dãy núi nổ tung, đá vụn bay lượn khắp nơi, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi trận chiến đấu cực kỳ hấp dẫn, trong thời gian ngắn ngủi đã quên mất tại sao Ưng Thương lại cứu ba người Đoạn Nguyên. Trình Lâm Phong khom người hành lễ bị một đám người bên cạnh trực tiếp coi thường. Trong chốc lát, đứng thẳng người cũng không được, khom lưng lại càng không. Ông ta rất muốn dẫn ba người Đoạn Nguyên rời đi. Nhưng ông ta rõ ràng cảm giác thấy mấy tên người làm của Ưng Thương đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ cần bọn họ có một chút cử động, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Trình Lâm Phong khom người, trán cũng chảy mồ hôi. Cứ lắng lặng chờ đợi như vậy. Mỗi một người đều im lặng chìm trong chiến đấu, duy chỉ có ông ta hy vọng đại hội luận võ sẽ kết thúc sớm hơn một chút. Nửa giờ sau, thắng bại đã phân. Trận quyết đấu cuối cùng đã kết thúc. Cuối cùng chỉ còn lại ba tông môn, Tiêu Lôi Môn do Lăng Không cầm đầu, Phong Nhận Cung do Quân Thiên Túy cầm đầu và La Sát Điện do Thiết La Sát cầm. 9 người, ba tông môn lớn. Không tệ, Ưng Thương đứng dậy, nhìn 9 người đầy tán thưởng, các người đều là những người xuất sắc trong thế lực tam phẩm, chờ sau hôn lễ, đến đại sánh nhà họ Ưng lĩnh thưởng và ký kết hiệp nghị liên minh với nhà họ Ưng. Đa tạ cậu Ưng, 9 người cực kỳ mừng rỡ, đồng thời hành lễ với Ưng Thương. Ký kết hiệp nghị đồng minh nhà họ Ưng, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng tương lai bọn họ có thể giành được nhiều tài nguyên hơn, có nhà họ Ưng làm hậu thuẫn chống đỡ, thậm chí có thể vọt lên thế lực nhị phẩm. 9 người bọn họ vì thế lực của mình đã thắng được thêm một lần cơ hội để thẳng, lập được công lao hơn người đủ để viết vào sử sách tông môn. Chỉ cần tông môn tồn tại một ngày, sự tích của bọn họ sẽ lưu truyền thêm một ngày. 9 người đi xuống sân đấu võ. Quay trở lại tông môn, mang theo vẻ vô cùng phấn chấn, kích động và mừng rỡ. Lúc này, sự chú ý của mọi người cuối cùng lại một lần nữa rơi vào bốn người Trình Lâm Phong. Bây giờ, ba người Đoạn Nguyên nằm trên đất như chó chết, nỗi đau như róc xương trên người khiến bọn họ run rẩy, co quắp. Trình Lâm Phong khom người 90 độ, từ đầu đến cuối duy trì tư thế hành lễ, trên trán đã rơi từng giọt mồ hôi. Không phải bởi vì mệt mỏi. Cảnh giới như ông ta tư thế giống vậy giữ 10 ngày 10 đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Là sợ. Thời gian trì hoãn đến bây giờ, đủ các loại dấu vết cho thấy Ưng Thương cứu ba người Đoạn Nguyên không hề là chuyện tốt. Trói bốn người bọn họ đưa đến chỗ hôn lễ, đấu võ kết thúc, Ưng Thương liếc mắt nhìn Trình Lâm Phong. Chỉ một cái nhìn này, Trình Lâm Phong liền cảm thấy cơ thể cứng ngắc giống như hóa đá, cử động một cái đã hoàn toàn bị phong tỏa trong không gian kia. Ngay sau đó, một người tiến lên, dễ dàng trói bốn người bọn họ dần đi. Trong toàn bộ quá trình, Trình Lâm Phong không hề phản kháng chút nào. Ông ta cảm nhận được sâu sắc Ưng Thương hùng mạnh thế nào. Chỉ một ánh mắt thôi. Nội tâm Trình Lâm Phong run sợ, rợn cả tóc gáy, một dự cảm không lành bao trùm, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Đại hội luận võ diễn ra rất nhanh, không phải chiến đấu sống còn. Đa số sẽ không ra tay thật nên mấy trăm ngàn ván đấu chưa đến 3 tiếng đã kết thúc. Theo dự tính thì kế tiếp chính là lễ kết hôn. Mọi người đều rời sang nơi khác. Đây là một khách sạn rất lớn, có thể chứa khoảng 3 triệu người. Nhưng, lần này có gần 20 triệu người đến dự lễ nên quảng trường rộng lớn bẽn ngoài khách sạn cũng đặt đầy mâm cỗ. Chén bàn đều bày rất nhiều linh quả, rượu ngon.
có thể đi vào khách sạn đều là những kẻ kiệt xuất trong 10-20 triệu người hay là những ai có quan hệ thân thiết với Ưng Thương. Từ khách sạn kéo dài ra hơn 1.000 mét là một tấm thảm đỏ. Bên trong khách sạn, hội trường kết hôn đắp chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều mong đợi muốn nhìn thấy gương mặt của cô dâu. Ưng thì lần này Ưng Thương cưới cô vợ bé kia thật sự rất đẹp, sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành, giống như tiên nữ. Trong căn phòng trang điểm của khách sạn, Âu Dã Tư Linh ngồi trước gương, một đôi mắt xinh đẹp lạnh như băng, buồn bã, ngơ ngác nhìn chính mình trong gương. Mình sẽ lập gia đình thật sao? Hôm nay, Trần Bát Hoang có đến không? Sau này, phải chung sống với Ưng Thương thế nào? Hết vấn đề này đến vấn đề khác lóe lên trong đầu, khóe mắt Âu Dã Tư Linh ẩn ẩn nước mắt. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ, có lạnh lùng giá buốt đến mấy cũng có tình cảm. Từ nhỏ đến lớn đều dốc sức tu luyện, sau khi gặp và hiểu biết Trần Bát Hoang mới rung động, biết yêu lần đầu tiên. Hôm nay, nếu chú rể là Trần Bát Hoang thì tốt biết bao. Âu Dã Tư Linh cười khổ, buổi lễ hôm nay đã được cô ta nghĩ rất kỹ mới đồng ý, vốn tưởng rằng sẽ rất bình tĩnh, ai ngờ. Cô chủ, đến giờ rồi. Lúc này, một nữ tỳ đằng sau kính cẩn nói. Ừ, Âu Dã Tư Linh thầm thở dài. Giấu đi mọi cảm xúc, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng. Cô ta là một người phụ nữ đầy lý trí, có nhiều cảm xúc đến mấy thì cũng có thể giấu đi một cách hoàn mỹ. Hơn 10 nữ tỳ đi theo cô ta ra khỏi phòng trang điểm bước từng bước một trên thảm đỏ đi lên sân khấu. Chiếc váy dài màu đỏ kéo dài trên thảm đỏ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt, dáng người yếu điệu khiến Âu Dã Tư Linh đẹp như tiên nữ, cực kỳ lóa mắt. Khi cô ta vừa xuất hiện, bầu không khí xung quanh chợt khựng lại, chìm trong tĩnh lặng. Đẹp, thật sự rất đẹp. Kể cả đàn ông hay phụ nữ thì đều bị vẻ ngoài xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh làm cho ngây người, dù là ba mươi mấy người vợ hay vợ bé của Ưng Thương cũng phải cam chịu, song cũng hết sức ghen tị. Sau giây phút im lặng là một tràng vỗ tay như sấm rền. Thật đẹp, đúng là tiên nữ, không hố là cậu Ưng, có mắt nhìn ghê. Bốp, 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 bốp. Tiếng vỗ tay rào rạt như sóng vỗ quanh quẩn trong toàn bộ khách sạn và quảng trường. Ưng Thương mặc một bộ trường bào màu đỏ đứng thẳng giữa sân khấu, cảm nhận mọi hư vinh mà hết sức thoải mái, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một nụ cười đầy kiêu ngạo và tự tin. Chẳng bao lâu sau, xác khoảng 100 giây thì Âu Dã Tư Linh đã đi đến trước mặt Ưng Thương dưới sự vây quanh của các nữ tỳ. Tư Linh! Ưng Thương vui vẻ bước lên đón, vươn tay định. Xong! Tay hắn sắp chạm vào Âu Dã Tư Linh thì lại bị cô ta né đi. Ưng Thương nhíu mày, không nói gì, khéo léo vòng qua tay Âu Dã Tư Linh giúp cô ta nâng váy cưới đi lên sân khấu, đối mặt với tràm ngàn khách khứa. Cùng lúc đó, Ưng Thương đứng trên sân khấu, liếc nhìn mọi người phía dưới rồi nói. Hôm nay là ngày vui của tôi, mọi người cứ ăn uống và chơi hết mình đi. Hắn vừa mở miệng, hơn 10 triệu người trong sân đã lập tức trở nên im lặng. Không có ai lên tiếng hay dám làm phiền hắn. Chỉ vì, dựa theo tập tục và quy tắc của Vân Tiêu giới, trừ khi lấy vợ cả, nếu không thì lấy vợ bé sẽ không có người lớn trong nhà. Khách khứa chỉ là những người cùng thế hệ với Ưng Thương hay nhỏ hơn, hoặc là một số người không đắc tội nổi nhà họ Ưng và Ưng Thương. Ưng Thương ngừng một lát rồi nói tiếp, tôi vẫn luôn không thích phức tạp nên nghi lễ kết hôn có. Thể làm đơn giản, hơn nữa, phụ vương và mẫu hậu cũng không có mặt. Vì vậy lễ bái đường cũng có thế miễn. Có điều, chấm phẩy. Hắn chợt đổi giọng, nhìn thoáng qua Âu Dã Tư Linh rồi nói, bái đường có thế miễn, nhưng lấy máu sung hỉ thì không thể thiếu. Chắc hắn trước đó mọi người cũng đang nghĩ tại sao tôi lại muốn cứu mấy người lưỡng nghỉ tông kia đúng không? Ưng Thương vừa nói, bốn người Trình Lâm Phong, Diệp Vô Song, Đoạn Nguyên, Lưu Tuấn Hiền đã bị bốn gã đao phủ áp giải lên thảm đỏ. Quỳ xuống. Bốn gã đao phủ đá một cước, đạp cho đám Trình Lãm Phong quỳ rạp xuống đất. Thật không dám giấu, bốn người họ chính là người tôi chọn lần này để sung hỉ, Ưng Thương nói với giọng hết sức nhẹ nhàng giống như họ không phải người mà là súc vật. Hay, Lăng Không ngồi ồ một cái bản khá gần trong. Khách sạn là người đầu tiên vô tay. Thấy bốn người kia phải chết, không ai vui hơn hắn ta. Hắn ta vừa vỏ tay, mấy chục triệu người cũng vỗ tay theo. Còn tính mạng của bốn người Trình Lâm Phong, lại chẳng có ai để ý, dù lúc trước sung hỉ đều dùng súc vật, nhưng lần này lại đối thành người cũng không ai hỏi vì sao.
Kẻ yếu thì đáng chết, không cần lý do. Bốn người Trình Lâm Phong quá yếu, có chết thì chí đấu thừa họ quá xui thôi. Ai lại quan tâm chứ? Tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không ngớt. Khóe miệng Ưng Thương lộ ra một nụ cười đắc ý đầy tự hào, liếc thấy Âu Dã Tư Linh hay NSLN về phía cổng chính của nhà họ Ưng, khẽ hừ một tiếng nói. Sao, đến giờ vẫn còn chờ cái tên người tình cũ, chồng chưa cưới của em hả? Anh, biết anh ấy, Âu Dã Tư Linh ngấn ra. Cô ta quả thật là đang tìm bóng dáng Trần Đức. Tâm trạng của Âu Dã Tư Linh rất rối rầm và phức tạp, vừa hy vọng Trần Đức xuất hiện, nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh. Trong Bắc Hoang thì không có chuyện gì là anh không biết, Ưng Thương cười lạnh, anh nói thật cho em biết vậy, chồng chưa cưới Trần Bát Hoang của em đã chết. Cái gì, sặc mặt Âu Dã Tư Linh lạnh đi, anh, giết anh ấy. Anh ta, cũng xứng để anh giết, Ưng Thương nói một cách chắc chắn, anh đã cử Ưng Sát đi giết anh ta, với thực lực của người tình cũ đấy của em, chắc em cũng biết. Ưng Sát muốn lấy mạng anh ta quả thật còn dễ hơn giết một con kiến. Em cảm thấy anh ta có thể chạy được chắc. Ưng Thương nhìn chằm chằm Âu Dã Tư Linh, rõ ràng thấy được vẻ tuyệt vọng hiện lên trên mặt cô ta. Đây đúng là điều hắn muốn. Hắn muốn Âu Dã Tư Linh tuyệt vọng, chí một lòng đi theo mình. Bông dưng, hắn lại đối giọng, nói tiếp, có điều. Tiếc là Ưng Sát đã thất bại, không biết con kiến kia làm sao mà lại giết được Ưng Sát. Ưng Sát chết thì Ưng Thương có thể cảm giác được vì giữa hắn và Ưng Sát có một khế ước. Rốt cuộc thì anh muốn nói gì, Âu Dã Tư Linh mở miệng, giọng điệu vằn lạnh lùng, không chút cảm xúc. Lúc thì bảo đã giết Trần Đức, lúc thì bảo thất bại. Cô ta không hiểu rốt cuộc Ưng Thương có ý gì. Ưng Sát quả thật đã chết, nhưng em cũng đừng vui vẻ quá sớm, em có biết bốn người kia là ai không? Bọn họ là người của Lưỡng Nghi Tông, mà người tình cũ của em cũng là người trong Lưỡng Nghi Tông. Vậy thì, người tình cũ của em chắc chắn là biết hôm nay em và anh sẽ kết hôn, giờ. Anh chính là đang đợi anh ta. Đợi anh ta đến cứu bốn tên rác rưởi kia rồi chịu chết. Nhưng mà, anh đoán anh ta cũng không dám đến. Ưng Thương chán đến chết lắc đầu, từ khi đại hội luận võ bắt đầu đến giờ, hắn vẫn luôn chờ Trần Bát Hoang xuất hiện. Nói thật, hắn vô cùng hy vọng Trần Bát Hoang có thể xuất hiện. Sau đó, lại giết chết anh ta. Khiến Trần Bát Hoang chết trước mặt Âu Dã Tư Linh, sung nghỉ cho lễ kết hôn của hắn. Rác rưởi thì suy cho cùng vẫn là rác rưởi thôi. Không phải sao, Ưng Thương lấy một ly rượu vang đặc chế, chậm rãi nhấm nháp. Anh khuyên em tốt nhất là quên tên người tình cũ, chồng chưa cưới ấy đi. Ở trước mặt anh ta mãi mãi không ngóc đầu dậy nối đâu, không bao giờ. Âu Dã Tư Linh siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khóe mép hơi ửng đỏ. Cô ta thật sự không thể cãi lại lời nói của Ưng Thương, vì so với Ưng Thương thì thực lực của Trần Bát Hoang quá thật rất yếu. Không đến cứu cô ta là lựa chọn sáng suốt, Âu Dã Tư Linh cũng ủng hộ nó. Nhưng rõ ràng là rất ủng hộ, tại sao trong lòng lại vẫn đau? Khóe mắt bất chợt chảy xuống một giọt nước. Mắt, đây là lần đầu tiên Âu Dã Tư Linh khóc. Cô ta rõ ràng vô cùng ủng hộ Trần Bát Hoang từ bỏ mình, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ xuất hiện và đến đây. Suy nghĩ ấy là không đúng, nhưng cô ta thật sự rất muốn, không khống chế được nghĩ đến nó. Khóc, Âu Dã Tư Linh thế mà lại vì một tên Trần Bát Hoang khóc. Ưng Thương lại càng ghen tị và căm tức. Đúng là đáng chết. Vốn đi, chỉ cần Trần Bát Hoang không xuất hiện thì Ưng Thương đã chuẩn bị tha cho anh ta. Nhưng giờ xem ra, không thể tha cho tên kia được rồi. Sau đó, hắn chắc chắn sẽ đuổi giết anh ta cho bằng được. Cùng lúc đó, trong bữa tiệc, Tô Lăng Tuyết cũng thường thường tìm kiếm bóng dáng của Trần Đức. Anh ta sẽ xuất hiện sao? Chắc là không đâu nhỉ. Đến giờ, Tô Lăng Tuyết đã có thể xác định Trần Đức sẽ không xuất hiện. Cô ta thầm rủa Trần Đức là đồ ăn cháo đá bát. Song cũng cảm thấy hơi may mắn, không đến cũng tốt, đến thì khác gì chịu chết. Coi như chị Thanh Vũ mặt mù, Tô Lăng Tuyết lấm bấm mấy tiếng, ăn hoa quả trên bàn. Tô Trung Dương bên cạnh cô ta cũng rất sốt ruột, nếu không tìm thấy Trần Bát Hoang thì nhà họ Tô họ cũng coi như xong. Ông ta không biết ân oán giữa Trần Đức và nhà họ Ưng, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được anh. Từ đầu đến cuối, chẳng có ai thèm quan tâm đến bốn người Trình Lâm Phong. Giờ phút này, kể cả người mạnh nhất là Trình Lâm Phong, bốn người họ đều vô cùng tuyệt vọng, ở trước mặt nhà họ Ưng, họ giống như mấy con gà mặc người giết hại, hoàn toàn không thể phản kháng.
Ba người Đoạn Nguyên đã sớm sắp chết, trong mắt chỉ còn lại vẻ sợ hãi và sợ hãi. Bát Hoàng ơi, cậu tuyệt đối đừng đến đó, Trình Lâm Phong đã mơ hồ đoán được lần này họ sẽ gặp phải chuyện như vậy e rằng là có liên quan đến Trần Đức. Ông ta nhớ mang máng lúc trước Trần Đức có hỏi mình chuyện nhà họ Ưng và cho thấy anh có ân oán với họ. Hơn nữa mới trước đó anh còn định giết hai người nhà họ Ưng. Giờ, ông ta chỉ mong Trần Bát Hoàng đừng đến, không thì Lưỡng Nghi Tông coi như xong rồi. Mãi một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay như sấm mới dần dần biến mất. Ha, xem ra người tình cũ của em không đến thật rồi, Ưng Thương chán trường lắc đầu, cũng chẳng bất ngờ. Tình huống như này mà một tên nhóc nhãi nhép dám đến mới là lạ. Choang, Ưng Thương vứt cái ly rượu vang trong tay xuống đất, nói với Đao Phủ, ra tay đi. Cùng lúc đó, bốn gã Đao Phủ cũng giơ thanh đao trong tay lên cao. Linh khí bùng nổ, bổ thẳng về phía cổ của bốn người Trình Lâm Phong. Ngay giây phút sống còn ấy, bỗng dưng. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó, một vật đen tuyền bổng bay thẳng từ bên ngoài cổng chính vào. Nó kéo theo một luồng linh khí điên cuồng, trực tiếp đánh bay bốn gã Đao Phủ. Thanh đao trong tay bốn gã Đao Phủ cũng nổ tung. Sau đó, nó cũng không có dừng lại mà vân bay thẳng về phía Ưng Thương. Nhưng, nó không có đập vào người Ưng Thương, mà là dừng dưới chân hắn. Lúc này, mọi người, kể cả Ưng Thương và Âu Dã Tư Linh đều nhìn thấy hình dạng của thứ kia là gì. Đó là một cái đầu người. Một cái đầu người đầy máu, quấn quanh tóc. Đen. Và lại, còn là đầu của Ưng Sát. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Sao Ưng Sát lại chết được? Một số người cũng biết Ưng Sát, gã chính là cận vệ của Ưng Thương. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ai dám giết gã vậy? Mặt mày mọi người ngơ ngác tràn ngập sự khó hiểu. Còn Ưng Thương lại nhìn chằm chằm Ưng Sát mở to mật, chết không nhắm mắt, sắc mặt lập tức trở nên hết sức dữ tợn, gân xanh gồ lên. Âu Dã Tư Linh bên cạnh thấy đầu của người nọ thì trong con ngươi xinh đẹp bỗng toát ra một sự hết sức vui sướng. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên thảm đó, chẳng biết khi nào thì xuất hiện một bóng người. Một bóng người cao to đang khiêng một cái quan tài. Anh bước chân lẽn thảm đỏ, một tay xách quan tài bằng đá màu đen, một tay xách bình rượu, từng bước đến gần khách sạn. Tốc độ không nhanh không chậm. Mỗi một bước đi, dưới chân anh sẽ xuất hiện một dấu chân lõm sâu xuống. Rắc, 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 thảm đỏ rạn nứt, gạch lát nền bị vỡ, sàn nhà lõm xuống. Tất cả ánh mắt của mọi người đều bị anh thu hút, khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng của anh xuất hiện, ai nấy cũng đều kinh hãi. Nhiều người vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt. Thằng nhóc này là ai? Vậy mà dám đụng vào Ưng Sát? Còn dám vác quan tài đến đây? Bị điên rồi sao? Trần Bát Hoang, người đầu tiên lên tiếng là Lăng Không. Hắn ta lập tức nhận ra Trần Đức ngay, sắc mặt trở nên rất hung dữ, nghĩ đến chuyện ở thành Thông Thiên, hắn ta vẫn rất khó chịu, sao mày dám tới đây, tự tìm đường chết. Trần Bát Hoang, Tô Lăng Tuyết nhìn chằm chằm, há hốc mồm miệng. Thật sự đến rồi. Mặc dù cô ta nghĩ có một phần vạn khả năng Trần Bát Hoang sẽ xuất hiện, nhưng Tô Lăng Tuyết vẫn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Chính là hắn, Lăng Tuyết, con trông chừng hân, bố đi thông báo với tông chủ. Tô Trung Dương vội vàng bước ra khỏi đám đông, liên lạc với thuộc hạ. Tông chủ, bốn người Trình Lâm Phong, Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song và Lưu Tuấn Hiền tràn đầy phấn khích, khi nhìn thấy Trần Đức vào thời khắc sinh tử, bọn họ đã khóc, cho dù là Trình Lâm Phong cũng đang nước mắt rưng rưng. Âu Dã Tư Linh ở trong khách sạn, nước mắt không khỏi lăn dài, NSLN châm châm bóng dáng ấy, bóng dáng mà cô ta đã ngày nhớ đẽm mong. Hơi thở bông nhẻn chớ nén rất không ổn định. Anh ấy thực sự đến rồi. Dù biết là không thế nhưng anh ấy vẫn đến. Trong lòng Âu Dã Tư Linh dậy sóng, vừa mừng vừa lo. Rất nhanh, Trần Đức đã bước đến trước cửa. Cởi dây trói trên người của bốn người Trình Lâm Phong, lấy ra bốn viên đan dược nhét vào miệng bọn họ. Rầm. Cùng lúc đó, một tiếng động lớn vang lén, cỗ quan tài trong tay đập xuống đất, nằm ở trước khách sạn. Ánh mắt quét qua Quách Ly Long và nhóm người Tô Lăng Tuyết, sau đó dán chặt vào. Mặt Âu Dã Tư Linh, anh uống một ngụm rượu mạnh, giọng trầm thấp nói, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Mùi rượu thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể Trần Đức, dưới sự chú ý của mọi người, anh lặng lẽ đứng trước cửa khách sạn cùng một cỗ quan tài.
ánh nắng mặt trời chói chang kéo bóng người của anh ra rất dài rất dài. Một đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt của Âu Dã Tư Linh, những giọt nước mắt như pha lê không ngừng lăn dài khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Đồng thời, lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh. Tư Linh, qua bén này đi, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lén, Trần Đức đưa tay về phía Âu Dã Tư Linh. Trong quảng trường, hơn 10 triệu người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cuối cùng cũng hiểu ra tên này muốn làm gì rồi. Cướp dâu. Hẳn, đến đây là muốn cướp dâu. Đệt, thằng nhóc đỏ điên rồi sao? Dám cướp. Dâu cuối nhà họ Ưng. Đùa gì vậy, một tên rác rưởi thông thần cánh cũng dám giành vợ với cậu chủ Ưng. Ha ha ha, cười chết tôi rồi, nhưng nếu là phụ nữ không bị mù thì đều sẽ không từ bỏ cậu chủ Ưng chọn tên rác rưởi này đúng không? Khi mọi người định thần lại, xung quanh quảng trường lần lượt vang lên những lời chế giễu, mỉa mai, chỉ trong thời gian mấy trăm hơi thở, Trần Đức đã hoàn toàn trở thành trò cười. Đặc biệt là Lăng Không, người đã cười to nhất và chói tai nhất. Một nữ thần như Hoa Linh vì bị mù thì thôi đi, người phụ nữ mà Ưng thương xem trọng sao có thể mù được. Đúng là ngu mà còn thích thể hiện, ngay cả phụ nữ của cậu chủ Ưng cũng dám đến cướp, Lăng Không cười ha hả chế nhạo. Thứ lăng nhăng, Tô Lăng Tuyết lầm bầm, nhưng trong lòng cô ta vẫn rất cảm động. Khoan hãy nổi hành động của Trần Đức có ngu. Ngốc hay không? Chỉ dựa vào sự dũng cảm thôi cũng đủ khiến cô ta khâm phục rồi, thử hỏi có bao nhiêu người trong toàn bộ Bắc Hoang dám đến nhà họ Ưng cướp dâu. Trần Đức không thèm để ý đến những lời chế giễu xung quanh, bàn tay đó vẫn rất kiên định hướng về phía Âu Dập Tư Linh. Như thể có một loại ma lực, Âu Dã Tư Linh NSLN cánh tay thon dài kia, không kìm lòng được bất giác bước về phía đó. Nhưng, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên dừng lại trước mặt Âu Dã Tư Linh, cản đường cô ta. Đó là Ưng Thương, vẻ mặt u ám và tức giận khi nhìn thấy đầu của Ưng Sát lúc nãy đã khôi phục, một đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Trần Đức, tỉ mỉ đánh giá anh, Trần Bát Hoang, một minh xông vào Ưng Phủ, mày là người đầu tiên đấy. Ha ha! Trần Đức rút tay về, nhàn nhạt nói, mày có biết tại sao tao lại đến muộn không? Bởi vì hôm nay khi vừa đến thành Phụng Thiên, tao đã phải tiêu tốn hàng trăm ký linh thạch để chế tạo chiếc quan tài này cho riêng mày. Mày tì nam ve ô đơ hay đờ tao giúp mày. Ha, ha ha, ha ha ha, vê kép, l, ân thi rang sớt phi lơn, am thanh tràn đơn, khuôn mét tuân tu mang theo ve kiêu ngao, khinh thi rang tét thay, thuy vi dây, thích si rét thuy vi, mòi nghi ôi ra nsln thay chi ra. C6 ke môn lay rau toi trong hòn le cu toi, trong l, ân phi cu toi, mòi ngớt phi nôi xem cô tì ết dây vi dây không. Ha ha, coi truy l, ân. Đung nhiêu ai kri vi đi ha, mau ghi ớt ha gì, đem mốt tèn tè chơ kri sung hi cung không tè. Lò mũ Iraq rai rồi này thích si la chơ cơn me chết gì đi rốc. Si đung cam rét giang khen, nhớng tiết la, eo kiêu cha ra lém sao. Bên trong và ngoài khách sạn, tiếng nhào bang rồng như mira sôi xa không ngcang vang len, l, ân thi rang khe do tay len, lui si này dòng nồi cu mòi nghi ôi mòi gian biên mét và trô nền yên ttns. Cha bét hoang, tao von tai rong cô đờ ghi ớt l, ân xe thì bà ính cu mày cung không toi, giang tiết. Mày thích si khiến tao qua đát vong, ve mét l, ân thi rong dai chen na. Von tai rong dòi thuy là mốt nhìn về tê li hát. Y đờ neo, kết qua l. Y là MPT ten rác rai rồi nhờ vay. Thông thần tầng 1. Đệt. Hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền. Thực sự không hiểu Ưng Sát sao lại chết trong tay một kẻ như vậy. Vốn dĩ tao muốn tự tay giết chết mày, dẫm đạp mày dưới chân, để Tư Linh thấy mày rốt cuộc là thứ rác rưởi như thế nào, nhưng... Ưng Thương thất vọng lắc đầu, mày thực sự là quá rác rưởi đến mức không có tư cách chết trong tay tao. Lập tức, ánh mặt của Ưng Thương quét qua mấy người đang ngồi trong khách sạn cách đó tương đối gần, nói các người ai sẵn sàng giết chết hắn. Ai có thể lấy được đầu hân thưởng 50 ký tử linh thạch, ai có thể đánh nổ tung đầu hắn thưởng 500 ký tử linh thạch. Để tôi, Ưng Thương vừa dứt lời, Lăng Không không cần suy nghĩ, hắn ta là người đầu tiên đứng lên, cậu chủ Ưng, loại rác rưởi này, cứ giao cho tôi giải quyết là được, tôi có chút ân oán cũ với Hân, không cần phần thưởng của anh. Được, giao hắn cho anh đấy. Ưng Thương thản nhiên mỉm cười, giơ tay ra túm vào không trung, xa xa có hai cái ghế lập tức đi tới, trước tiên hắn đặt phía sau Âu Dã Tư Linh một cái, ngồi đi.
anh không được giết anh ấy. Âu Dã Tư Linh nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần anh không giết anh ấy, tôi sẵn sàng trả giá tất cả. Trong mắt Ưng Thương lóe lén vẻ u ám, lạnh lùng nói, hơn 10 triệu võ giả đang nhìn anh đấy, em không ngồi thì chính là không nể mặt anh, không nể mặt anh thì hắn sẽ chết ngay lập tức. Nội tâm Âu Dã Tư Linh đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, cầu xin, để anh ấy đi, được không? Không được, em càng quan tâm hắn, anh càng muốn hắn chết. Ưng Thương cười một cách dứt khoát, giải phóng ra một chút linh lực, cố định Âu Dã Tư Linh trên ghế, cánh giới cố hai người cách biệt khá lớn, Âu Dã Tư Linh hoàn toàn không thể thoát ra được, thậm chí không thể lên tiếng, trong đôi mắt trong veo hiện lên một tia lo lắng. Ưng Thương không để ý đến cô ta nữa, ngồi chờ lại một chiếc ghế khác, bát chéo chân chuẩn bị xem kịch. Trần Bát Hoang, tao không ngờ chúng ta lại gặp nhau, Lăng Không nhếch lên một nụ cười hung hăng dữ tợn. Trong mắt lóe lén một luồng sát khí mạnh mẽ. Trước đây, Hân ta không phải đối thủ của Trần Bát Hoang, nhưng lúc này hắn ta đã nhận được truyền thừa của Thánh Khư nên rất có tự tin. Cho dù Hân ta chỉ là thiên tôn tầng 8, còn Trần Đức đã là thông thần tầng 1, nhưng hắn ta vẫn có tự tin giết chết Trần Đức, trên mặt đầy tự tin đến nỗi tự phụ, lần trước ở thành Thông Thiên, mày chèn ép được ông đây, nhưng hôm nay ông đây phải đạp mày dưới chân, mẹ nó mày có gan thì huênh. Vù! Lăng Không còn chưa kịp nói xong, đột nhiên, Trần Đức đã trực tiếp di chuyển. Chiếc quan tài đá nặng mấy trăm ký, nhưng lại được anh nhấc lên nhẹ tựa như lông hồng, cuồng phong nổi dậy, không có bất kỳ động tác nào dư thừa hay lời vô nghĩa nào, trực tiếp đập vào đầu Lăng Không. Hừ, loại quan tài đá này sao có thể đá thương tao? Lăng Không vô cùng tự tin, lập tức lấy lại tinh thần, một quyền trực tiếp hướng về phía quan tài đang rơi xuống. Dầm. Giây tiếp theo, quan tài rơn xuống va vào nâm đấm của Lăng Không. Trong phút chốc, cánh tay của Lăng Không run lên, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ kinh hãi. Quan tài không bị vỡ, ngược lại tay hắn ta đã bị gãy, da thịt rách toạc, máu không ngừng tuôn trào. Trước khi định thần lại, Trần Đức một lần nữa nhấc quan tài lên rồi thả xuống. Bùm! Tốc độ của Trần Đức quá nhanh. Hẳn ta căn bản không có thời gian để né tránh, dưới một đòn của đối phương, toàn bộ cánh tay của hắn đã bị biến dạng, gãy nát, máu me đầm đìa. Sau đó, chiếc quan tài đáp xuống đầu hẳn ta. Rầm. Trong tích tắc, dưới chân của Lăng Không, sàn nhà vỡ vụn, hai chân lún sâu xuống đất. Bùm. 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 Trần Đức không nói thêm lời nào, anh di chuyển cực kỳ nhanh, trong một giây đập xuống hàng chục lần, hàng trăm lần. Lăng Không giống như một cái đinh bị đập lún thẳng xuống đất. Rất nhanh, Hân ta chỉ còn lại một cái đầu vẫn còn lộ ra ngoài. Đầu hắn ta đã ướt đẫm máu. Trần Đức bước chân dâm lên đó. Bùm! Đầu hắn ta nổ tung. Hoàn toàn bùng nổ. Lăng Không chết rồi. Lần trước tao không giết mày ơ tha cho mày một mạng, nhưng mày lại tự tìm đường chết. Những lời nói của Trần Đức vừa lạnh lùng vừa vô cảm. Chiếc quan tài trên tay bê bết máu. Chói mắt, đáng sợ. Tất cả mọi chuyện mà Lăng Không đã làm ở đại hội luận võ hôm nay, Trần Đức đều biết hết. Lúc anh đang đúc quan tài, Linh Lung đã giúp anh quan sát và cảm ứng tình hình ở đây. Ngay cả khi Lăng Không không ra tay, thì hôm nay anh cũng sẽ giết chết Hân ta. Anh còn chưa ra tay thì đối phương đã tự tìm đến nơi rồi, ha ha. Hay quá. Phía sau lưng anh, Lưu Tuấn Hiền hét lên. Cực kỳ vui mừng. Từ Thánh Khư đến Ưng Phủ này, Lăng Không vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Sự sỉ nhục này khiến hắn gần như thở không nổi, suýt chút nữa tấu hỏa nhập ma. Giờ phút này, Lăng Không đã chết, Hân vô cùng vui sướng, cho dù biết tiếp theo có thể không cách nào sống sót ra ngoài, nhưng tâm trạng cũng rất sảng khoái. Tổng chủ, ba người Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song và Trình Lâm Phong cũng có tâm trạng như vậy, trong mắt bọn họ lóe lên tia quyết tâm. Với tình hình trước mắt, dù sao cũng không thể sống sót rời đi, vậy chi bằng liều mạng một phen. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên hời máu. Tinh thần chiến đấu của bọn họ lại bị kích thích, cùng nhau lết thân thể bị thương, lấy binh khí của chính mình ra, đứng sau lưng Trần Đức, sát khí đằng đằng. Giải quyết Lăng Không xong, ánh mắt của Trần. Đức hướng về phía Ưng Thương, anh khiêng quan tài, tiến thêm một bước về phía Hân ta. Bốn người Trình Lâm Phong như hình với bóng. Sư đệ. Trong cùng một giây, hai người Du Kiệt và Hồng Lôi kinh hồn bạt vía,
Lăng Không thực sự đã chết. Thánh nữ phái bọn họ đến đây là để bảo vệ và chăm sóc cho Lăng Không, sư đệ cứ thế này mà chết sao? Diệt Hân, sắc mặt Quách Ly lòng u ám đến cùng cực, lại là Trần Bát Hoang, lại là Trần Bát Hoang phá hỏng chuyện tốt của ông ta tức không chịu nổi. Nghe lệnh, Du Kiệt và Hồng Lôi lập tức ra tay. Cho dù cảnh giới của bọn họ cực cao, nhưng lúc này cũng không nghĩ tới chuyện một chọi một, bọn họ chỉ muốn giết Chân Đức, báo thù cho Lăng Không, đồng thời thể hiện bản thân trước mặt Ưng Thương. Định Thiền Long Đao, Long Tượng Quyền, một người vung quyền, một người dùng đao, cuồng phong dữ dội, hư không nứt toác, chỉ với đao ý và quyền ý nhưng lại khiến hàng loạt chiếc bàn nổ tung, nát tan. Thanh đao của Du Kiệt chìm vào trong không gian, thoát ẩn thoát hiện, chưa đến 1% hơi thở đã chuẩn bị chạm vào ấn đường của Trần Đức. Đồng thời lúc này, nắm đấm của Hồng Lõi cũng đột nhiên tấn công, giống như một viên đạn, mang theo sức mạnh hơn 2 triệu long tượng, nhâm thẳng vị trí ngực của Trần Đức lao tới. Trần Đức không dừng lại, thậm chí còn không động thủ, mặc một đao một quyền giáng xuống. Giây tiếp theo, mũi đao của Du Kiệt đâm vào giữa ấn đường của Trần Đức, nhưng thanh đao đã bị uốn cong. Giống như khom lưng, chật căng, uốn cong. Sau đó, keng, âm thanh kim loại vang lên, thanh đao của Du Kiệt bị gãy. Cũng trong giây phút đó, một quyền của Hồng Lôi như đấm vào thép, cả nắm đấm máu thịt lẫn lộn, năm ngón tay giống như đậu phụ bị nghiền nát. Đòn tấn công cực mạnh của hai người bọn họ không thể phá vỡ sự phòng thủ của Trần Đức. Lão già kia, bàn tính như ý của ông đánh không tệ nhỉ, đột nhiên, Trần Đức cười khẩy, bốn người Trình Lâm Phong vẫn chưa hiểu ý của anh là gì, chỉ thấy tay anh chìa ra phía trước, thám nhập vào không gian, sau đó liền rụt lại. Trong không gian, một bóng người bị anh túm chặt cổ, cưỡng ép rút ra, giống như túm một con gà con, xách trong tay. Quách Ly Long, bốn người Trình Lâm Phong, bao gồm tất cả các võ sĩ trong khách sạn cùng với Tô Lăng Tuyết, tất cả đều cực kỳ kinh hãi. Kes Ly Long Di Sang Lu nào vây? Không ai trong so ho cam rét đi rốc luôn. Tinh tuyến Red hay dây, Dinh Thira Deep Hider TDK ông ra tay roi đinh lén toi ha, chân OD thong dòng bốp của ông ta, Sayed CSPT Nam ngơn tay IP, tiết là, ông ghép toi. Rạc, không DP quất Ly Long nồi ra MPT chu, cô ca ông ta ra lép TDC gay, vé mét nhanh sông Sam Di, xém XJT, mất hết hông hào. Chết trong dây rua. BJCS. Chân OD ném quạt Ly Long xoong rất nhiều mốt con trồ chết. Bút chân ca anh van không cô đi DNG lai. Tiếp tiêu gì về phía LTNG thơ cơn. Cốp. Cốp. Bài rốc chân của anh Red nhe. Những môi bữa ếch đều đở lai mốt dâu chân sâu hôm. Đằng sau, Hồng Lôi, Du Kiệt đều dại ra tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Quên mất cả tấn công, hô hấp, đầu óc mờ mịt. Sắc mặt còn khó coi hơn người chết trong nhà xác gấp trăm lần. Cả người run bần bật. Cuối cùng, giống như không thể chịu nổi nữa, đồng loạt ngã xuống đất, ngất xỉu. Trình Lâm Phong, Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền hung hăng đạp lẽn người họ, giảm tay chân họ hoàn toàn biến hình. Lúc này, vài chục triệu võ giả trong ngoài khách sạn đều im thin thít. Im lặng một cách quỷ dị. Trần Bát Hoang, làm sao mà làm được vậy? Thông thần tầng 1 thôi, anh mới chỉ là thông thần tầng 1 thôi đó. Mà Quách Ly Long lại là thần tôn tầng 1. Vậy mà cứ thế đã chết. Cảnh tượng trước mắt quả thật chấn động lòng người. Trần Bát Hoang đúng là người ác không nói nhiều. Ngay cả hai lão già đến từ tộc Đệ Ngũ và tộc Đại Vũ cũng hơi kinh ngạc, thực lực của thanh niên trước mặt đã nằm ngoài dự đoán của họ rồi. Đặc biệt là lão già đến từ tộc Đệ Ngũ, một đôi mắt thắng tấp nhìn châm châm Trần Đức. Lạ ghê, sao chỏng có chút quen nhỉ, nhưng lại không nhớ nổi gặp ở đâu. Ông ta thầm lẩm bẩm trong lòng, cẩn thận nhớ lại, ngẫm nghĩ. Sau sự yên lặng ngắn ngủi, vô số người đều thở ra một hơi, cuối cùng cũng chậm rãi hoàn hồn lại. Chẳng trách anh ta dám một mình đến phủ Ưng Thương. Có thực lực như thế thì đúng là có vốn đế kiêu ngạo và bốc đồng. Nếu không phải đắc tội nhà họ Ưng thì mai sau chắc Trần sẽ có một tương lai rộng mở. Đúng đó, vì một người phụ nữ, đáng sao? Can đảm có, thực lực cũng có, đáng tiếc lại sắp chết non. Khác xa với sự chế giễu ban nãy, rất nhiều người đều sinh ra một chút kính nể với Trần Đức, nhưng nhiều hơn lại là đáng tiếc. Thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt với nhà họ Ưng, với Ưng Thương thì vẫn không đủ.
xa xa không đủ. Thú vị, Ưng Thương Vẩn ngồi trên ghế, thong dong thoải mái, không chút để ý. Đám người Lăng Không Chết cũng chẳng nhấc lên nổi chút gợn sóng nào với hắn. Âu Dấp Tư Linh, Phổi công nhận ra người tình cũ của em quả thật có chút bán lĩnh đấy. Trong đôi mắt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh tràn ngập vẻ lo lắng, Trần Đức có thể làm đến mức này thì cô ta đã cảm thấy rất đủ rồi. Cô ta rất muốn anh rời đi, đi ngay lập tức. Nhưng, Âu Dã Tư Linh lại hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện. Trước thực lực khủng bố của Ưng Thương, ngay cả nói thôi cũng có vẻ hết sức xa xỉ. Nhóc con, anh cũng giỏi đấy, không biết có phải đối thủ của tôi không? Lúc này, Thánh Tứ Quản Thiên Túy của Phong Nhãn Cung bỗng đứng dậy, tràn ngập ý chí chiến đấu, ngăn Trần Đức lại. Quân Thiên Túy. Hắn vừa nói xong, bỗng dưng, một thanh niên ngồi gần Ưng Thương cũng đứng dậy, cầm quạt xếp trong tay nói, Thương Thái tôi muốn đầu của người này, biết điều thì cút sang một bẽn đi. Anh Thương, vẻ mặt Quân Thiên Túy hết sức nghiêm túc, thấy người đó là ai thì kính cấn nói, cái loại con kiến này giao cho tôi là được, cần gì anh phải tự mình ra. Vèo. Quân Thiên Túy còn chưa nói xong, bỗng dưng, cây quạt trong tay Thương Thái giống như ám khí bay ra, xoay quanh cổ hắn một vòng. Thoáng chốc, Quân Thiên Túy thần tôn tầng một lập tức đầu rơi xuống đất. Thương Thái tôi làm việc, không cần cậu khoa tay múa chân. Thương Thái chụp lấy cây quạt bay trở về, mặt mày nhẹ nhàng thong dong, giết Quân Thiên Túy giống như bẻ gãy một cây cỏ, chẳng tốn chút sức nào. Thương Thái mặc một bộ trường bào màu xanh, cầm quạt xếp trong tay. Sau khi giết Quân Thiên Túy cũng chẳng thèm liếc Hân lấy một cái, chậm rãi đi xuống từ chẽn châu ngồi, đi lẽn giữa thảm đỏ. Thương Thái, đệ tử thân truyền của môn chú Thiên Môn, trong đám đông, có người nhận ra thân phận của hắn, hít sâu một hơi nói. Hân muốn tự mình ra tay ư. Cái này, giết gà dùng sao mổ trâu sao. Rất nhiều người đều biết Thương Thái, đệ tử thân truyền của môn chủ Thẻn Môn một thế lực đứng đầu trong các thế lực hạng hai. Là võ giả thần tôn tầng 18. Mà năm nay, Hân mới chỉ 29 tuổi. Hắn đứng dậy khiến rất nhiều người buồn bực, có cần phải thế không vậy? Giết một tên Trần Bát Hoang thôi mà cũng cần Thương Thái ra tay. Xong, có vết xe đổ của Quân Thiên Túy, không ai dám có ý kiến gì hết. A, à, Thương Thái chân trước mặt, cuối cùng Trần Đức cũng ngừng lại, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, khóe miệng khẽ cong nở nụ cười, lớn tiếng kéo dài giọng nói. Chỉ một mình mày thì vẫn không đủ để tao giết, còn ai muốn giết tao nữa thì ra hết đi, đừng lãng phí thời gian. Giọng nói ngân vang của anh quanh quẩn trong toàn bộ khách sạn. Trần Đức vừa nói xong, trong khách sạn chợt vang lên từng tiếng cười to. Ha ha, tên nhóc kia điên rồi hả? Á đủ, một người không đủ để giết, chắc là không biết thực lực của Thương Thái rồi. Ha ha, tôi thấy anh ta chỉ là muốn nổi tiếng trước khi chết thôi. Cái loại con kiến ấy đúng là buồn cười. Từng tiếng mỉa mai, dè bỉu như tiếng sóng biến vang vọng khắp khách sạn và quảng trường. Ưng Thương ngồi trên vị trí của mình, nhàn nhã uống rượu xem trò hay, giống như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Thương Thái. Bấy giờ, lại có một bóng người đột nhẻn đứng dậy, nếu thằng ô át con kia muốn có thêm mấy người dâm đạp cậu ta thì Lâm Phong tôi cũng gia nhập. Còn có cơ lễ tôi nữa. Giai nhân tôi cũng muốn thử xem. Hồng thất tôi cũng muốn chơi đùa với cậu ta. Chẳng ai ngờ một câu của Trần Đức lại khiến cho một số người dục dịch đứng dậy thật. Đù, cơ lê của thần Đao Tông. Người kia là giai nhân của Huyết Việt Sơn Trang, trời ơi, là hẳn thật kìa. Còn có hồng thất của Địa Sát Cốc. Theo họ đứng dậy, xung quanh cũng vang lên từng tiếng kinh ngạc, hoảng sợ. Lâm Phong, cơ lê, hồng thất. Giai nhân đều là đệ tử thân truyền hay trung tâm của các thế lực hạng hai. Cảnh giới thấp nhất như Lâm Phong cũng là thần tôn tầng 10. Trong bốn người họ, bất kể là ai thì tên tuổi cũng đều vô cùng hiển hách trong cùng thế hệ ở Bắc Hoang, bình thường rất hiếm khi gặp được. Bọn họ đều định ra tay với Trần Bát Hoang. Nhưng mà, đây chỉ mới là bắt đầu. Theo họ tham gia vào cuộc chiến, lại có từng bóng người đứng lên, đi về phía Thương Thái. Chưa đến 100 giây sau đã, hơn 1.000 người tham gia cuộc chiến. Mà những người này hoặc là ngang sức ngang tài với Lâm Phong, hoặc là mạnh hơn Lãm Phong. Mỗi một người đứng dậy, bước ra, đều có người hô tên của bọn chúng, người nào cũng trên cảnh giới thần tôn 10 giai. Trong đó, những người mạnh nhất, như mấy người Thương Thái, đều là cường giả cảnh giới thần tôn 10 mấy 20 giai.
Trong số những người này, hơn 90% đều có thân phận là thánh tử, thiếu chủ trong các thế lực của bọn chúng, là những người nắm quyền của hàng trăm thế lực nhị phẩm trong tương lai. Lúc này, tất cả bọn chúng đều sục sôi. Cho dù người bọn chúng phái đối phó chí là cấp run dế như Trần Bát Hoang, nhưng cũng đủ khiến bọn chúng sục sôi. Cả đời này, e rằng chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng ra tay lần này. Xong đời rồi, trong lòng Tô Lăng Tuyết liền lo lắng, Trần Bát Hoang là đang tự tìm cái chết. 1.000 người cảnh giới thần tôn ra tay, một trưởng của một người bất kỳ trong số đó cũng có thể đánh Trần Bát Hoang và cả 4 người Trình Lâm Phong phía sau anh thành cho. Tô Lăng Tuyết lo lắng, muốn tìm bố mình giúp đỡ, nhưng Tô Trung Dương không biết đã đi đâu, lại không ở đây nữa. Phải làm thế nào đây, làm thế nào đây, vẻ mặt Tô Lăng Tuyết khẩn trương, cuối cùng, cô ta thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Hừ, chết thì chết, như vậy cũng tốt, dù sao chị Thanh Vũ cũng không sống tiếp được nữa, anh xuống đó cùng chị Thanh Vũ đi. Ẩu Dã Tư Linh rơi nước mắt, tim cô ta đập thình thịch, khuôn mặt xỉnh đẹp lạnh lùng càng thêm tái nhợt, là cô ta đã hại Trần Đức. Cô ta vô cùng hổ thẹn cùng tự trách, nhưng không có cách nào cả. Giái tán, Thương Thái cầm quạt xếp, nhàn nhạt quát một câu, lại thấy, trong nhà hàng có sức chứa 3 triệu. Người, tất cả võ giả đều đi ra ngoài. Bọn họ không thể không ra ngoài. Chèn 1.000 thần tôn ra tay, tình cảnh đó không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được. Tổng chủ, cậu nghĩ cách chạy trốn đi, lát nữa tôi sẽ tự nổ tung đế tranh thủ thời gian cho cậu. Vẻ mặt Trình Lâm Phong nặng nề, đâu đau không thôi. Cùng một lúc chọc đến hàng ngàn cường giá của Bác Hoang, ngoài Trần Bát Hoang ra, còn có ai khác? Cả Bác Hoang, trong trăm năm trở lại đây đây cũng là lần đầu tiên đi. Lão Trình, tự mình nổ tung cũng vô ích thôi, vẻ mặt Trần Đức vẫn bình tĩnh, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không thay đổi. Ông đưa họ đi, đợi ở bên ngoài nhà hàng, đám người này giao cho tôi là được. Tông chủ, không đợi Trình Lâm Phong nói, Trần Đức lại nói tiếp, tôi ra lệnh cho ông. Đưa bọn họ ra ngoài. Tôi, được. Trình Lâm Phong thô dài, như Trần Đức đã nói, đối mặt với đám người Thương Thái, tự nổ tung cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ ở lại đây chỉ thêm phiền phức. Nếu đã như vậy, chỉ bằng bọn họ ra bên ngoài nhà hàng đợi, biết đâu Trần Bát Hoang có thể tạo nên kỳ tích một lần nữa. Chẳng phải Hân đã tạo nên kỳ tích hết lần này đến lần khác sao? Đoạn Nguyên, chúng ta đi. Từ từ. Trình Lâm Phong dần Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền ra khỏi nhà hàng. Không ai ngăn cản bọn họ, dẫu sao, trong mắt mọi người, bọn họ là rác rưởi trong rác rưởi, có thể chạy thoát khỏi Ưng Phủ sao? Ha ha! Bèn trong nhà hàng, trong chốc lát liền vẳng vẻ, chỉ còn lại Ưng Thương, Áo Giá Tư Linh, hai ông già tộc Đại Vũ và tộc đệ Ngũ Vân ngồi đó, ngoài ra, còn có 1.113 cường giả cảnh giới thần tôn như Thương Thái, Lâm Phong. Hồng Thất, V.V. Cùng lúc đó, Trần Đức vác chiếc quan tài đá lên. Tiếp tục đi về phía trước, một bước, hai bước, ba bước. Rất nhanh đã đến gần, anh chỉ cách Thương Thái 1 mét ngân ngủi. Rầm rầm rầm. Ngay lập tức, 1.113 cường giả cảnh giới thần tôn bao vây lấy Trần Đức, vây vòng trong vòng ngoài. Thế nào, Bát Hoang, anh có tự tin không? Giọng Linh Lung truyền đến, khoan thai hỏi. Trong lời nói không có quá nhiều sự lo lắng. Khụ, Trần Đức thờ ơ nói, hơn 1.000 người thì sao? Số lượng không bằng chất lượng, hơn 1.000 tẻn rác rưởi cũng muốn cần đường tôi. Lúc Trần Đức giao tiếp với Linh Lung, anh không dùng thần thức mà nói thẳng ra, tuy giọng nói không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trong nháy mắt, Thương Thái, Lâm Phong, Hồng Thất, Cơ Lễ, tất cả cường giả cảnh giới thần tôn vây quanh Trần Đức đều thay đổi sắc mặt, trở nên rất cổ quái. Nhìn Trần Đức giống như nhìn một tên ngốc. Rác rưởi. Mẹ kiếp. Thật ngông cuồng. Một tẻn thông thân nhất trọng con cũng dám nói bọn chúng là rác rưởi. Nực cười. Mẹ kiếp đúng là chuyện nực cười. Ha ha. Mẹ kiếp đúng là đồ ngu, không biết trời cao đất một giày. Không biết tại sao có chút không sao nói rõ được, mong đợi lát nữa Hân sẽ quỳ xuống xin tha, khóc cha gọi mẹ. Bên ngoài nhà hàng. Các võ giả cười phá lên, giống như đã nhìn thấy bộ dạng chết thám của Trần Đức. Đầu óc có vấn đề, Thương Thái mất hứng, trong lòng chợt có chút hối hận vì đã muốn ních thản ra tay, loại thiếu năng như này đáng để hắn giết sao. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau ra tay đi.
Ưng Thương lại lấy một ly rượu đỏ, từ từ uống cạn, chặt đầu, tay, chân, lục phủ ngũ tạng của hắn ra, băm vụn cho tôi. Được. Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức, Thương Thái bộc phát ra linh khí gào thét cuộn trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lãm Phong, Hồng Thất, hơn 1.000 người trực tiếp ra tay, từng luồng linh khí dao động giống như siêu lốc xoáy cấp 100, động đất mạnh, núi lửa phun trào. Ngàn bóng người nhanh chóng chớp động, xé toạc không gian, trong một phần vạn hơi thở đó, sử dụng sát chiêu chẽn người Trần Đức. Thôi Nhạc Long Lôi, Cửu Đỉnh Bá Thương, Thiên Cơ Trường, Bá Vương Quyền, Trám Thần Đao. Trên 1.000 người nắm quyền của các thế lực nhị phẩm trong tương lai, những đứa con của trời, thế hệ trẻ vô cùng cường mạnh sớm đã nối danh ỏ bác hoang, đồng loạt tấn công Trần Đức, khoảng khắc ra tay toàn bộ nhà hàng đều rung chuyến. 100.000 bộ bàn ghế trong nhà hàng đều bị nổ tung, vỡ nát, biến thành bột mịn. Tất cả đều khóa chặt lấy Trần Đức, sức tấn công nâng lên mức cao nhất, chính xác nhất, các chiêu thức, ấn quyết đều thành thục, tiêu chuẩn giống như sách giáo khoa. Bên ngoài nhà hàng, một số võ giả nhìn thấy bọn chúng xuất chiêu, thậm chí mấy chục ngàn người giác ngộ, lĩnh hội được sự sâu xa huyền diệu của tu võ, lúc này bắt đầu đột phá, cực kỳ khuếch trương. Ngàn cường giả như mưa tên lao đến. Trần Bát Hoang chính là mục tiêu nhỏ bé vô lực bị mưa tên nhắm đến, từng võ kỹ khủng bố chấn động kinh người áp sát đến gần anh. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chăm chú NSLN cảnh tượng này, chỉ sợ bỏ lỡ mất, chỉ bởi vờ lờ một cảnh tượng như này, nếu bỏ lỡ, e rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp được nữa. Rầm rầm, u, không gian nổ tung, bạo động, tiến đánh thảo phạt siêu cấp ngang tàng, trong một phần vạn vạn hơi thớ đột nhiên nhấn chìm Trần Đức. Đúng vào lúc này, trong khoảnh khắc tất cả các đòn tấn công sắp rơi xuống. Trần Đức đã ra tay. Cút hết cho tao. Anh hung bạo hét lên một tiếng, áo choàng vung vấy, ánh mắt như quý, sát ý đầy dẫy, không chút do dự thi triển cửu trọng cực ảnh, trong tay bùng lên một ngọn lửa. Vù vù vù. Lúc này, hai cánh tay của Trần Đức hoàn toàn được ngọn lửa quấn lấy, bùng cháy dần dần, che chân trước mặt, khi tất cả các đòn tấn công rơi xuống trước người anh. Toàn bộ đều chớ nên yếu ớt không có lực. Đao vỡ, kiếm bế, thương gãy, quyền, trưởng hóa thành hư vô. Chặn được mấy lần các đòn tấn công chí mạng, cùng lúc đó, Trần Đức lại ra tay, đột nhiên thi chiến côn bằng phù hư thân pháp. Vung quyền, lại vung quyền. Đúng lúc này, trong mắt của tất cả mọi người hiện lên một cảnh tượng kinh hãi. Lại thấy, thân ảnh của Trần Bát Hoang sập tới cực hạn. Tất cả các đòn tấn công rơi về phía anh dường như đều chậm lại, trở nên siêu siêu chậm. Thời gian dường như dừng lại. Trần Đức di chuyển giữa hàng ngàn người, một quyền, Thương Thái hóa thành cho bụi. Lại một quyền khác, Lâm Phong hóa thành. Xương máu. Một quyền, lại một quyền. Mỗi lần, nắm đấm lửa bốc ngùn ngụt đó vung ra sẽ có một người biến thành xương máu. Hồng Thất chết, Giai Nhân chết, Cơ Lễ chết. Trần Đức thực sự giống như một ma thần giáng xuống, một quyền một tên, không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, những nơi đi qua, xương máu phun ra, máu tươi tràn ngập không khí. Sau 3 nhịp thở, 600 người mạnh nhất trong số 1.113 người đều chết hết. Hài cốt không còn. Một quyền của Trần Đức đánh chết một cường giả siêu cấp cảnh giới thần tôn 18 giai, thu tay, dừng lại. Lúc này, trên người Trần Đức và chiếc quan tài bên cạnh anh đã đỏ rực. Toàn bộ là máu tươi của kẻ địch. Còn lại khoảng 500 người, không người nào dám nhúc nhích, trước đó bọn chúng còn ngạo mạn, khoe khoang mình là cường giả, lúc này sặc mặt ai cũng trắng bệch, môi khô khốc, đầu ong ong. Tất cả quỳ xuống cho tao. Hai mặt Trần Đức u ám, ánh mắt lạnh lùng chưa từng có, sát khí đắng đắng quét qua. Nhưng, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi, không có một chút gợn sóng, thậm chí, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười. Một nụ cười đẹp mặt như tằm trong gió xuân. Nụ cười này rơi vào mắt của hơn 500 thánh tử, thiếu chủ, đệ tử trung tâm, đệ tử thân truyền, lại giống như ma quý, tu la. Choáng váng. Bọn chúng hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Cùng với tiếng quát của Trần Đức, phản ứng theo bản năng, trong số hơn 500 người hầu hết đều khuỵu gối, từng người một quỳ xuống. Còn lại hơn 100 người, bọn chúng không quỳ, trong lòng cực kỳ không cam chịu. Dựa vào cái gì mà phải quỳ? Bọn chúng đều là những nhân vật cấp thánh tử, thiếu chủ. Tương lai sẽ là người nắm quyền thế lực nhị phẩm. Dựa vào cái gì mà phải quỳ?
không quỳ phải không, tao giúp chúng mày. Ngay khi bọn chúng còn đang suy nghĩ, đột nhiên, Trần Đức không chút báo trước ra tay, khẽ lật tay, kiếm long ngâm, kiếm linh hoàn xuất hiện. Hàng ngàn ánh kiếm lấp lánh, lấp đầy toàn bộ nhà hàng, kiếm ý hùng dũng. Trong nháy mắt, hơn 100 người đều chết. Xác chết ngổn ngang khắp mọi nơi. Trần Đức không chút lưu tình, cũng không hề chớp mắt. Cơ hội chỉ có một, anh đã cho, những người này không quý trọng, đương nhiên phải chết. Trần Đức chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt, người nén giết, anh tuyệt đối sẽ không nương tay. Các người, tự chặt đứt hai tay, Trần Đức lại. Lẽn tiếng nói, lần này, ai còn dám phản bác anh, cánh tay bị đứt vẫn có thể hồi phục, mọc lại, chẳng qua mất một chút thời gian, nhưng nếu mạng sống không còn, thì thực sự không còn gì. Sau đó, hơn 400 người còn lại lần lượt chặt đứt tay. Hơn 800 cánh tay, xương cốt ẩn hiện, máu me đầm đìa, nhìn đến khiến da đầu tẽ dại. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, từ lúc hơn 1.000 người ra tay, đến tất cả mọi người quỳ xuống. Chặt tay chỉ mất chưa đầy 30 giây. Khi từng cánh tay rơi xuống, xung quanh, bên trong và bên ngoài nhà hàng hoàn toàn chìm vào im lặng đến quái dị. Kim rơi cũng có thể nghe được thấy tiếng. Suy nghĩ của ai cũng hỗn loạn, giống như bị đổ xi măng, ngây ra tại chỗ. Giây tiếp theo. Bịch, bịch, bịch. Hết nhóm này đến nhóm khác ngã xuống, bất tỉnh. Bọn họ thật sự không chịu nổi loại kích thích này, bất tỉnh. Hoàn toàn bất tính. Lúc này bọn họ hoàn toàn không biết miêu tả Trần Bát Hoang như thế nào. Thiên tài. Yêu nghiệt. Không không không, cho dù là thiên tài hay yêu nghiệt, cũng phải có cực hạn, có mức độ chứ. Thông thần nhất trọng giết chết một hoặc hai cường giả cảnh giới thần tôn bọn họ còn có thể hiểu, thông suốt được, nhưng Trần Bát Hoang đấu với 1.000 cường giả, giết chết 700 cao thủ cảnh giới thần tôn như giết gà thịt chó. Đây còn là thiên tài, là yêu nghiệt, là con người sao? Đây nhất định là ma quỷ, ma thần. Nó đã hoàn toàn vượt qua nhận thức, tư duy của tất cả các võ giả, tất cả các thế lực có mặt ở đây. Những người quen biết Trần Đức như Tô Lăng Tuyết, Trình Lâm Phong, Lưu Tuấn Hiền, Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, hoặc những võ giả từng gặp qua anh, quen biết anh ở thành Thông Thiên đều nhìn chân chân không nói nên lời, tư duy đứt gãy. Kỳ tích. Lại là một kỳ tích. Trần Bát Hoang không chỉ giết mấy trăm cường giả, mà còn giết một cách dễ dàng, thoải mái. Không tốn máy may chút sức lực. Theo lý mà nói, lẽ ra bọn họ đã nghe quen việc này, thậm chí là tẻ liệt trước sự yêu nghiệt của Trần Đức, nhưng vào lúc này, vẫn không khỏi kinh hãi, hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin, ai sẽ tin chứ? Hàng triệu võ giả chìm vào im lặng. Cho dù là Ưng Thương, cơ thể cũng cứng lại. Vẻ mặt vui mừng đắc ý giống như bị đóng băng, dần trở nên u ám, nụ cười trên khóe miệng càng thêm âm u đáng sợ. Bên cạnh hắn, trái tim treo lơ lửng của ẩu dã tư linh khẽ được đặt xuống, nhưng sau khi cảm nhận được sát ý của Ưng Thương, phần vô cùng lo lắng. Đúng, hơn 1.000 người đó quả thực rất mạnh, nhưng Ưng Thương còn mạnh hơn. Trần Đức có thế dễ dàng giết hơn 1.000 người đó. Cảnh giới thân tôn 36 giai như Ưng Thương cũng có thể. Thậm chí, chỉ cần một chiêu. Hơn nữa, Ưng Thương hành sự cực đoan, tàn nhẫn, đặc biệt thích hành hạ người khác, khiến người ta sống không bằng chết. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Trong sự yên lặng này, Trần Đức lại tiến về phía trước mười mấy 20 bước, hít thở mấy hơi, cách Ưng Thương chỉ còn 7-8 mét. Trần Đức một cước đá văng quan tài đá đến trước mặt Ưng Thương. Nhìn thẳng vào hắn, lãnh đạm nói, tự sát, nằm vào trong. Ha, thú vị, rất thú vị, Ưng Thương nở một nụ cười lạnh lùng u ám. Mày, quỳ xuống, suốt đời làm nô lệ của tao, tao có thể tha cho mày một mạng, không chỉ có thể tha cho mày, tao còn có thể bồi dưỡng, để mày thật sự trưởng thành. Ưng Thương đã nhìn chúng Trần Đức, nhìn chúng thiên phú như ma quỷ của Trần Đức. Nói một cách công bằng, hắn quả thực có thể giết hơn 1.000 người đó. Nhưng cảnh giới của hắn không phải những người như Lâm Phong, Thương Thái, Hồng Thất có thể so sánh được. Hân là võ giả cảnh giới thần tôn 36 giai, là người mạnh nhất trong số bọn chúng, cao hơn mười mấy giai. Khoảng cách của hai bên là vô cùng lớn. Nếu hắn giống như Trần Đức, là thông thần nhất trọng thì sao đây? Ưng Thương có tự tin có thể đấu với 4-5 người như Thương Thái, nhưng hơn 1.000 người,
đủ để đánh hắn ra bã. Nói một cách khác, hắn không bằng Trần Bát Hoang, vờ lờ vậy, Hân quyết định thu nhận Trần Đức làm nô lệ, làm thuộc hạ. Nói đến đây, hắn mở cấm chế của Âu Dã Tư Linh ra, đẩy Âu Dã Tư Linh đến trước mặt Trần Đức, chỉ cần mày đồng ý, người phụ nữ này trả lại cho mày. Ưng Thương làm như vậy, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người sững sờ. Âu Dã Tư Linh giống như hàng hóa được trao đổi, bị Ưng Thương đấy đi, chỉ vì đế Trần Đức làm nô lệ cho hắn. Trần Bát Hoang thật may mắn. Đúng vậy, có thể làm nô lệ, thuộc hạ của Ưng Thương, bao nhiêu người cầu còn chẳng được. Nghe đồn, Ưng Thương có thể làm gia chủ nhà họ Ưng, làm thuộc hạ của hắn, dưới một người trên vạn người. Trời ơi, vận may của tên này tốt đến vô lý. Hàng triệu người sau khi hoàn hồn liền cầm thán, vô cùng hâm mộ cùng ghen tị, hận không thể thay thế Trần Đức, chú động cầu xin Ưng Thương nhận bọn họ. Theo bọn họ thấy, Trần Bát Hoang không có lý do gì để từ chối. Hân yêu nghiệt thì sao? Tài giỏi thì sao? Ưng Thương là một cường giả siêu cấp cảnh giới thần tôn tứ trọng, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc với đám người Thương Thái, Lâm Phong. Trần Bát Hoang có thể giết hàng trăm người đó, nhưng có thể giết chết Ưng Thương sao? Không thế nào. Hơn nữa, phía sau Ưng Thương là nhà họ Ưng, Ưng Chiếu bố hắn là cấp thân vương. Ca Bắc Hoang, ai dám chọc đến nhà họ Ưng? Có thể trở thành nô lệ, thuộc hạ của Ưng Thương, còn có sức hấp dẫn, có tiền đồ hơn làm người đứng đầu của một vài thế lực nhị phẩm. Đồng ý, từ nay về sau Trần Bát Hoang sẽ vinh hoa phú quý. Không đồng ý, chỉ còn con đường chết. Sao hắn phải từ chối chứ? Bát Hoang, Âu Dã Tư Linh đi tới trước mặt Trần Đức, hai hàng nước mắt chảy dài, cô ta vốn cao quý lạnh lùng, nhưng cũng không ghét bỏ toàn thân dính đầy máu của Trần Đức, ôm lấy Trần Đức, điềm đạm đáng yêu. Cảnh tượng này một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc, Âu Dã Tư Linh, hình như, thực sự thích Trần Bát Hoang. Mẹ kiếp! Mát mù rồi sao? Lúc đầu, bọn họ còn cho rằng Trần Đức cưỡng hôn, nhưng lúc này mới hiểu, hóa ra Trần Bát Hoang và Âu Dã Tư Linh đều có tình cảm với nhau. Ưng Thương chỉ là kẻ chen chân vào. Không sao rồi. Trần Đức nhẹ nhàng vỏ lưng Âu Dã Tư Linh, khuôn ngực mềm mại của Âu Dã Tư Linh khiến anh có chút ngạc nhiên, hình như còn lớn hơn vẻ ngoài nhìn vào. Trần Đức an ủi một hồi mới buông ra, ngay sau đó liền vỗ vào cặp mông căng tròn của cô ta. Bốp! Giọng nói lanh lánh vang lẻn, Trần Đức ngang tàng nói, không được khóc nữa, bắt đầu từ hôm nay, em chính là người phụ nữ của Trần Bát Hoang anh. Người phụ nữ của anh, chỉ được cười, không được khóc. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Âu Dã Tư Linh bông chốc ứng hồng, choáng váng, ngại ngùng, đầy phong vị. Bộ dạng như vậy khiến tâm trạng người ta phơi phới, một vài võ giả thậm chí còn chảy máu mũi. Âu Dã Tư Linh khẽ đáp lại một tiếng, cho dù ngày sau thế nào, là sống hay chết, Âu Dã Tư Linh đã chọn Trần Đức, không phải vì sức mạnh của anh, cũng không phải vì hôn ước của hai người. Chí bởi vì hôm nay Trần Đức dám liều chết cứu cỏ ta. Một mặt như vậy của Âu Dã Tư Linh, rơi vào trong mắt Ưng Thương khiến hắn vô cùng đố kỵ. Ha ha! Đợi mày trở thành nô lệ của tao, đến lúc đó, tao sẽ làm cô ta trước mặt mày. Ưng Thương cắt ngang sự ám muội giữa hai người, ngạo mạn tự tin ra lệnh, Trần Bát Hoang, nếu đã thu nhận người phụ nữ của tao, còn không quỳ xuống, lập khế ước với tao, còn đợi gì nữa? Tất cả các võ giả lại một lần nữa tập trung sự chú ý của mình vào Trần Đức, ánh mắt mong đợi, chờ anh quỳ xuống, sự yêu nghiệt của Trần Đức khiến bọn họ vô cùng đố kỵ, bọn họ không muốn làm gì vào lúc này, chỉ muốn nhìn thấy Trần Bát Hoang kiêu ngạo ngang tàng quỳ xuống. Giống như, chỉ khi Trần Bát Hoang quỳ xuống, mới có thể khôi phục lại tự tôn của bọn họ. Đây chính là bản chất của con người, bọn họ không bao giờ muốn nhìn thấy người khác tốt hơn bọn họ, một khi có người như vậy xuất hiện. Liền cầu nguyện người đó sẽ lụn bại, không ngóc đầu lên được, chịu đủ mọi giày vò. Quảng trường, nhà hàng lại chìm vào im lặng. Trần Bát Hoang dường như đang suy nghĩ, không trả lời câu hỏi của Ưng Thương, mà không. Biết từ đầu lấy ra một bình rượu, giống như nước uống, uống liên tiếp vài ngụm. Cuối cùng, anh dừng lại, bình rượu trong tay biến mất. Sau đó, ngước mắt lên, hờ hững nhìn về phía Ưng Thương, bình tĩnh nói, thứ nhất. Âu Dã Tư Linh từ đầu đến cuối vẫn luôn là người phụ nữ của tôi, không phải là người phụ nữ của anh. Thứ hai, báo tôi làm nô lệ cho anh cũng không tự soi lại bản thân xem, anh xứng sao. Còn nữa,
Dừng lại một chút, Trần Đức nhếch mép cười nói, thứ ba, cái quan tài này là tôi đã bỏ một số tiền lớn, tổn thời gian để làm riêng cho anh. Anh nói, nếu anh không nằm, há chẳng phải uống phí công sức của tôi sao? Lặng như tờ. Trần Đức vừa dứt lời, đất trời càng thêm yên tĩnh, chìm vào cảnh tĩnh mịch. Mọi thứ đều im ắng. Không có một âm thanh nào. Tên điên. Trần Bát Hoang thực sự là một tên điên. Chính xác là tên điên. Ưng Thương đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, chẳng phải hân nên cầm kích không thôi, quỳ bái ngay tại chỗ sao? Còn dám phản bác. Điều này hoàn toàn đã đắc tội chết với nhà họ Ưng. Da đầu của các võ giá như bị xé toạc, tẽ dại, trong lòng kinh hãi. Không vờ lờ nguyên nhân nào khác, chỉ bời vờ lờ trong không khí, khí tức đã trở nên vô cùng kiềm nén, giống như ngọn núi lớn ngũ tinh, đè lẻn ngực mỗi người. Bọn họ cảm nhận được sự sợ hào uy từ sáu thẳm. Trong linh hồn, nỗi sợ hãi cái chết. Khí tức này không phải của ai khác mà chính là của Ưng Thương. Mặt của hắn, gương mặt đã trở nên dữ tợn đến lạ, mặt mũi méo mó hết cả lẽn, quanh người là một màu đỏ dần hiện rõ, đó là sát khí dày đặc. Là thứ sát khí mà phái giết hơn 10.000 người mới có được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.